Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 21. So với những người trước đó xác thực như là làm nóng người. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu cũng đã để bọn hắn cảm nhận được sự cường đại của Lý Hoàng thật sâu. Trách không được lại có thể được Đại Tự Tại Điện đưa vào vị trí thứ 6. Lý Hoàng chỉ hoành kích lên trời, như thần tử Hải Vương, lệnh cho Đại Dương mênh mông đánh tung bầu trời. Thanh thế mãnh liệt, lực lượng khổng lồ. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ thành cự mãng, vờn ở quanh mình, nhanh chóng bạo khởi, phá tan thủy triều cuồng liệt, phóng lên trời vài trăm mét. Cự mãng tản ra hóa thành thánh viêm màu vàng bay lên không, đảo mắt đã ngưng tụ ra hư ảnh chu tước, đầu đuôi quay quanh, một mặt trời khổng lồ xuất hiện, rọi khắp nơi trên lôi tràng, phát ra nhiệt độ cao kinh khủng. Thái Dương diệu thế. Sau khi dung hợp đại địa thú linh viêm, năng lượng mặt trời lại càng tăng thêm so với trước đó. Nhiệt độ khủng bố vặn vẹo cả không gian. Sóng lớn liên tiếp vỗ vào không trung lại bị bốc hơi, uy thế trùng kích cũng liên tục yếu bớt. Ầm ầm, chiều dâng đánh ra, tán loạn đầy trời, mặt trời ngạo nghễ bất động. Oanh, lay động vừa kịch liệt vừa kinh khủng bộc phát từ trên thân Lý Hoàng, một đoạn ánh sáng màu bạc nở rộ khắp trời, dao động kịch liệt, ngưng tụ thành một vầng trăng đêm. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Ầm ầm, hải triều bạo động. Ánh trăng bay lên không. Trăng sáng mọc trên biển. Toàn trường kinh hô, vô số người khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Khương Phàm ở giữa trời như mặt trời rọi khắp nơi. Lý Hoàng lại như trăng sáng trên mặt biển. Đây không phải chiến đấu, đây quả thực là một bức cảnh đẹp nguyên thủy ầm ầm sóng dậy. Cái tên Lý Hoàng này rốt cuộc là ai? Bọn người Ngu Khuynh Thành chợt biến đổi sắc mặt, nơi này chỉ là lôi đài mà đã có thể thi triển uy năng như thế. Nếu như là ở biển, thực lực Lý Hoàng sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Thật mạnh, không hổ là truyền nhân đảo Hải Thần. Gương mặt Liễu Như Yên cũng vì đó có phản ứng, cách bình chướng bảo vệ lôi đài đã có thể cảm nhận được khí thế mênh mông rét lạnh kia. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Phàm khống chế mặt trời, khởi xướng chấn áp đại dương mênh mông ở phía dưới. Mặt trời tỏa sáng kim quang, uy thế khủng bố, chu tước ỏ bên trong vẫn còn đang quay quanh. Ầm ầm. Hải triều mãnh liệt, mặt trăng bay lên không, giống như có giao long đang gầm thét. Một trận thanh thế thật lớn va chạm kịch liệt, hai tia sáng vàng bạc sôi trào trong nháy mắt, hải dương và liệt diễm điên cuồng bạo động. Năng lượng vô biên, trùng kích lôi đài bình chướng. Một tràng cảnh rung động, uy thế rung động. Rất nhiều thiên tài trên võ hầu bảng trước mặt lôi đài vào giờ khắc này đều đã ảm đạm phai mờ. Lạc Cuồng Sinh có chút há mồm. Trước đó thì khinh thường tức giận, bây giờ thì cứng đờ ở trên mặt. Khương Phàm rất bất ngờ với thực lực của Lý Hoàng, nhưng càng kích thích chiến đấu hào hùng. Hắn ngưng tụ lại Thái Dương chiến y hoa lệ, đi ngang qua năng lượng cuồng chiều, một khắc không ngừng lao thẳng đến Lý Hoàng. Lý Hoàng đưa chân đạp sóng chiều phóng lên tận trời, ánh mắt hắn giá lạnh, mang theo sự tự phụ cùng kiêu ngạo, cũng mang theo sự cường thế cùng bá thế, ánh sáng màu xanh lam vờn quanh toàn thân, tràn ngập khủng bố. Chiến kích chém về phía Khương Phàm, nặng như biển lớn, uy áp hết thảy tất cả, sát khí lạnh thấu xương chấn động lôi tràng. Người Khương Phàm khoác chiến y, liệt diễm sôi trào kim quang, như bị mặt trời bao phủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, bộc phát ra uy thế càng mạnh mẽ hơn, hư không cũng đều đang run rẩy. Keng! Tàn đao oanh kích, bổ vào trên chiến kích, phát ra tiếng kim loại rung như kinh lôi, chấn động thủy triều nổi lên từng con sóng, hư không liên tục lay động. Vô số người ngừng thở, kích động lại rung động nhìn kỹ trận chiến. Khương Phàm, Lý Hoàng liên tiếp bị chấn lui, nhưng đều đã nhanh chóng khống chế lại thân thể, tấn công lần nữa. Khương Phàm điên cuồng, tàn đao bổ ra đao khí. Lý Hoàng lạnh nhạt, chiến kích nặng nề, đại khai đại hợp. Đây tuyệt đối là một trận quyết đấu đỉnh cao, hoàn toàn có thể biểu tượng cho thực lực mạnh nhất của Đại Tân Sinh. Ầm ầm, trong cơn bạo kích đột nhiên Khương Phàm lấy đi tàn đao. Ép trở về khí hải, hai chu tước chảo gần như điên cuồng bắt lấy chiến kích nặng nề đang quét ngang đến. Một chảo này như là bắt một con cự long, lại như là bắt lấy một mảnh hải triều, khí thế nặng nề xuyên suốt cả vào cơ thể. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ trong nháy mắt đã liền bị chấn vỡ, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhưng, Khương Phàm phát huy thần huyết toàn thân, gắt gao bắt lấy chiến kích, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, đem Lý Hoàng vòng đến không trung. Lý Hoàng mất khống chế bay ra, nhưng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút,
thủy triều phía dưới đột nhiên xông ra một bóng người hùng tráng, do hải triều ngưng tụ, toàn thân lại quấn quanh ánh sáng màu lam giống như lôi điện, trong nháy mắt vung lên trọng quyền, cùng năng lượng hải triều oanh minh, mang theo uy lực hủy diệt, đánh về phía mặt Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm, nở rộ sán lạn như kim liên, hoa sen màu vàng ngạnh kháng bóng người bạo kích. Trong tiếng oanh minh kịch liệt, bóng người băng toái thành hải triều. Khương Phàm cơ hồ không có bất cứ đình chỉ gì, triển khai hai cánh phóng lên tận trời, lao thẳng đến Lý Hoàng. Lý Hoàng cưỡng ép ổn định, trước tiên vung mai rùa lên. Khương Phàm phóng lên tận trời, song chảo bạo kích, 200.000 cực cảnh bộc phát, hai cánh chém về phía trước, thế như thiên đao. Ầm ầm, mai rùa rung động kịch liệt, ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng ngập trời, sôi trào lên vô tận hải triều, cưỡng bức chống đỡ Khương Phàm. Nhưng cũng đánh Lý Hoàng vọt tới bầu trời cao hơn. Thật mạnh. Vẻ mặt của vô số thiên tài trở nên nghiêm trọng, kinh sợ sự cường hãn của Lý Hoàng, càng cảm thấy ngoài ý muốn với thực lực của Khương Phàm. Trước đó thật sự chỉ là làm nóng người thôi sao? Khương Phàm bay lên không bạo kích, kịch liệt giết tới. Lý Hoàng nâng chân đạp sóng chiều, chiến kích liên tiếp trùng kích. Liệt diễm, hải chiều, liên tục oanh minh. Hai thiếu niên thiên kiêu chiến đến cực hạn, giết tới gai cấn. Rầm rầm rầm. Khương Phàm trở nên dữ tợn, hai cái móng vuốt cuồn cuộn thánh viêm, tử khí bừng bừng, liên tiếp đánh vào trên chiến kích, nhìn như mưa to gió lớn đang trùng kích vào đại dương mênh mông, thao thao bất tuyệt, cuốn về phía tám phương. Giết! Lý Hoàng hét lớn, tóc dài bay loạn, rồi mắt sắc bén như điện, toàn thân bộc phát chiến ý đến cực hạn, ánh sáng màu xanh vần quanh chiến kích, đâm về phía lồng ngực Khương Phàm. Chiến kích ngưng tụ ra uy lực đại dương, thanh thế kinh người, tốc độ lại cực nhanh. Nhưng tốc độ Khương Phàm cũng không kém, hắn bay lên, nhanh như thiểm điện, tránh khỏi chiến kích, hai chân hung hăng dẫm lên trên báng kích màu vàng, giống như là một con liệp ưng bình ổn lại cường thế, hai chân phát lực trong nháy mắt, hai cái móng vuốt đánh về phía trước xé ra những vết tích kinh người, kéo thẳng đến mặt Lý Hoàng. Lý Hoàng nâng hai tay nắm chiến kích dương cưỡng bức xốc Khương Phàm lên. Đồng thời, linh văn trên trán lấp lóe cường quang, thủy triều xung quanh bạo động toàn diện, mấy chục cơn sóng như ác long đang mở rộng miệng ra, phóng lên tận trời. Khương Phàm vỗ mạnh hai cánh, hỏa vũ thánh viêm nhanh chóng văng ra, lại tăng vọt mấy lần, cứ như là hỏa kiếm vô tận, quét ngang toàn trường, chém chết hải triều. Một tiếng oanh động, hải triều mất khống chế, cuốn lên tầng sóng vô tận, bao phủ giữa không trung, thánh viêm sôi trào như là núi lửa bộc phát dưới đáy biển, cường quang vô biên. Từ bên ngoài nhìn vào như đại dương đang thiêu đốt. A, à, Lý Hoàng đưa chân đạp các con sóng, mỗi một bước đều như sóng dữ vỗ bờ, thanh thế kinh người, hắn nâng chiến kích, giết ra khí thế thiên quân vạn mã. Khương Phàm cường thế quay lại, liên tiếp đánh giết. Hai người càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh. Toàn trường oanh động, bầu không khí sôi trào đến cực hạn. Năm vạn người cùng hò hét, năm vạn người nhiệt tình tăng vọt. Trận chiến đấu quá gay cấn để bọn hắn lâm vào khung cảnh kỳ diệu. Tràng diện rung động lòng người để bọn hắn cảm xúc chập trùng. Bầu không khí tại toàn trường sôi trào liên miên, những tiếng hò hét phấn chấn kéo mãi. Biểu hiện của đám người Liễu Như Yên, Hình Nhung càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù cùng là linh nguyên cảnh thất trọng thiên, mặc dù cùng là thánh linh văn, nhưng hình như trên trận đấu của bọn hắn so với hai người này căn bản không phải cùng một cấp bậc. Không đề cập tới Lý Hoàng cường đại cỡ nào, chỉ nhìn những cơn sóng chiều liên tục dâng lên vài trăm mét từ đầu đến giờ đều không có một khắc tán loạn, không có một khắc bình tĩnh, cũng đã có thể tưởng tượng được Lý Hoàng khống chế linh lực đạt tới trình độ đăng phong tạo cực cỡ nào, hoàn toàn tựa như là thân thể của chính mình. Bọn người Lạc Cuồng Sinh vừa rung động lại càng sợ hãi. Lý Hoàng cũng là đại thừa thánh văn sao? Thế lực như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được cuồng nhân mãnh liệt như vậy? Mà Khương Phàm, tên điên này cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, còn càng đánh càng mạnh. Đây mới thật sự là chiến đấu. Lý Dần ngồi ở trong góc dùng sức nắm chặt nắm đấm, sư phụ so với hắn dự đoán càng cường đại hơn rất nhiều, chiến đấu so với những gì hắn mong đợi càng đặc sắc hơn. Hai mắt hắn hiện ra tia sáng rực, kích động, chờ mong, khát vọng. Lúc nào, mình mới có thể mạnh mẽ được như thế? Lúc nào? Mình mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ múa võ pháp như vậy. Đột nhiên, chiến trường xuất hiện kịch biến. Khương Phàm đột nhiên nhanh chóng rút lui về phía sau trăm mét,
thánh viêm phóng thích cực hạn, sôi trào bạo động, liên miên bất tuyệt. Nhiệt độ kinh khủng, thánh quang chiếu rọi khắp nơi trên lôi tràng. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm ngẩng đầu lên trời hét lớn. Ý thức hải bạo động kịch liệt, 10 con thú ảnh toàn bộ thức tỉnh. Linh lực hải dương cuồn cuộn ánh sáng, chu tước linh nguyên dương cánh gáy to. Ầm ầm. Mãnh hổ, cự tượng, kim mãng, man ngưu, bạo hùng, yêu báo, huyễn điêu, thương sư, cuồng viên, còn có 8 con liệp lang. Bọn chúng xuất hiện ở trong liệt diễm sôi trào, chân thực mà cường thịnh, bọn chúng rất dã tính lại càng điên cuồng. Toàn trường kinh hô, vô số người vươn người đứng dậy, cho dù đã cách bình chướng, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được bọn mãnh thú này cường đại đến thế nào. Cứ như yêu thú chân thực dục hỏa trùng sinh mà xuất hiện. Các thiên tài võ hầu bảng đều lộ ra vẻ kinh sợ, rõ ràng cảm nhận được những mãnh thú kia rất đáng sợ. Giống như không phải võ pháp, mà là triệu hoán thánh thú khủng bố từ một không gian nào đó đi ra. Lý Hoàng đang muốn đuổi theo Khương Phàm, sau khi nhìn thấy mãnh thú, trong chốc lát hắn đã quả quyết rút lui về phía sau, liên tiếp vòng múa chiến kích, nhấc lên đại bạo động ở xung quanh. Giống 17 con mãnh thú uy mãnh to lớn đạp khoảng không giữa trời cao mang theo liệt diễm sôi trào kinh khủng, nhào về phía chiều dâng mãnh liệt màu lam. Ánh mắt Lý Hoàng đã trở nên nóng bỏng, kích động đến toàn thân nổi sóng nhiệt cuồn cuộn. Không nghĩ tới tại vương quốc hắc ám nho nhỏ này vậy mà lại có thể gặp phải cường giả như vậy. Một mình tung hoành giữa đại dương mênh mông 3 năm qua, trong tất cả cường giả hắn giao thủ qua, thực lực người này tuyệt đối có thể xếp hạng trong 3 vị trí đầu. Ầm ầm. Đại dương mênh mông nổi lên sóng cả, dậy sóng bạo động, số lượng lớn ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ thành hư ảnh hải triều, liên tiếp bạo động đụng chạm vào kim viêm cự thú. Lôi đài bạo động toàn diện, năng lượng hỗn loạn tưng bừng. Kim viêm che trời, tràn ngập đất trời. Đại dương mênh mông cuồn cuộn không dứt. Khung cảnh này cứ như lục địa đang chiến đấu với đại dương, lại càng giống như hai cơn thú triều điên cuồng gặp phải nhau. Lần này, ngay cả Hứa Như Lai cao ngạo cũng lộ ra vẻ kinh sợ, nhịn không được mà đứng dậy chú ý. Mãnh hổ cự tượng dễ đánh rách tả tơi hải triều như trở bàn tay. Yêu báo đi ngang qua toàn trường, thương sư nổ tung tạo ra sóng âm vô tận. 10 loại mãnh thú cùng nhau thi triển uy PSNG của riêng nó. Nhất là cuồng viên, vẫn tiếp tục vọt mạnh, tiếp tục bạo kích, vậy mà đã giết tới phía trước Lý Hoàng. Lui! Lý Hoàng gầm thét. Mai rùa từ trong hải triều va chạm kịch liệt, hung hăng đón nhận kim viêm cuồng viên. Ầm ầm tiếng vang, đinh tai nhức óc. Nhưng, vào giờ khắc này, trong lúc yêu báo bất chợt xuất hiện nhanh chóng phóng tới phía sau, tiếp theo là cuồng viên hung hăng đụng vào. Sau đó, hai con kim lang xuyên qua cuồng viên và yêu báo xé mở ra một vết nứt, xông về cự quy. Những đòn va chạm liên tiếp đánh nổ lên liệt diễm. Cự quy khổng lồ lù lù bất động. Giống như hòn đảo đang nghênh đón va chạm. Nhưng, ngay một khắc này, một thân ảnh còn nhanh hơn đã xé mở chiều dâng hỗn loạn, xuất hiện ở phía trước mai rùa. Tàn đao, khai thiên. Khương Phàm hét lên đầy giận dữ, tàn đao hoành kích, bá liệt đến cực điểm. Trong chớp mắt, hồn khí, liệt diễm, huyết khí, sôi trào khắp toàn thân Khương Phàm, bày biện ra một hư ảnh vô cùng cường thế, giống như đại tướng lĩnh sướng vạn quân, bá tuyệt đương thời. Lý Hoàng phát giác được khí thế quá mãnh liệt, trước tiên nhấc ngang chiến kích, đưa về phía trước bạo kích. Ầm ầm, khai thiên đao mang theo đám liệp lang hung hăng bổ vào bên trên cự quy. Cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, cự quy đã bị chia thành hai nửa, bay về hai bên. Chuyện này khiến cho Thẩm Cuồng Sinh, người thứ 10 trên võ hầu bảng bị mai rùa ngăn cản trước đó bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, khó có thể tin được mà nhìn kịch biến trên lôi tràng. Keng! Tàn đao không ngừng tấn công đến Lý Hoàng. Lý Hoàng toàn lực nhấc ngang chiến kích, mang theo uy lực đại dương chặn đánh về phía trước. Một tiếng bạo hưởng, âm thanh rung động khắp lôi đài, năng lượng hỗn loạn xung quanh đều bị vô tình xé rách. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, chiến kích đã rời khỏi tay Lý Hoàng, mang theo uy thế mãnh liệt, đánh tới hải triều. Khương Phàm thu đao lại trong nháy mắt, trở lại khí hải, vuốt phải chợt vỗ về phía trước. Mặc dù Lý Hoàng hơi kinh ngạc nhưng vẫn chưa loạn, hắn nhanh phóng thích ra ánh sáng màu xanh lam, ngưng tụ thành thủy thuẫn, cứ như đang khuấy động trăm vạn tấn thủy triều, có thể chống cự hết thảy tất cả các đòn tấn công. Ánh mắt Khương Phàm hừng hực. Chu tước, bác thiên thuật.
Văn ấn Chu Tước phía trên vuốt phải đột nhiên như phục sinh, trong nháy mắt đã phóng xuất ra uy thế kinh khủng, liệt diễm đều điên cuồng tháo chạy tới bốn phương tám hướng. Uy thế mãnh liệt xuyên qua thủy thuẫn đang bao phủ Lý Hoàng. Rốt cuộc Lý Hoàng cũng biến sắc, ánh mắt màu xanh đậm hơi rung nhẹ, trong tầm mắt của hắn, thời khắc này Khương Phàm đã đột nhiên thay đổi bộ dáng, hắn cứ như một con hung cầm thời thượng cổ, bế nghế, thôn phệ. Ầm ầm. Một kích của Chu Tước đã đánh vỡ nát thủy thuẫn ngưng tụ từ trăm vạn tấn thủy triều, khắc ở trên ngực Lý Hoàng. Ngực Lý Hoàng bị đánh vỡ, mất khống chế tung bay ra ngoài, máu tươi phun ra từ chỗ thủng. Toàn trường kinh hô, ngay cả rất nhiều cường giả trong xương phòng cũng đều không kìm nén được mà đi về phía trước hai bước, ánh mắt lộ ra sự kinh sợ. Tốc độ của Khương Phàm cực nhanh, hai cánh xé vung mạnh, giết đến Lý Hoàng. Ầm ầm. Ánh sáng màu xanh lam xen lẫn khắp toàn thân Lý Hoàng ngưng tụ lại một đôi cánh màu lam, mãnh liệt chấn kích, mạo hiểm tránh khỏi sự săn giết của Khương Phàm. Keng. Chiến kích trở về trong tay, vòng ra khí thế cuồng dã. Khương Phàm mang hai cái móng vuốt liên tục tấn công, vỗ mạnh lên chiến kích, đánh ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Giữa mấy hơi ngắn ngủi đã đánh ra trên trăm đòn. Chiến kích run rẩy, xoa nứt hai tay Lý Hoàng. Ánh sáng màu xanh lam trên người Lý Hoàng nở rộ đến cực hạn, phóng xuất ra uy lực hải triều kinh khủng, mạo hiểm thoát thân khỏi đòn tấn công của Khương Phàm. Còn chưa có kết thúc. Khương Phàm bay lên không lao về phía trước, thánh viêm không ngừng tuôn ra liên tục, ngưng tụ vòng xoáy mãnh liệt màu vàng ở sau lưng. Vòng xoáy không chỉ thôn vệ linh lực của Khương Phàm mà còn tại dẫn dắt thánh viêm còn sót lại trên lôi đài hỗn loạn. À! Lý Hoàng triển khai toàn bộ thực lực, khí thế sôi trào đến cực hạn, ngay cả ánh mắt cũng đều như lưỡi đao. Chiến kích liên tục bạo kích, mở ra trời cao, khuấy động hải triều, cùng móng vuốt dày đặc của Khương Phàm đụng vào nhau. Chiến đến cực hạn, giết tới sôi trào. Lý Hoàng cảnh giác vòng xoáy càng ngày càng khổng lồ ở sau lưng Khương Phàm, uy thế phun trào từ nơi đó để hắn sợ mà rung động. Phải ra tay sớm. Lý Hoàng đột nhiên gào lớn, ánh mắt như điện, chiến kích đâm tới ngực Khương Phàm. Giờ khắc này, toàn bộ ánh sáng màu xanh lam trên thân đều đã hội tụ đến chiến kích, huyết khí đều thông qua hai tay vỡ vụn, trùng kích vào bên trong. Chiến kích oanh minh, thế công tăng vọt, phảng phất năng lượng bị phủ bụi đã tỉnh lại, phá diệt hết thảy mọi thứ. Xung quanh Lý Hoàng đều xuất hiện mê vụ, như đại dương mênh mông nhấc lên sóng cả, mây mù cuốn đầy trời, hắn ở trong sương mù tựa như là một vị thần linh. Mặt Khương Phàm trở nên dữ tợn, hai tay khấu chặt, dữ dội chộp tới chiến kích. Ngươi muốn chết. Lý Hoàng không có bất kỳ lưu tình gì, chiến kích đâm xuyên thẳng đến Khương Phàm. Hai tay Khương Phàm bộc phát cường quang, quyền sáo, bao cổ tay cùng hài cốt huyết nhục đều giao hòa, hai văn ấn Chu Tước cũng giống như đang thức tỉnh. Toàn trường chợt yên tĩnh trong nháy mắt, năm vạn người đều nín thở định thần, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về không trung. Tốc độ chiến kích nhanh như thiểm điện. Khương Phàm ra tay lại càng tấn mãnh. Keng. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, móng vuốt Chu Tước của Khương Phàm đã dữ dội bắt được chiến kích. Chiến kích vẫn tiếp tục đâm xuyên, xé mở móng vuốt Khương Phàm ra, mang theo máu tươi, hung hăng đâm về phía ngực Khương Phàm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm tiếp tục phát huy hai tay, cưỡng bức bóp lấy báng kích chí mạng. Phốc phốc. Phong nhận đánh vào bên trên thái dương chiến y, trong chốc lát đã cưỡng ép đâm xuyên qua thẳng vào ngực, nhưng cuối cùng, trước khi đâm đến trái tim vẫn đã bị Khương Phàm dữ dội bắt lấy. Gần như đồng thời, vòng xoáy mãnh liệt phía sau Khương Phàm đã bộc phát, 12 trọng quyền kịch liệt tuôn ra, cứ như bàn tay nào đó của người khổng lồ hoang cổ từ hư không nhô ra, kéo lấy kim quang, đánh về phía Lý Hoàng. Còn người Lý Hoàng ngưng tụ, cực lực muốn rút chiến kích về, nhưng lại bị nắm lấy gắt gao, không nhúc nhích tí nào. Hắn không thể không bỏ chiến kích, đành toàn lực huy động Lam Dực Tránh về phía sau, nhưng 12 trọng quyền bị Linh Văn Cường thế khống chế, đột nhiên thay đổi quỹ tích, đuổi theo đánh tới Lý Hoàng. Ầm ầm, hai cánh màu lam của Lý Hoàng phun trào cường quang, như hai cơn thủy triều đang bảo vệ hắn. Bạo tạc kịch liệt, oanh minh khắp chiến trường. Thánh viêm nổ tung, cường quang chiếu rọi vô biên. Lý Hoàng bị đánh bay ra hơn 200 mét. Năm vạn người trên diễn võ trường tiếp tục an tĩnh, tất cả ánh mắt đều đung đưa chấn kinh, chú ý vào chiến trường. Khương Phàm rút chiến kích nặng nề sắc bén ra, cưỡng ép khống chế, chỉ về phía Lý Hoàng. Tiếp tục,
Lý Hoàng đứng bên trên hải triều đang cuộn trào mãnh liệt, tóc tai bù xù, khí tức lộn xộn, có chút chật vật, máu me đầm đìa, hai tay dùng sức nắm chặt, ánh mắt sắc bén lấp lóe, nhưng sau một thời gian ngắn im ắng, hắn liền tản ánh sáng màu xanh lam trên toàn thân ra. Ngươi thắng, ta nhận thua. Khương Phàm nắm chặt chiến kích, ném tới phía Lý Hoàng. Lý Hoàng đón chiến kích trở về, một tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ta rời khỏi thi đấu khiêu chiến võ hầu, nhưng ta chờ mong tương lai còn có thể cùng ngươi có một trận chiến khác. Nhớ kỹ ta, Lý Hoàng, là tên thật. Ngươi rất mạnh, tương lai lại tái chiến. Khương Phàm tiếp nhận khiêu chiến. Thi đấu khiêu chiến võ hầu, ngày thứ hai, kết thúc 10 trận chiến. Người chấn thủ đại tự tại điện cao giọng công bố, kết thúc trận khiêu chiến ngày thứ hai. Bầu không khí tại diễn võ trường đã tăng vọt, đám người thật lâu vẫn không muốn tản ra, đều đang phấn khích về trận đại chiến thứ 10. Không hổ là thiên tài ở vị trí thứ 6, đúng là lợi hại. Ngày thứ hai đã có vị trí thứ 6 lên đài khiêu chiến, những ngày sau đó thì thế nào đây? Xem biểu hiện hôm nay của Khương Phàm, chỉ sợ chỉ có người trong bảng hạng 10 mới có tư cách khiêu chiến. Mười mấy hai mươi mấy lên đài chỉ có phần, biểu diễn, thôi. Chỉ một trận chiến lần này, tương đương với việc đã phế đi tất cả những tên sau vị trí thứ 10 trên võ hầu bảng. Trừ phi tất cả cường tộc lại chọn phái đi càng nhiều thiên tài tới, mau chóng tăng lên thứ tự, nếu không. Rốt cuộc Lý Hoàng là ai, lại có thực lực như thế, có thể xưng thiếu niên đỉnh phong, tuyệt đối có tư cách chống lại cùng những người như Ngô Kình Thương kia. Hình như Hứa Thiên Kỳ, Ngô Kình Thương cũng còn không đến. Bọn hắn hẳn đang chuẩn bị sau mười mấy hai mươi ngày mới xuất hiện để đánh bại Khương Phàm, như thế chỉ cần kiên trì mấy ngày đã có thể lấy được tên võ hầu. Ai cũng không nghĩ tới hội thi đấu khiêu chiến võ hầu lại phát triển như vậy, ngắn ngủi hai ngày đã thấy kịch chiến đặc sắc tuyệt luân như thế này. Đám thiên tài hàng đầu trên võ hầu bảng cũng đều đang yên lặng nhìn Khương Phàm, xác định thực lực Khương Phàm, phải chăng hắn vẫn còn ẩn giấu tiềm lực. Hướng Vãn Tình ngồi ở trong sương phòng, đôi môi hồng nhuận nhếch miệng lên một đường cong. Tiếp tục mở ra đánh cược, trợ hứng cho mọi người. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Hoàng Kim Dương thì thào khẽ nói, đôi mắt Hoàng Kim giống như vòng xoáy lắc lư. Không sai, hỏa điểu hắn hiện ra chính là Vạn Cầm Chi Tổ, Chu Tước. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao có thể được đến truyền thừa như vậy? Nếu là Chu Tước thần văn, vì sao chỉ kích phát ra thánh linh văn? Chẳng lẽ, ta muốn rời khỏi? Hoàng Kim Dương chậm rãi lắc đầu, trong lòng rung động thật lâu không thể nào bình phục được. Cái gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt, Liễu Như Yên kinh ngạc nhìn nó. Hoàng Kim Dương nhắc nhở Liễu Như Yên. Tuổi tác của ngươi tương tự với Khương Phàm, thử tiếp xúc hắn. Ta, Khương Phàm, làm sao tiếp xúc? Liễu Như Yên không hiểu thấu. Không phải là ngài đã phát hiện cái gì rồi đấy chứ? Đông Hoàng Thánh Kiệt hỏi. Nhớ kỹ, ta chưa từng tới nơi này. Hoàng Kim Dương nhìn chằm chằm Khương Phàm trên lôi đài, sau đó rời khỏi sương phòng. Đông Hoàng Thánh Kiệt khẽ nhíu mày, đây nhất định là đã phát hiện bí mật to lớn gì rồi, nhưng bí mật gì lại có thể để thánh thú Hoàng Kim Dương thận trọng như thế? Nhưng, Hoàng Kim Dương rất nhanh đã trở lại, nhắc nhở. Mặc kệ dùng biện pháp gì, để Khương Phàm thấy cây hỏa vũ cất giấu trong Nguyệt Hoa Thiên Bảo kia. Nếu như Khương Phàm có thể dung hợp, lập tức truyền về thần giáo, nhớ kỹ, là lập tức. Sau đó, tiếp cận Khương Phàm, Liễu Như Yên, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ bắt ngươi hỏi. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Ngày hôm sau, Khương Phàm, giữa chúng ta vẫn còn chưa qua một trận chiến chính thức. Lúc Lạc Cuồng Sinh đang do dự có phải mình là người đầu tiên lên đài hay không, Thánh Phật Hứa Như Lai của Chí Tôn Kim Thành đã đứng dậy. Thi đấu khiêu chiến võ hầu ngày thứ ba, trận chiến đầu tiên, Thánh Phật Hứa Như Lai khiêu chiến Khương Phàm. Thanh âm uy nghiêm vang vọng diễn võ trường, tuyên cáo khiêu chiến ngày thứ ba chính thức bắt đầu. Quả nhiên là người trong bảng hạng 10 khiêu chiến, đặc sắc rồi. Thánh Phật chiến Phật một tháng trước đó cũng chỉ là ngũ trọng thiên, vì sao lại đột nhiên liền lên tới thất trọng thiên rồi? Bọn hắn trước đó đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong, tiến vào lục trọng thiên hẳn là rất dễ dàng. Nhưng thất trọng thiên là linh nguyên cảnh cao giai, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Nhất định là Chí Tôn Kim Thành đã vận dụng thiên tài địa bảo gì đó rồi. Tiềm lực của song tử Phật vô hạn, ta cảm thấy Chí Tôn Kim Thành không thể nào cưỡng ép thúc thăng,
nhất định là đã dùng đan dược đặc thù nào đó, cam đoan thực lực bọn hắn sẽ phóng đại đồng thời cũng sẽ không để lại tai họa ngầm nào. Thế lực của Chí Tôn Kim Thành ở bên ngoài vô cùng cường đại, hoàn toàn có năng lực như thế. Hơn 5 vạn người khiến cho bầu không khí tăng vọt, bọn họ đang mong đợi Thánh Phật khiêu chiến. Trước đó Chiến Phật đã từng thua dưới tay Khương Phàm, nhưng đó là bởi vì bị Thánh Viêm của Khương Phàm áp chế, lúc ấy Thánh Phật lại đang ở Đại Hoang Thâm Uyên. Nhưng bây giờ Thánh Phật đã tự mình ra tay liền không cần cân nhắc vấn đề bị áp chế, mà có thể tại thời khắc mấu chốt, mượn lực lượng Chiến Phật tiến hành chiến đấu. Khương Phàm, hãy lĩnh hội lực lượng chân chính của song tử Phật. Chiến Phật Hứa Như Lai ngồi ở một bên lôi đài, chuẩn bị lượng lớn đan dược, đảm bảo cho năng lượng của mình dồi dào, trợ giúp Thánh Phật. Ta thật bội phục tinh thần kiên nhẫn này của các ngươi. Các ngươi cảm thấy lần này sẽ có hy vọng. Khương Phàm lắc đầu, ngưng tụ móng vuốt chu tước, khóa chặt Thánh Phật. Mời. Thánh Phật chắp tay trước ngực, nhìn Khương Phàm khẽ vuốt cằm, nghiêm túc trang trọng, có khí tức thánh khiết không nhiễm trần thế. Khương Phàm chủ động xuất kích, hướng về Thánh Phật tuôn ra một quyền, thánh viêm mãnh liệt, như có vô số cự thú đang gầm thét, thanh thế kinh người. Thánh Phật mặc niệm Phật ngữ, tay phải đẩy về phía trước, một đạo thánh quang nở rộ, hóa thành vạn ấn, đánh xuyên thánh viêm dễ như trở bàn tay, khoác lên trên móng vuốt Khương Phàm. Móng vuốt oanh minh, như bị lôi điện đánh trúng, nhưng tốc độ của hắn không giảm, vẫn lao tới, móng vuốt kéo ra vết tích đáng sợ kéo thẳng đến mặt Thánh Phật. Thánh Phật chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, toàn thân nở rộ thánh quang, hóa thành 10 đạo vạn ấn tản ra bốn phía hóa thân thành 10 Phật ảnh cao 3 mét, liên thủ chống lên bình chướng bảo vệ. Ầm ầm. Khương Phàm đưa móng vuốt cường thế bổ vào trên bình chướng thánh quang, bộc phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, chấn động đến móng vuốt đều run rẩy, cứ như đang bổ vào một ngọn núi lớn nguy nga. Thánh Phật nghiêm túc trang trọng, mặc niệm Phật ngữ, ngay sau đó chợt thấy tử quang quanh quẩn ở sau lưng, ở ngay cổ ngưng tụ thành một cái đầu mới, nơi bả vai ngưng tụ thêm 2 cánh tay, nhìn như cơ thể chân thực. Ha ha! Chiến Phật ngồi ở dưới lôi đài phát ra một tiếng cười, sau đó cúi đầu, như đã rơi vào trạng thái ngủ say. À! Chiến Phật phía sau đầu Thánh Phật phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, như đã trùng sinh ngay tại đây. Đây chính là chiến khu mạnh nhất của song tử Phật, khoảng cách giữa nhau càng gần, phương thức dung hợp càng khủng bố hơn. Giờ khắc này bọn hắn tựa như đã hòa thành một thể, đang dùng chung một thân thể. Chân chính là một thể song sinh. Toàn trường kinh hô, rất nhiều trước đó đã từng thấy qua Hứa Như Lai chiến đấu, cũng đều ngoài ý muốn nhìn một màn này. Đây coi như là một người, hay là hai người. Một chính một tà, một kẻ phòng ngự, một người chiến đấu, bọn hắn không thể địch nổi. Khương Phàm gặp phiền toái rồi. Rất nhiều người thần tình nghiêm trọng, trách không được Đại Tự Tại Điện lại an bài Thánh Phật đến vị trí thứ 9. Khương Phàm, thất thần làm gì? Mau đánh đi. Hàn Ngạo hô to, không thấy Thánh Phật đang dung hợp cùng Chiến Phật sao? Sao lại còn thờ ơ như vậy chứ? Nếu như để bọn hắn hoàn thành loại bí thuật biến thái này, thực lực khẳng định vô cùng đáng sợ. Khương Phàm đứng ở ngoài trăm thước, chờ đợi bọn hắn dung hợp. Nếu như chỉ là Thánh Phật, đánh thực sự không có ý nghĩa. Nếu như Thánh Phật và Chiến Phật cùng dung hợp, tình huống sẽ không giống với lúc trước. Thi đấu khiêu chiến võ hầu đối với Khương Phàm mà nói không chỉ là thắng tên võ hầu, càng muốn cảm nhận linh văn cường đại tại vương quốc Hắc Ám. Sau đó không lâu, Thánh Phật ngừng tụng kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm. 10 Phật ảnh đang ngồi xếp bằng toàn bộ đều đứng lên, đánh tới Thánh Phật, hình thành cả sa vạn ấn, càng lộ ra thần thánh trang nghiêm. Khương Phàm, người tự phụ, hôm nay, chúng ta phải thanh toán ân oán trước đó thật tốt. Ngươi, sẽ thua ở trên tay chúng ta. Ngươi, sẽ trở thành chiến nô của song tử Phật chúng ta. Thánh Phật xoay người, để Chiến Phật đối mặt với Khương Phàm, phát ra hét giận dữ cuồng dã. Mặc dù năng lượng chỉ đến từ đầu và hai tay nhưng lại khuấy động khí tức kinh khủng, so với huyết nhục lại càng đáng sợ hơn. Nếu như đã chuẩn bị xong, cứ nói bắt đầu. Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, cuồn cuộn thánh viêm lan tỏa khắp không trung, hắn cứ như là chu tước, muốn chấn nứt cả bầu trời, tản ra uy thế kinh người. Thánh viêm mãnh liệt hóa thành hư ảnh chu tước, bay lên quay quanh, đầu đuôi đụng vào nhau tạo thành mặt trời nóng bỏng, vắt ngang ở phía trên Khương Phàm. Toàn thân Thánh Phật tỏa ra khí tức thánh khiết, không sợ thái dương tinh hỏa. Ha ha,
lập lại chiêu cũ sao? Không có tác dụng. Chiến Phật nhe răng cười, dựa vào ưu thế thánh Phật, hắn không sợ hãi. Đánh nát cho ta. Chiến Phật tế ra Bảo Luân, đánh về phía mặt trời. Bảo Luân oanh minh kịch liệt, tăng vọt gấp 10 lần, cường thế như núi. Khương Phàm lấy linh văn khống chế mặt trời, còn mình thì mang theo tản đao lao đến Bảo Luân. Bảo Luân xoay tròn, mặt ngoài dâng lên lít nha lít nhít Phật ấn, khí thế thật lớn càng khủng bố hơn, giống như một tôn chân Phật xếp bằng ở trên Bảo Luân. Ầm ầm, tàn đao phách chạm, đao khí đánh nổ tung thánh uy, như một cơn lốc quét sạch lôi đài. Hai tay Khương Phàm run rẩy, bị đối diện đánh bay. Bảo Luân kịch liệt lắc lư, cũng bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, mùi vị thế nào? Chiến Phật phóng lên tận trời, liên tiếp đánh ra Phật ấn, va chạm Bảo Luân. Bất luận là Bảo Luân hay là Phật ấn đều do song tử Phật bọn hắn đồng thời phát lực, uy lực hoàn toàn tăng gấp bội. Bảo Luân oanh minh, ở trên không cưỡng ép ổn định, ánh sáng nở rộ, thay đổi quỹ tích đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm bay lên, hai chân cuồng dã đạp ở trên Bảo Luân, thánh viêm dưới chân nổ tung, oanh kích Bảo Luân. Mặt ngoài Bảo Luân lập tức vọt lên số lượng lớn vạn ấn, mang theo khí thế bá đạo, đánh về phía Khương Phàm, nhưng sau khi Khương Phàm đánh nổ thánh viêm ở hai chân đã dựa thế bay lên không, xung kích về đằng trước, lao đến Chiến Phật. Chiến Phật hét lớn, như tiếng ma khiếu cửu thiên, xa xa, quy mô Bảo Luân đột nhiên lại tăng vọt lần nữa, giống như một căn phòng to lớn, tràn ngập uy thế kinh khủng, đuổi theo đập tới Khương Phàm. Cùng lúc đó, thân thể thánh Phật nở rộ lên thánh quang cường thịnh chói mắt, ngưng tụ thành vòng sáng mênh mông, bao phủ thân thể, bên trong như nối liền với thế giới thần bí, có vạn Phật ngồi, Phật ngâm kinh thiên, mênh mông lại thần thánh. Xem ngươi chạy chỗ nào. Chiến Phật gào thét, thánh Phật ngâm vịnh. Trên dưới hai đòn tấn công, mang theo uy thế kinh khủng, ầm vang đối kích Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm không giảm, hắn đón lấy vòng sáng thần bí đang đụng tới. Thương sư, mãnh hổ, cự tượng, bạo viên trong ý thức hải liên tiếp thức tỉnh, câu thông linh văn, theo thánh viêm mãnh liệt ngưng tụ mãnh thú thành uy nghiêm hung hãn, gầm thét phóng lên tận trời, chặn đánh Bảo Luân. Ầm ầm, mãnh thú cuồng dã, hung hãn bá liệt, liên tiếp va chạm bộc phát ra thanh thế kinh người. Bảo Luân cường đại bị cưỡng bức ngăn chặn tình thế. Khương Phàm không nhìn tình huống ở phía sau, hắn huy động hai cánh, như đạo lưu quang giết vào vòng sáng, thánh viêm bạo động khắp toàn thân, dày đặc hỏa tinh được phóng thích, trong nháy mắt đã dẫn bạo vòng sáng không gian. Vòng sáng bị thánh viêm lấp đầy, bành trướng kịch liệt, trong nháy mắt đã nổ tung. Tuy nhiên trận va chạm kịch liệt này chỉ diễn ra mấy giây mà thôi. Gọn gàng mà linh hoạt. Cường thế lại tự tin. Song tử Phật dung hợp cũng chỉ như vậy. Khương Phàm xé nát vòng sáng thần thánh, ngang nhiên lao đến Chiến Phật. Đừng phách lối quá sớm. Chiến Phật hét lớn, hai tay quấn quanh Phật ấn, kịch liệt ngạnh kháng với Khương Phàm. Mỗi đạo Phật ấn đều được Chiến Phật và Thánh Phật cùng nhau phóng thích, uy lực cực kỳ bá đạo, tràn ngập khí tức thần thánh và cuồng dã. Trong nháy mắt, hai bên đã tấn công mạnh mấy chục đòn. Phốc phốc. Khương Phàm đánh vỡ nát Phật ấn hỗn loạn, nhanh chóng bay, vung móng vuốt quét vào ngực Thánh Phật, xé mở cà sa, xé rách da thịt. Thánh Phật kinh hồn tháo chạy, một lần nữa trở lại trên lôi đài. Thiên Phật ấn, Chiến Phật, Thánh Phật, cùng kêu lớn lên, hai màu cường quang tăng vọt, ngưng tụ thành hình dáng Phật tượng khổng lồ, sừng sững trên lôi tràng, rung động lòng người. Sau khi cảnh giới đột phá, Phật thủ bọn hắn có thể thả ra so với trước đó đã tăng lên rất nhiều. Nhiều đến 500 đạo Phật thủ, mang theo uy lực hủy diệt, oanh kích Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên dừng lại, linh văn toàn diện khống chế vầng mặt trời ở trên không kia, mặt trời rung động ầm ầm, kéo theo kim quang đánh tới lít nha lít nhít Phật thủ. Ầm ầm, mặt trời vô địch, không ngừng quét ngang, dễ như trở bàn tay oanh kích về phía trước. 500 đạo Phật thủ kịch liệt trùng kích, liên miên bất tuyệt nổ tung với mặt trời. Sốt cuộc cũng. Khi toàn bộ 500 đạo Phật thủ hao hết, một khắc này, mặt trời bị cưỡng ép ngăn cản giữa không trung, trong lúc đung đưa đã bị dẫn bạo vang dội, thánh viêm tràn ngập đất trời nuốt sống cả chiến trường, kim quang chiếu sáng đến nỗi tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Coi chừng Khương Phàm, ý thức Chiến Phật cùng thánh Phật tương thông, bọn hắn biết rõ Khương Phàm cường đại, tuyệt đối sẽ không ngồi đợi năng lượng tản ra mới lại tấn công, nói không chừng bây giờ đã giết tới. Quả nhiên. Khương Phàm đã mang lên Thái Dương chiến y,
gánh vác năng lượng hỗn loạn, trực tiếp từ trên trời lao xuống dưới cách phía trước song tử Phật 100 mét. Hai cánh chấn kích, hỏa vũ tung bay như vô số lợi kiếm ra khỏi vỏ, dày đặc lại sắc bén, đâm xuyên năng lượng, tất cả đều đánh tới trước mặt song tử Phật. Chém! Khương Phàm khẽ động ý thức, mấy trăm sợi hỏa vũ toàn bộ ngưng kết, hóa thành một thanh thánh hỏa kim kiếm chói mắt, năng lượng vô địch. Song tử Phật đang muốn chống ra vạn ấn bình chướng, ngăn cản quang vũ dày đặc này, nhưng lại không nghĩ bọn chúng vậy mà lại ngưng tụ cùng nhau. Kết quả đã trực tiếp tăng vọt uy thế, lại còn tập trung ở một chỗ. Ầm ầm, lợi kiếm đâm vào trên bình chướng vạn ấn, trong nháy mắt đã xuyên thấu, lao thẳng đến song tử Phật ở bên trong. Phốc phốc, song tử Phật tránh cũng không thể tránh, cứ như vậy mà bị xuyên qua khoang bụng, mang ra mảng lớn máu tươi. Chiến Phật ở bên ngoài lôi đài trắng bệch mặt, thân thể run rẩy, cứ như hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phần đau đớn kia. Thánh Phật nhanh chóng lui lại, ánh sáng thần thánh ngưng tụ nơi khoang bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thương thế. Nhưng, Khương Phàm há có thể cho đối thủ cơ hội, hắn vỗ cánh lao tới, hai tay liên tiếp bạo kích, không cần phóng thích võ pháp, thế công dày đặc lại cường thế, móng vuốt chính là vũ khí mạnh nhất, có thể xé rách hết thảy mọi thứ. Thánh Phật trung quy vẫn là Thánh Phật, do hắn trưởng khống song tử Phật, tai hại lớn nhất lại là thiếu thốn kinh nghiệm cận chiến. Bành bành bành. Khương Phàm tiếp tục phóng tới, móng vuốt chu tước mãnh liệt bổ ra, xé rách cả sa vạn ấn của Thánh Phật, cũng xé rách thân thể Thánh Phật. Máu tươi phun ra, máu thịt be bét, tràng diện vô cùng thê thảm. A à, Chiến Phật gầm thét, cưỡng ép tiếp quản quyền khống chế thân thể của Thánh Phật, quay người đối mặt. Nhưng không chịu nổi một kích sao? Khương Phàm văn ấn chu tước ở móng vuốt bên phải phát sáng, một khí thế khủng bố như muốn xé rách thiên địa đang cuồn cuộn khắp lôi tràng, hung hăng xé nát đầu Chiến Phật đang quay người đối mặt với hắn, móng vuốt sắc bén để lại vết tích thảm liệt ở gáy Thánh Phật. Một kích đã đánh trọng thương, Khương Phàm xoay tròn hai cánh, nhanh chóng bay lên không, đùi phải nhấc ngang quét đến đầu Thánh Phật. Thánh Phật kinh hồn, trước tiên nhanh chóng nở rộ lên thánh quang chói mắt, muốn ngưng tụ lại Phật tượng cường hãn. Thế nhưng, Khương Phàm lại đột nhiên thay đổi, chân hắn đã biến thành móng vuốt to lớn hơn, xé rách thánh quang cường thịnh, lại lập tức chụp chộp vào trên cổ Thánh Phật. Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, cái vuốt cũng kéo lấy cổ Thánh Phật lên cao 100 mét. Móng vuốt cứng cỏi đâm xuyên cổ, thánh viêm phun trào, lúc nào cũng có thể tuôn đến móng vuốt thiêu chết Thánh Phật. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Chí Tôn Kim Thành trong xương phòng lập tức truyền ra tiếng hô to nóng nảy. Chiến Phật bên ngoài lôi đài chậm rãi nâng con mắt đỏ hồng lên nhìn Khương Phàm. Lại thua. Song tử Phật bọn hắn liên thủ, lại còn không thể đánh bại Khương Phàm. Ngay cả thương thế cũng đều không hề để lại cho Khương Phàm. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Không phải chỉ là ở trong lạc trùy trọng địa săn giết một con hồng cự nghĩ thôi sao? Chúng ta, nhận thua. Thánh Phật ung dung than nhẹ, chủ động nhận thua. Đại tự tại điện cũng sợ Khương Phàm sẽ giết chết Thánh Phật thật, liền nhanh chóng tuyên bố trước. Trận chiến đầu tiên ngày thứ ba, Thánh Phật hứa Như Lai, thua. Khương Phàm buông vuốt ra, thả Thánh Phật xuống, hắn vung hỏa dực, khinh thường toàn trường. Trận chiến thứ hai, mời. Diễn võ trường lâm vào oanh động, lại là một trận chiến đấu đặc sắc, Khương Phàm không có chút huyền niệm lại chiến thắng lần nữa. Rất nhiều người đều có dự cảm, Khương Phàm thật sẽ có tư cách khiêu chiến yêu nghiệt như Ngô Kình Thương. Trận chiến thứ hai, mời. Khương Phàm nhìn về các thiên tài ở phía xa kia. Nhưng, ngoài xếp hạng 20 đều đang trầm mặc. Ngay cả bọn người hình nhung lên đài đều liên tiếp thảm bại, bọn hắn đi lên sợ rằng sẽ càng thua nhanh. Tất cả mọi người đều là thiên tài có mặt mũi, nếu như ba quyền hai cước sẽ lập tức bị đánh xuống, thật sự là gánh không nổi mặt kia. Hình nhung cùng đám thiên tài võ hầu bảng có chút còn kích động, nhưng trải qua hai lần thảm bại trước đó, nếu như lại thua lần thứ ba, kẻ khó chịu liền sẽ là chính mình. Lấy tình thế bây giờ, trừ phi Khương Phàm trải qua một trận thảm bại, suy yếu hoặc có thể là trọng thương, nếu không 20 vị trí đầu sẽ không tùy tiện lên đài. Kể từ đó, cũng chỉ có thể bảng hạng 10 tiếp chiến. Nhưng, Thánh Phật hứa Như Lai đã thua, hôm qua Lý Hoàng cũng đã lui ra khỏi. Ai còn có thể đảm đương lên đấu với Khương Phàm? Người thứ 10, Lạc Cuồng Sinh, vị trí thứ 8, Lăng Thất Tung, vị trí thứ 7, Vương Tiêu, đều trầm mặc.
Bọn hắn đều không thuộc về thế lực nào của Vương quốc Hắc Ám mà chỉ là ngẫu nhiên bước chân tới nơi này, xuất hiện ở võ hầu bảng chủ yếu là muốn chế giễu bảng danh sách này. Ngược chiến người đề xuất võ hầu là Khương Phàm, để thiên tài tự cao tự ngạo biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng, hai trận đại chiến của Lý Hoàng và Thánh Phật để bọn hắn rõ ràng nhận thức được Khương Phàm cường thế như thế nào. Bốn chữ thiên ngoại hữu thiên hình như thích hợp với hắn hơn là bọn họ. Còn ai muốn lên không? Bọn họ do dự trong lòng một lát, đều lắc đầu từ bỏ. Bọn họ cũng đều biết, thời khắc xuất hiện tâm tình do dự này thì bản thân mình đã thua rồi. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, xuất hiện một màn thi đấu khiêu chiến võ hầu chưa bao giờ có. Lạc Cuồng Sinh đứng dậy hô to. Trận chiến thứ hai, Lạc Cuồng Sinh, nhận thua. Lăng Thất Tung nhìn chằm chằm Khương Phàm trên lôi đài. Cuộc chiến thứ ba, Lăng Thất Tung, nhận thua. Vương Tiêu cũng không có kiên trì, gật đầu nói. Cuộc chiến thứ tư, Vương Tiêu, nhận thua. Nhận thua, còn chưa có lên đã nhận thua. Toàn trường xôn xao, đây không thể nghi ngờ chính là đánh giá cao nhất đối với Khương Phàm. Nhận thua, một đám hèn nhát. Ngô Khuynh Thành đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Còn tưởng rằng là thiên tài thế lực thần bí nào, ngay cả dũng khí lên đài cũng đều không có, mất mặt xấu hổ. Khương Phàm đưa tay về phía Chí Tôn Kim Thành, trực tiếp điểm tên. Cuộc chiến thứ năm. Xin mời Hứa Thiên Kỳ lên đài. Mấy vạn người đều sáng mắt đồng loạt nhìn về phía xương phòng của Chí Tôn Kim Thành. Thế nhưng bầu không khí trong xương phòng khá trầm mặc, không phải không có lòng tin với Hứa Thiên Kỳ, mà hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba. Chẳng phải sau khi Hứa Thiên Kỳ thì sẽ phải ở phía trên tái chiến hơn 20 ngày nữa sao? Thời gian kéo quá lâu, khó tránh khỏi sẽ có biến cố gì. Nếu bọn hắn đều đã điều Hứa Thiên Kỳ tới, không chỉ muốn đánh bại Khương Phàm, mang Khương Phàm trở về làm chiến nô, càng muốn lấy được bất tử thiên bia của Đại Tự Tại Điện, Vô Hồi Thánh Địa, cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Bây giờ lên đài, có khả năng sẽ lợi cho Ngô Kình Thương. Khương Phàm hô to lần nữa. Cuộc chiến thứ năm, xin mời Hứa Thiên Kỳ lên đài. Xin mời Hứa Thiên Kỳ. Xin mời Hứa Thiên Kỳ. Bầu không khí tại diễn võ trường tăng vọt, 5 vạn người cùng nhau hô to lên. Chờ một lát, rốt cuộc Chí Tôn Kim Thành trong xương phòng cũng đáp lại, sau đó có mấy người đi ra khỏi xương phòng, bước nhanh rời khỏi diễn võ trường. Muốn đi mời sao? Hứa Thiên Kỳ thật muốn tới. Rốt cuộc là Hứa Thiên Kỳ có lai lịch gì? Hình như Hứa Thiên Kỳ chỉ lên đài có một lần, một chiêu chí thắng, sau đó Đại Tự Tại Điện xếp hắn ở phía trên Cơ Lăng Huyên, gần với Ngô Kình Thương. Hẳn là cường giả bí mật của Chí Tôn Kim Thành, một loại cực kỳ khủng bố. Mà, Đại Tự Tại Điện đều biết rõ sự cường đại của hắn. Ta cảm giác hẳn là Hứa Thiên Kỳ tương xứng với Ngô Kình Thương, sở dĩ vị trí ở Ngô phía sau Ngô Kình Thương là bởi vì chỉ lộ diện một lần, không thích hợp xếp ở phía trước Ngô Kình Thương. Khẳng định Chí Tôn Kim Thành nhất định phải lấy được cái tên võ hầu, vị Hứa Thiên Kỳ được phái ra này nhất định vô cùng cường đại. Hôm nay mới ngày thứ ba mà thôi liền muốn bắt đầu quyết chiến sao? Vô số người kích động xoa tay. Hứa Thiên Kỳ, ha ha, ta rất chờ mong biểu hiện của hắn. Rốt cuộc Hướng Vãn Tình cũng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, quan sát phía dưới. Cường giả Đại Tự Tại Điện trầm giọng nói. Hứa Thiên Kỳ là Chí Tôn Thánh Văn, là Chí Tôn Kim Thành bồi dưỡng thống lĩnh đời sau, hắn không nên xuất hiện ở đây. Ánh mắt của Hướng Vãn Tình rơi vào trên người Khương Phàm, cười khẽ. Hắn cũng không nên xuất hiện ở đây. Trong xương phòng Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Liễu Như Yên nói, Khương Phàm rất kiêu ngạo, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng đối đầu với Chí Tôn Thánh Văn Hứa Thiên Kỳ kia hẳn không phải là đối thủ. Hắn không nên nhanh như vậy đã chủ động khiêu chiến Hứa Thiên Kỳ. Muốn đánh cược một lần hay không, cược xem Khương Phàm có thể chống đỡ Hứa Thiên Kỳ 10 hiệp. Hứa Thiên Kỳ là Chí Tôn Thánh Văn, so với Khương Phàm đã cao hơn một vấn đề, huống chi linh văn của Hứa Thiên Kỳ càng đáng sợ, đây hoàn toàn đã bị áp chế. Khương Phàm có chút cổ quái, hẳn là có thể kiên trì một thời gian. Đệ tử Nguyệt Hoa Thiên Bảo đều có chút hiểu rõ Hứa Thiên Kỳ, trong bọn họ có một số người thậm chí đã được chứng kiến Hứa Thiên Kỳ chiến đấu thế giới ở bên ngoài, hiểu rất rõ sự cường đại của hắn. Khương Phàm ngồi xếp bằng trên lôi đài, ăn vào 3 viên cửu chuyển linh nguyên đan, tư dưỡng linh hồn cùng linh nguyên, khôi phục linh lực. Mặc dù hắn không có hiểu gì về Hứa Thiên Kỳ,
nhưng đối với phong cách làm việc của Chí Tôn Kim Thành coi như đã rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn không phải mình, mà là Võ Hầu Bảng, là Ngô Kình Thương. Cho nên vị Hứa Thiên Kỳ đến này, cuối cùng là Ngô Kình Thương chạy đi. Có thể có nắm chắc đánh bại Ngô Kình Thương. Người này tuyệt đối cường hãn. Trận chiến này, cần ứng phó toàn lực. Đám người trong diễn võ trường đợi hơn 5 giờ, thân ảnh bọn họ mong đợi mới từ cửa đá rộng mở đi vào trong tầm mắt của mọi người. Hắn cũng không cao lớn, nhưng lại vô cùng rắn chắc, giống như được rèn đúc tinh cương, da thịt ẩn hiện ý lạnh. Hắn cũng không hùng tráng, nhưng toàn thân lại khuấy động cảm giác lực lượng mạnh mẽ, còn có một khí thế duy ngã độc tôn. Diễn võ trường náo nhiệt bất chợt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực khó nói nên lời từ trên thân Hứa Thiên Kỳ. Hắn như sinh ra để làm vương, bế nghễ trước sinh linh thiên hạ, có loại uy thế bẩm sinh. Hắn chính là Hứa Thiên Kỳ. Hắn chính là Hứa Thiên Kỳ, chỉ lên đài một lần, ta từng có may mắn gặp qua. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, thanh âm không tự chủ mà đè ép lại. Hứa Thiên Kỳ đứng trước cửa đá, một đôi mắt lấp lóe kim quang, vô cùng lăng lệ, cách rất xa tập trung vào Khương Phàm trên lôi đài. Khương Phàm mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén xuyên qua con đường rộng rãi, rơi vào trên thân Hứa Thiên Kỳ. Mắt Hứa Thiên Kỳ sáng như đuốc, phảng phất hỏa nhãn kim tinh làm cho lòng người hồi hộp. Khương Phàm không nhượng bộ chút nào, trong ánh mắt lấp lóe huyết khí, ánh lửa lượn lờ như đang thật sự bốc cháy lên. Vì sao hắn không tiến vào? Có người nhỏ giọng nói nhỏ, giống như bởi vì Hứa Thiên Kỳ đang đứng tại bên cạnh, hắn cũng không dám thở mạnh. Hắn đang thử thăm dò Khương Phàm, ước định thực lực Khương Phàm. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu linh hồn. Nếu như ta bị hắn nhìn một chút, sợ rằng sẽ trực tiếp ngồi liệt ở nơi đó. Thì ra thật sự có thể giết. Người ánh mắt sao? Khí thế thật khủng bố, trách không được Chí Tôn Kim Thành lại phái hắn tới. Sau khi kiềm chế một trận lâu dài, rốt cuộc Hứa Thiên Kỳ cũng đi đến diễn võ trường, leo lên đài diễn võ. Khương Phàm nhìn Hứa Thiên Kỳ, bất chợt cảm nhận được một sự áp bách chưa bao giờ có, mặc kệ là linh nguyên hay là linh văn, đều xuất hiện rung động vi diệu. Thú linh văn. Hàn Ngạo cũng cảm nhận được áp bách mãnh liệt, ánh sáng rực long linh văn không tự chủ được mà mờ đi rất nhiều. Hứa Thiên Kỳ không nói tiếng nào, đưa tay tháo tấm khăn che linh văn trên trán xuống. Hừng hực kim quang trong nháy mắt đã chiếu khắp lôi đài, tràn ngập ra khí thế cực kỳ cường thịnh. Ánh mắt Khương Phàm ngưng lại, sáng rực tiếp cận linh văn của Hứa Thiên Kỳ. Là một con viên hầu màu vàng đang ngồi xổm, tươi mát sáng tỏ, khí thế khiếp người. Hai tay viên hầu còn nắm một tay cây giáo màu máu, giống như huyết nhãn được khảm nạm ở nơi đó. Tại sao có thể có thú linh văn như thế này? Hàn Ngạo rất khiếp sợ, có linh hồn tinh diệu phức tạp như thế. Tựa như là linh hồn đang ngưng tụ ở nơi đó. Chí Tôn Thánh Văn. Gương mặt Khương Phàm bỗng nhiên có phản ứng, rốt cuộc đã hiểu phần áp bức này đến từ chỗ nào. Nhưng, đây là viên hầu gì, lại có thể chống lên Chí Tôn Thánh Phẩm. Còn cây giáo màu máu kia sao lại có gì đó quái lạ như thế? Khương Phàm vừa mới nói cái gì? Chí Tôn Thánh Văn. Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng sôi trào. Vương quốc Hắc Ám xuất hiện Chí Tôn đẳng cấp thánh phẩm. Hứa Thiên Kỳ, Chí Tôn Thánh Văn, Linh Văn là chiến đấu thánh viên. Chiến đấu thánh viên là yêu thú tuyệt đối trong vương tộc, cây giáo kia bẩm sinh là Linh Văn, càng làm cho nó trở nên phi phàm. Tiếng Lý Hoàng vang lên, bình tĩnh giải thích, lại để cho rất nhiều người ở hai bên rung động thật lớn. Chí Tôn Thánh Văn, Khương Phàm chấn kinh, hắn cảm nhận được nhiệt huyết cùng kích tình trước nay chưa có. Rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một trận. Thi đấu khiêu chiến võ hầu, Hứa Thiên Kỳ giao đấu Khương Phàm, bắt đầu. Thanh âm uy nghiêm vang vọng diễn võ trường, tuyên cáo thi đấu khiêu chiến bắt đầu. Bốn vị lão giả từ trên đài cao đi xuống, tự mình tọa trấn bốn nơi hẻo lánh trên lôi đài, chống lên bình chướng càng vững chắc hơn, để tránh năng lượng chiến đấu tác động đến khán đài. Xin chiến. Hình dáng mãnh hổ nở rộ trong ý thức Khương Phàm. Cùng linh văn quán thông. Thánh viêm màu vàng mãnh liệt lao ra, kim quang cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, một con mãnh hổ uy nghiêm ầm vang thành hình, thân dài 8 mét, hùng vĩ khổng lồ, nó dậm chân phóng tới, nhào tới phía Hứa Thiên Kỳ. Toàn trường an tĩnh, đám người đã kiến thức được thú quyền của Khương Phàm rất rõ ràng sự đáng sợ của đòn tấn công này. Toàn thân Hứa Thiên Kỳ nở rộ lên cường quang,
chiến ý dâng cao, lại có khí chất trang nghiêm, hắn đơn giản chỉ trực tiếp vung lên một quyền. Ầm ầm, cương khí cuồn cuộn, quyền uy bá đạo, vậy mà chỉ một quyền đã đánh vỡ nát Kim Viêm Mãnh Hổ. Toàn trường xôn xao, trực tiếp như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Giờ khắc này, Hứa Thiên Kỳ ở trong mắt mọi người lại càng cường thế hơn, dáng người cũng không khôi ngô nhưng thật giống như có tư thế bạt núi. Tốt, tinh thần Khương Phàm đại chấn, Mãnh Hổ quyền cũng không dùng toàn lực, nhưng nhẹ nhàng đánh tan đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể lộ rõ thực lực của Hứa Thiên Kỳ. Trận chiến này, có thể đã tay đây. Với chút năng lực ấy mà có thể đánh đến mức không có người nào dám khiêu chiến. Một câu phách lối cực điểm của Hứa Thiên Kỳ để các cường giả võ hầu bảng dưới đài bỗng nhiên biến sắc, nhưng sau một khắc, toàn thân Hứa Thiên Kỳ lại phát ra chiến ý cường đại, sát khí kinh khủng, như sóng biển dâng lên khuấy động đài diễn võ. Bình chướng bao phủ đài diễn võ đều giống như bị va chạm, phát ra ngọn sóng kịch liệt. Các cường giả võ hầu bảng bị chấn động đến âm thầm nghiêm nghị. Hứa Thiên Kỳ, lên đi, hung hăng ngược Khương Phàm. Qua hôm nay, Khương Phàm chính là chiến nô của Chí Tôn Kim Thành chúng ta. Chiến Phật kích động hô to, mặc dù bình thường không thích hợp với Hứa Thiên Kỳ, nhưng hắn vẫn rất chờ mong Hứa Thiên Kỳ có thể hung hăng ngược tên Khương Phàm phách lối kia. Tiếp ta một quyền. Hứa Thiên Kỳ đánh ra một kích bá liệt, nắm đấm cứng cỏi kích thích cương khí màu vàng óng. Cương khí cuồn cuộn, chạy vọt về phía trước. Phía trước nhất đã ngưng tụ thành hình dáng quả đấm, ngay sau đó phía sau cương khí lại liên tiếp hóa thành nắm đấm. Một quyền uy lực, lại là hợp nhất chín đòn. Vẻ mặt các cường giả dưới đài đều rất nghiêm trọng, rõ ràng cảm nhận được uy lực của một quyền này. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm, tràn về phía trước, một con cự tượng bỗng nhiên thành hình, mang theo uy lực phá hủy vô địch, vọt tới quyền cương. Oanh! Phảng phất di sơn đảo hải, lại như sơn băng địa liệt, quyền cương oanh kích cự tượng, nổ lên chiều dâng kinh khủng. Nhưng không đợi liệt diễm tản ra, Hứa Thiên Kỳ đột nhiên hành động, hắn nhanh chóng phóng tới, mạnh mẽ tấn mãnh, toàn thân như đang tung bay bộ lông màu vàng óng, không nhìn đến năng lượng đang nổ tung kia, trực tiếp xông về phía Khương Phàm. Đồng thời Khương Phàm cũng hành động, chiến ý tăng vọt, móng vuốt căng cứng, xé rách ra vết tích đáng sợ. Thương thương thương! Khương Phàm và Hứa Thiên Kỳ đang lao nhanh trong liệt diễm đối diện va chạm vào nhau, tiếng tranh minh kịch liệt khắp lôi tràng. Vô số người theo bản năng đã đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn trận giao phong trong liệt diễm. Móng vuốt của Khương Phàm vô cùng sắc bén, lực bộc phát 200.000 cực cảnh càng kinh người. Nhưng, Hứa Thiên Kỳ cũng không hề có áp lực chút nào, nắm đấm vàng bộc phát ra lực trùng kích càng kinh khủng, chấn động đến hai tay Khương Phàm đều đang đau nhức. Hứa Thiên Kỳ hét lớn, hai mắt lóe ra tinh mang chói mắt, cương khí mãnh liệt lao ra, ngưng tụ thành hình dáng cự viên, theo hắn điên cuồng tấn công, tuôn ra hai trọng quyền đối với Khương Phàm. Khương Phàm cũng không ngừng tấn công, kịch liệt đối kháng với nắm đấm của Hứa Thiên Kỳ, Linh Văn dẫn dắt Thánh Viêm ngưng tụ hai đóa hoa sen, ngạnh kháng quyền cương cự viên cuồng liệt. Ầm ầm, quyền cương và Thánh Viêm nổ tung, như con sông đang bạo động giữa Khương Phàm và Hứa Thiên Kỳ. Nhưng hai người lại không ngừng tấn công, chém giết nhau kịch liệt. Thương thương thương. Tốc độ hai người nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh, móng vuốt trọng quyền liên tục đối kháng nhau như mưa to gió lớn. Sau mấy trăm đạo đòn tấn công, ấn ký chu tước tại hai tay Khương Phàm thức tỉnh, hai cái móng vuốt trong nháy mắt đã phun trào ra uy năng kinh người, hung hăng vỗ tới phía Hứa Thiên Kỳ. Trực tiếp thi triển chu tước bác thiên thuật. Hứa Thiên Kỳ phát giác được khí tức khủng bố đột nhiên tăng vọt. Thân thể tùy theo làm ra ứng biến, uy thế kinh người từ trong cơ thể bộc phát ra, kim quang cũng bộc phát tại hai tay, giống như mặt trời hừng hực. Oanh! Thanh chiều kinh khủng như núi lở, quét sạch diễn võ trường, chấn động đến bình chướng, cứ như lúc nào cũng có thể bị nổ tung. Xung quanh đài diễn võ vang lên từng trận kinh hô. Khương Phàm, Hứa Thiên Kỳ, liên tiếp phóng lên, rơi xuống mặt đất, hay hoặc là trượt ra mấy chục mét về phía sau. Thật mạnh! Khương Phàm chấn động trong lòng, toàn thân lại nổi lên sóng nhiệt, tàn đao tới tay, bá đao thức khuấy động huyết khí toàn thân giết tới Hứa Thiên Kỳ. Hài cốt khắp người Hứa Thiên Kỳ nhúc nhích kịch liệt, lực lượng tăng vọt, từng luồng huyết khí chảy ra da thịt, trong tay ngưng tụ thành một cây giáo màu máu. Ầm ầm, sát ý to lớn như con sông lao nhanh cuồn cuộn. Hứa Thiên Kỳ khí thế như một chiến thần trong tay cầm cây giáo đến nhân gian. Vô số người bỗng nhiên biến sắc.
dù cách bình chướng nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sát ý thấu xương. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt cây giáo như đang nắm một tuyệt thế hung binh, ánh mắt như lửa nóng, vô cùng bức người. Khương Phàm nhanh chóng tới gần, linh hồn đang gieo hò, tàn đao đang oanh minh, huyết khí toàn thân khuấy động, khí thế tăng vọt, chiến ý dâng lên như thủy triều. Giết! Hứa Thiên Kỳ cầm giáo đại sát về phía trước, cây giáo đâm thẳng, huyết khí cuồn cuộn, bên trong như có số lượng lớn hồn ảnh đang giãy giụa hò hét, có hình người. Có mãnh thú, tất cả đều đã từng là oan hồn chết dưới cây giáo này của hắn. Keng! Tàn đao bạo kích, bá liệt vô địch. Cây giáo đâm mạnh chấn động không gian. Một tiếng tiếng và đập kịch liệt rách không gian, để lại từng vết tích. Chiến ý Khương Phàm tăng vọt, huyết khí sôi trào, đao thứ hai liên tiếp được bổ ra, càng cường thế hơn càng cuồng dã hơn. Hứa Thiên Kỳ cũng bộc phát khí thế, huyết mâu bạo kích, huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Keng 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 keng. Toàn thân Khương Phàm đỏ lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, đao thứ tám đã được bổ ra, chấn động cây giáo. Cây giáo vẫn đâm tới, thế không thể đỡ. Đao thứ 9. Khương Phàm thẳng tiến không lùi, bá tuyệt toàn trường, thất khiếu rướm máu, sóng nhiệt bốc hơi ngưng tụ thành một hư ảnh chiến tướng uy nghiêm. Hứa Thiên Kỳ tiếp nhận áp lực thật lớn, nhưng cũng kích thích sát ý cao hơn, huyết khí xung quanh hắn sôi trào đến cực hạn, như cả núi thây biển máu, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Toàn trường oanh động, rung động lại sợ hãi. Keng! Tàn đao cùng mũi giáo bạo kích, khí lãng cuồng liệt như núi hồ biển động quét sạch ra khắp nơi. Khương Phàm, Hứa Thiên Kỳ, lại lần nữa bị đánh bay, lần này hai người đều có chút chật vật, không còn là vững vàng trượt ra, mà là gấp rút lùi bước. Hai tay Khương Phàm run rẩy, thở hồng hộc, chín đao liên kích là cực hạn của hắn. Tiềm lực nghiền ép như thế lại còn không thể đánh nát cây giáo. Gia hỏa này quả nhiên biến thái. Cây giáo trong tay Hứa Thiên Kỳ lúc sáng lúc tối, một hồi lâu mới ngưng tụ thêm lần nữa. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Uy lực cây giáo như thế nào, hắn rõ ràng nhất, bình thường chỉ cần ngưng tụ cây giáo, tất nhiên là tuyệt sát cường địch. Hôm nay nhanh như vậy đã ngưng tụ, chính là muốn trong mấy chục hiệp trọng thương Khương Phàm, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy sự cường đại của hắn, không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể dùng đao pháp chống đỡ. Toàn trường oanh động, tiếng nghị luận lai liên lục xuất hiện. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Chiến Phật đứng ở nơi đó cho mày, khó có thể tin nổi. Khương Phàm có thể cùng Hứa Thiên Kỳ liều mạng. Còn giống như cũng không rơi vào thế hạ phong. Tốt, có thể làm đối thủ của ta. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt cây giáo, lại lần nữa lao đến Khương Phàm, cách rất xa, cây giáo đâm thẳng, huyết khí kinh người tuôn ra, ngưng tụ thành ba quang ảnh cây giáo, sát ý lạnh thấu xương tràn ngập đất trời, kinh hồn nhiếp phách. Khương Phàm phóng thích thánh viêm ngưng tụ lại tám con liệp lang, đạp động thánh viêm màu vàng, đánh giết ba cây giáo. Nhưng, cây giáo đột nhiên tăng vào tốc độ, quỹ tích thay đổi, giống như mỗi cây đều có người khống chế, kịch liệt oanh kích, lần lượt vỡ nát tám con liệp lang, giết tới trước mặt Khương Phàm. Một mũi sắc bén đâm về phía yết hầu Khương Phàm, hai cây ở hai bên thì giống như là thần tiên cuồng dã quét ngang. Khương Phàm ngưng tụ ánh mắt, não hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đối sách. Lấy lực lượng chí tôn thánh văn của Hứa Thiên Kỳ, ba cây giáo này không chỉ có lực sát thương cường hãn, còn giống như có ba tên Hứa Thiên Kỳ đang tự mình khống chế vậy. Một khi mình ngạnh kháng, rất có thể sẽ bị cuốn lấy, dù chỉ là rất ngắn, nhưng Hứa Thiên Kỳ cũng có thể giết tới, mang đến cho hắn một trọng kích khác. Giữa một giây đó, Khương Phàm huy động hai cánh, phóng lên tận trời, liệt diễm nhanh chóng ngưng tụ ra hỏa tinh. Ba cây giáo xoay chuyển tại chỗ, sau đó lại phóng lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện, đã sắp tới gần Khương Phàm. 500 khỏa hỏa tinh nở rộ cường quang, như mưa to đang đổ xuống. Ba cây giáo bộc phát huyết khí, không có tránh né mà muốn xuyên thấu bọn chúng. Nhưng, hỏa tinh cũng không phải xông loạn xuống phía dưới mà nhanh chóng đan vào lẫn nhau, trong thời gian rất ngắn đã ngưng tụ thành tấm chắn rộng 30 mét. Oanh! Biến cố quá đột ngột, tốc độ cây giáo lại quá nhanh, lúc này đã phát sinh va chạm. Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hỏa tinh thuẫn bị dữ dội đụng nát. Nhưng cũng đã che mất cây giáo, bạo tạc dày đặc lẫn nhau gia tăng tiếp nối nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng đã chấn vỡ cây giáo. Khương Phàm bay lên không vài trăm mét, toàn bộ thú văn trong ý thức hải đã thức tỉnh, kim viêm linh văn như chu tước dương cánh, trong chớp mắt đã sôi trào lên liệt diễm kinh khủng.
hống hống hống. Mãnh thú gào thét, rung động trời cao. Mãnh hổ, cự mãng các loại, dùng tốc độ nhanh nhất thành hình, cuốn lên thánh viêm, tràn ngập đất trời đánh về phía Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ đột nhiên phanh lại, ngước đầu nhìn lên trời cao. Thánh viêm lao nhanh, mãnh thú kêu gào. Số lượng chỉ mười mấy con nhưng lại như tạo thành hơn mấy ngàn vạn tiếng thú gầm, uy thế cực kỳ khủng bố. Hứa Thiên Kỳ cầm cây giáo trong tay đánh lên trời một kích, chấn vỡ không gian, nhấc lên 81 cây giáo, xuyên qua trời cao, muốn tiễu sát toàn bộ mãnh thú. Thế nhưng, mãnh thú đang phóng tới lại va chạm vào nhau, uy thế liên tiếp đã tăng vọt mười mấy lần, ngưng tụ thành một cái đầu thú kinh khủng, kéo lấy ngọn lửa màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Hứa Thiên Kỳ ngưng tụ con ngươi, 81 cây giáo trong thời gian ngắn nhất đã ngưng tụ thành một. Tốc độ thay đổi và dung hợp khó có thể tưởng tượng nổi. Đây chính là lực lượng khống chế cường đại của Chí Tôn Thánh Văn. Ầm ầm, cây giáo đối kích cùng đầu thú ở trên không, khí lãng kinh người. Nhưng uy thế của đầu thú lại quá tuyệt luân, đã đẩy cây giáo vọt mạnh về phía trước mấy chục mét, cơ hồ muốn tới gần Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ vung cây giáo lên, sát khí càng tăng cao, huyết khí khắp trời, lại lần nữa ngưng tụ thành 81 cây giáo khác, bạo kích đầu thú. Ầm ầm, rốt cuộc đầu thú cũng vỡ nát, nhưng thánh viêm vẫn cuồn cuộn, quét sạch vài trăm mét, thú uy không giảm, cứ như còn có linh hồn đang gầm thét, khuấy động thánh viêm tràn ngập đất trời bao phủ lấy Hứa Thiên Kỳ. Toàn thân Hứa Thiên Kỳ sôi trào cương khí, tách liệt diễm ra, hắn đang muốn phóng tới không trung thì lại giật mình bởi một cơn nguy hiểm. Trong lúc phóng thích ra thú quyền, một khắc này, Khương Phàm đã mượn nhờ thú quyền và thánh viêm hỗ trợ, ở trên không liên tục phóng ra hỏa diễm mãnh liệt hơn. Nương tựa theo quy mô khí hải đặc biệt của mình, năng lượng được phóng xuất ra tương đương với toàn bộ năng lượng của một võ giả thất trọng thiên bình thường. Thánh viêm tung hoành về phía trước, giống như một con chu tước to lớn đang dương cánh, quay quanh thành mặt trời. Phía dưới bộc phát thú quyền, thú uy cuồn cuộn, cũng tại thời khắc này đã che giấu thay thú uy chu tước phía trên. Cứ như vậy, sau khi Hứa Thiên Kỳ đánh tan thú quyền, Thái Dương Thánh Quyền cũng đã theo sát mà tới. Được đại địa thú linh viêm tẩm bổ thánh viêm, không chỉ có khuấy động lên được nhiệt độ cao mãnh liệt mà cũng đã giao phó uy thế cường đại cho hư ảnh chu tước. Hỗ trợ lẫn nhau, Thái Dương Thánh Quyền chân chính cho thấy được uy lực kinh khủng, kim quang mãnh liệt đến nỗi thậm chí có thể xua tan sát khí, đuổi đi cả huyết khí. Toàn trường kinh hô, thậm chí hơn 5 vạn người đã không có chú ý tới Khương Phàm ở trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể theo sát phóng xuất ra kích thứ hai. Càng nhiều ánh mắt đang chăm chú vào uy thế của thú quyền cùng với sự phản kích của Hứa Thiên Kỳ, thời điểm khi bọn hắn phát hiện được, thì hình như Hứa Thiên Kỳ đã cảm thấy có chuyện ngoài ý muốn. Hứa Thiên Kỳ hơi kinh ngạc chứ chưa hề bấn loạn, ngược lại càng kích thích chiến ý trong hắn, kích thích đến tiềm lực thú mạch, hắn phóng mạnh lên cao, cương khí, liệt diễm xuất hiện, hài cốt toàn thân giòn vang, huyết nhục căng cứng, tay hắn cầm cây giáo chỉ lên trời đánh một kích, như đang vung lên tuyệt thế hung binh. Tựa như tia chớp đang đâm ngược về không trung. Cây giáo trong tay Hứa Thiên Kỳ lúc sáng lúc tối, một hồi lâu mới ngưng tụ thêm lần nữa. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, uy lực cây giáo như thế nào, hắn rõ ràng nhất, bình thường chỉ cần ngưng tụ cây giáo, tất nhiên là tuyệt sát cường địch. Hôm nay nhanh như vậy đã ngưng tụ, chính là muốn trong mấy chục hiệp trọng thương Khương Phàm, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy sự cường đại của hắn, không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể dùng đao pháp chống đỡ. Toàn trường oanh động, tiếng nghị luận lai liên lục xuất hiện. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Chiến Phật đứng ở nơi đó chau mày, khó có thể tin nổi. Khương Phàm có thể cùng Hứa Thiên Kỳ liều mạng. Còn giống như cũng không rơi vào thế hạ phong. Tốt, có thể làm đối thủ của ta. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt cây giáo, lại lần nữa lao đến Khương Phàm, cách rất xa, cây giáo đâm thẳng, huyết khí kinh người tuôn ra, ngưng tụ thành ba quang ảnh cây giáo. Sát ý lạnh thấu xương tràn ngập đất trời, kinh hồn nhiếp phách. Khương Phàm phóng thích thánh viêm ngưng tụ lại 8 con liệp lang, đạp động thánh viêm màu vàng, đánh giết 3 cây giáo. Nhưng, cây giáo đột nhiên tăng vào tốc độ, quỹ tích thay đổi, giống như mỗi cây đều có người khống chế, kịch liệt oanh kích, lần lượt vỡ nát 8 con liệp lang, giết tới trước mặt Khương Phàm. Một mũi sắc bén đâm về phía yết hầu Khương Phàm, hai cây ở hai bên thì giống như là thần tiên cuồng dã quét ngang. Khương Phàm ngưng tụ ánh mắt, não hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đối sách. Lấy lực lượng Chí Tôn Thánh Văn của Hứa Thiên Kỳ,
ba cây giáo này không chỉ có lực sát thương cường hãn, còn giống như có ba tên Hứa Thiên Kỳ đang tự mình khống chế vậy. Một khi mình ngạnh kháng, rất có thể sẽ bị cuốn lấy, dù chỉ là rất ngắn, nhưng Hứa Thiên Kỳ cũng có thể giết tới, mang đến cho hắn một trọng kích khác. Giữa một giây đó, Khương Phàm huy động hai cánh, phóng lên tận trời, liệt diễm nhanh chóng ngưng tụ ra hỏa tinh. Ba cây giáo xoay chuyển tại chỗ, sau đó lại phóng lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện, đã sắp tới gần Khương Phàm. 500 khỏa hỏa tinh nở rộ cường quang, như mưa to đang đổ xuống. Ba cây giáo bộc phát huyết khí, không có tránh né mà muốn xuyên thấu bọn chúng. Nhưng, hỏa tinh cũng không phải xông loạn xuống phía dưới mà nhanh chóng đan vào lẫn nhau, trong thời gian rất ngắn đã ngưng tụ thành tấm chắn rộng 30 mét. Oanh! Biến cố quá đột ngột, tốc độ cây giáo lại quá nhanh, lúc này đã phát sinh va chạm. Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hỏa tinh thuẫn bị dữ dội đụng nát, nhưng cũng đã che mất cây giáo, bạo tạc dày đặc lẫn nhau gia tăng tiếp nối nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng đã chấn vỡ cây giáo. Khương Phàm bay lên không vài trăm mét, toàn bộ thú văn trong ý thức hải đã thức tỉnh, kim viêm linh văn như chu tước dương cánh, trong chớp mắt đã sôi trào lên liệt diễm kinh khủng. Hống hống hống, mãnh thú gào thét, rung động trời cao. Mãnh hổ, cự mãng các loại, dùng tốc độ nhanh nhất thành hình, cuốn lên thánh viêm, tràn ngập đất trời đánh về phía Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ đột nhiên phanh lại, ngước đầu nhìn lên trời cao. Thánh viêm lao nhanh, mãnh thú kêu gào. Số lượng chỉ mười mấy con nhưng lại như tạo thành hơn mấy ngàn vạn tiếng thú gầm, uy thế cực kỳ khủng bố. Hứa Thiên Kỳ cầm cây giáo trong tay đánh lên trời một kích, chấn vỡ không gian, nhấc lên 81 cây giáo, xuyên qua trời cao, muốn tiễu sát toàn bộ mãnh thú. Thế nhưng, mãnh thú đang phóng tới lại va chạm vào nhau, uy thế liên tiếp đã tăng vọt mười mấy lần, ngưng tụ thành một cái đầu thú kinh khủng, kéo lấy ngọn lửa màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Hứa Thiên Kỳ ngưng tụ con ngươi, 81 cây giáo trong thời gian ngắn nhất đã ngưng tụ thành một. Tốc độ thay đổi và dung hợp khó có thể tưởng tượng nổi. Đây chính là lực lượng khống chế cường đại của Chí Tôn Thánh Văn. Ầm ầm, cây giáo đối kích cùng đầu thú ở trên không, khí lãng kinh người. Nhưng uy thế của đầu thú lại quá tuyệt luân, đã đẩy cây giáo vọt mạnh về phía trước mấy chục mét, cơ hồ muốn tới gần Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ vung cây giáo lên, sát khí càng tăng cao, huyết khí khắp trời, lại lần nữa ngưng tụ thành 81 cây giáo khác, bạo kích đầu thú. Ầm ầm, rốt cuộc đầu thú cũng vỡ nát, nhưng thánh viêm vẫn cuồn cuộn, quét sạch vài trăm mét, thú uy không giảm, cứ như còn có linh hồn đang gầm thét, khuấy động thánh viêm tràn ngập đất trời bao phủ lấy Hứa Thiên Kỳ. Toàn thân Hứa Thiên Kỳ sôi trào cương khí, tách liệt diễm ra, hắn đang muốn phóng tới không trung thì lại giật mình bởi một cơn nguy hiểm. Trong lúc phóng thích ra thú quyền, một khắc này, Khương Phàm đã mượn nhờ thú quyền và thánh viêm hỗ trợ, ở trên không liên tục phóng ra hỏa diễm mãnh liệt hơn. Nương tựa theo quy mô khí hải đặc biệt của mình, năng lượng được phóng xuất ra tương đương với toàn bộ năng lượng của một võ giả thất trọng thiên bình thường. Thánh viêm tung hoành về phía trước, giống như một con chu tước to lớn đang dương cánh, quay quanh thành mặt trời. Phía dưới bộc phát thú quyền, thú uy cuồn cuộn. Cũng tại thời khắc này đã che giấu thay thú uy chu tước phía trên. Cứ như vậy, sau khi Hứa Thiên Kỳ đánh tan thú quyền, Thái Dương Thánh Quyền cũng đã theo sát mà tới. Được đại địa thú linh viêm tẩm bổ thánh viêm, không chỉ có khuấy động lên được nhiệt độ cao mãnh liệt mà cũng đã giao phó uy thế cường đại cho hư ảnh chu tước. Hỗ trợ lẫn nhau, Thái Dương Thánh Quyền chân chính cho thấy được uy lực kinh khủng, kim quang mãnh liệt đến nỗi thậm chí có thể xua tan sát khí, đuổi đi cả huyết khí. Toàn trường kinh hô, thậm chí hơn 5 vạn người đã không có chú ý tới Khương Phàm ở trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể theo sát phóng xuất ra kích thứ hai, càng nhiều ánh mắt đang chăm chú vào uy thế của thú quyền cùng với sự phản kích của Hứa Thiên Kỳ, thời điểm khi bọn hắn phát hiện được, thì hình như Hứa Thiên Kỳ đã cảm thấy có chuyện ngoài ý muốn. Hứa Thiên Kỳ hơi kinh ngạc chứ chưa hề bấn loạn, ngược lại càng kích thích chiến ý trong hắn, kích thích đến tiềm lực thú mạch, hắn phóng mạnh lên cao, cương khí, liệt diễm xuất hiện. Hài cốt toàn thân giòn vang, huyết nhục căng cứng, tay hắn cầm cây giáo chỉ lên trời đánh một kích, như đang vung lên tuyệt thế hung binh, tựa như tia chớp đang đâm ngược về không trung. Kim quang nở rộ, huyết khí mãnh liệt, sát uy động trời. Nhưng, Thái Dương Thánh Quyền vẫn tới quá nhanh, mà kim quang cường thịnh còn có uy năng áp chế huyết khí sát khí tự nhiên. Một tiếng bạo tạc kịch liệt,
huyết mâu vỡ nát trong vô số ánh mắt rung động của mọi người, Thái Dương Thánh Quyền cương mãnh bá liệt, hung hăng đánh vào trên thân Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ bị va chạm kịch liệt, bị tạc nước ánh sáng bao phủ quanh người. Bất luận là khán đài, hay là xương phòng, tất cả mọi người đều đã đứng dậy, ngừng thở, gắt gao nhìn vào lôi tràng, không dám chớp mắt. Khương Phàm đã tiêu hao rất nhiều linh lực, trong thời gian ngắn mà liên tiếp phóng thích như thế cũng là khảo nghiệm cực lớn đối với Linh Văn. Nhưng, hắn vẫn không có bất kỳ đình chỉ, bản thân vẫn nhanh chóng triển khai hai cánh hoa lệ, vọt tới Hứa Thiên Kỳ. Đòn tấn công như thế này, đổi lại là những người khác thì đã sớm nổ thành tro bụi, đốt đến không thừa được gì cả, nhưng cơ thể Hứa Thiên Kỳ lại quá cường đại, hẳn chỉ là bị thương. Hắn nhất định phải bổ sung một kích khác. Hứa Thiên Kỳ bị nảy ngược trên mặt nền lui lại vài trăm mét, toàn thân treo đầy kim viêm giống như dung nham, máu tươi chảy ngang, vết thương chồng chất, có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy xương cốt, một màn thảm liệt khiến cho toàn trường oanh động. Bị thương rồi. Hứa Thiên Kỳ lại bị Khương Phàm đánh bị thương. Hứa Thiên Kỳ ngẩng đầu lên trời thét dài, lông tóc càng thêm chân thực, xua tan thánh viêm, bao trùm ở trên hài cốt huyết nhục, giống như đang phủ thêm chiến giáp. Hắn vào tới phía liệt diễm, không có một khắc dừng lại, liên tục khởi xướng phản kích. Khương Phàm so với hắn mong muốn đã cường đại hơn rất nhiều, phần cường đại này không chỉ ở thực lực thiên phú, mà là kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, Khương Phàm chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi, nói không chừng còn đang giết tới. Khương Phàm phá tan liệt diễm, thình lình xuất hiện ở trước mắt Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ dữ tợn, chiến uy tăng vọt, huyết mạch trong thân thể bộc phát uy lực. Nội tu công quyết toàn diện chấn động, kích thích lên lực lượng kinh khủng, mỗi một chân rơi xuống đều chấn động đến mức lay động cả lôi đài, mỗi một lần vọt mạnh đều để cho cuồng phong kêu rên. Hứa Thiên Kỳ điên cuồng tụ lực lượng ngập trời, trọng quyền như có thể hủy diệt hết thảy tất cả mọi thứ. Bọn người Lý Hoàng có chút ngưng mi, sâu sắc cảm nhận được năng lượng Hứa Thiên Kỳ bộc phát vào giờ phút này. Ngay cả Hàn Ngạo cũng đều lắc lư ánh mắt. Nếu như giờ phút này mình đấu với Hứa Thiên Kỳ thì hình như đã kém hơn nhiều rồi. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được khí lãng cuồng bạo đang đập vào mặt, nhưng văn ấn chu tước trên hai tay đều đã toàn diện thức tỉnh, phun trào lên khí thế kinh khủng. Khương Phàm hét lớn, một con vạn cổ hung cầm đang gáy to, âm thanh chấn động toàn trường khiến vô số người đau nhói cả màng nhĩ. Hơn 50.000 người nơi đây đều đang chú nhìn tới hai người bọn hắn. Khương Phàm như đã hóa thân thành chu tước, lệ khí ngập trời, chiến ý như biển, huyết mạch trùng kích kinh khủng, rõ ràng ảnh hưởng đến tất cả thú linh văn tại đây. Rất nhiều thú linh văn đứng đấy đều cảm nhận được linh hồn mình đang rung động, suýt chút nữa liền muốn quỳ ở nơi đó. Chu tước, Bác Thiên Thuật. Khương Phàm hét lớn ở trong lòng, toàn bộ móng vuốt đều sôi trào lên liệt diễm, như có hình thức chu tước ban đầu đang thành hình. Chu tước Bác Thiên Thuật chân chính so với ban đầu hắn phóng thích đã cường thịnh hơn mấy lần. Hứa Thiên Kỳ ngưng tụ con ngươi, không đúng. Đây là uy thế gì thế này? Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai bóng người đã đối diện va chạm vào nhau, giống như là hai con cự thú hoang cổ hiện thế, mang theo sát uy chém giết vô địch. Một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa, thánh viêm cuồn cuộn cương khí, bao phủ Khương Phàm và Hứa Thiên Kỳ, bao phủ cả 800 mét lôi tràng. Trong vô số ánh nhìn soi mói, liệt diễm cương khí như đã biến thành thú ảnh. Một con chu tước gáy to, bế nghễ dân chúng, lệ khí vô biên. Một con thánh viên gầm thét với trời, cuồng dã bá liệt, muốn nứt thương thiên. Hình ảnh rung động này rất nhanh đã biến mất, phù dung sớm nở tối tàn, để vô số người cảm giác giống như là đã thấy ảo giác. Sau một khắc, một bóng người từ trong bạo động bay ra ngoài. Là Hứa Thiên Kỳ. Hai tay hai chân, toàn bộ đều vỡ vụn. Chỉ còn cái đầu và thân thể, liên tiếp nảy trên mặt đất, máu chảy nhìn thấy mà giật mình, hắn liên tục bị đập xuống vài trăm mét, sau đó đánh tới bình chướng. Toàn trường kinh hô, hãi nhiên biến sắc. Ngay cả các cường giả đại tự tại điện, hỗn độn tử phủ đều hít lấy một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nổi, bọn họ cảm nhận được một cơn lạnh buốt thấu xương. Hứa Thiên Kỳ tức giận, huyết khí cuồn cuộn. Trong vô số ánh mắt khiếp sợ, hắn đang ngưng tụ tứ chi đẫm máu. Sát khí kinh khủng lần nữa sôi trào lên, mãnh liệt như sóng đảo cuồn cuộn, rung động lòng người. Thánh viên linh văn trên trán Hứa Thiên Kỳ cũng vặn vẹo, giống như đang sống lại, huyết mâu linh văn đỏ tươi nhỏ xuống như máu tươi thật sự, hóa thành linh văn quỷ dị, bò đầy toàn thân.
Giờ khắc này, Hứa Thiên Kỳ giống như đang giải trừ một loại phong ấn nào đó. Sát ý ngập trời, huyết khí như biển. Hứa Thiên Kỳ bày ra hình dáng linh văn, ngồi xổm ở mặt đất, hai tay nắm chắc huyết mâu, trong chớp mắt, khí tức kinh dị xâm chiếm lôi tràng, cuồn cuộn không dứt. Nhưng, Khương Phàm cũng không ngừng tấn công, sau khi đánh tan Hứa Thiên Kỳ, hắn đã nhanh chóng phóng tới, xông ra khỏi chiều cường cuồng liệt, mượn nhờ Chu Tước Bác Thiên thuật kích phát huyết khí, triệu ra tàn đao, phát ra một kích. Thần huyết phát huy, huyết khí sôi trào. Chu Tước gáy to, cộng minh với linh hồn. Đao mang màu tím bạo kích, chém về phía Hứa Thiên Kỳ, thánh viêm cuồn cuộn hóa thành hư ảnh Chu Tước, vần quanh ở hai bên đao mang. Giết! Hứa Thiên Kỳ phát ra tiếng gào lớn cuồng dã, sát ý kinh thiên mang theo huyết khí chập trùng. Mấy vạn người đều tựa như đột nhiên rơi vào địa ngục vô tận, sát ý kinh khủng đã thẩm thấu linh hồn bọn hắn. Toàn trường chấn kinh, tứ chi đều đã nổ nát vụn còn có thể đánh. Tinh thần đều đã sa sút đến tận đây còn có thể càng mạnh. Hai chân màu máu của Hứa Thiên Kỳ mang theo hắn bay thẳng lên trời, trong tay cầm cây giáo lao đến Khương Phàm, giống như là chiến thần xuất thế. Thẳng tiến không lùi. Chiến uy kinh khủng trùng điệp, liên miên bất tuyệt. Huyết khí ở phía sau lao nhanh cuồn cuộn, ác linh rít gào như sát khí vô biên lao ra khỏi địa ngục. Rất nhiều người trên khán đài đã không chịu nổi mà ngồi liệt tại chỗ ngồi, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi. Còn có người sắc mặt đều đã tái nhợt, sợ hãi xuất phát từ sâu trong linh hồn. Đây là chiến uy cỡ nào? Khí thế khai thiên thức của Khương Phàm cũng càng không yếu, tử khí cuồn cuộn, đao mang giống như huyền thiết thần đao chân thực, Chu Tước xoay tròn càng hiện ra lệ khí vô biên. Những nơi đao mang đi qua, không gian trở nên lay động kịch liệt, tùy thời đều sẽ bị xé nát. Cương mãnh và bá khí hiện ra đến cực hạn. Ầm ầm, sóng âm giết tai quét sạch toàn trường, muốn đánh rách tả tơi màng nhĩ. Khai thiên đao, Chu Tước yêu hỏa, toàn bộ đều bị vỡ nát, lôi chiều như gió lốc hình thành khung cảnh hủy diệt kéo khắp tám phương. Rõ ràng sát huy của Hứa Thiên Kỳ mạnh hơn mấy phần, hắn cực lực ổn định huyết mâu trong tay, muốn đâm xuyên qua đánh giết Khương Phàm. Nhưng, do huyết thủy ngưng tụ ở hai tay không chịu nổi một chiêu cương mãnh như vậy nên đã vỡ nát tại chỗ, huyết mâu cũng theo đó mà bay ra, thân thể của hắn cũng lần nữa bị hất bay. Khương Phàm thắng hiểm, không có một khắc thở dốc, hắn nhanh chóng phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khi Hứa Thiên Kỳ rơi xuống đất, một khắc này, liệp ưng từ trên trời giáng xuống, móng vuốt khuấy động liệt diễm xông về đầu Hứa Thiên Kỳ. Huyết khí cuồn cuộn khắp toàn thân Hứa Thiên Kỳ, hắn cưỡng ép xoay chuyển, nhưng khí tức quá loạn, thân thể đã tàn phế, thế công theo không kịp. Khương Phàm nhanh chóng bạo kích, như gió táp mưa rào bao phủ Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ giãy giụa kịch liệt, nhưng vẫn bị xé nứt ra thịt nơi lồng ngực, vô cùng thê thảm. Bành! Khương Phàm bay lên không, móng vuốt cứng như trọng chùy, nhanh chóng vòng kích, toàn bộ nện ở trên lồng ngực Hứa Thiên Kỳ. Máu tươi tuôn ra khỏi yết hầu của Hứa Thiên Kỳ, chật vật bay ra ngoài, lại một lần nữa va chạm bình chướng bảo vệ. Khương Phàm bình ổn rơi xuống đất, khí tức lộn xộn, tóc tai bù xù, nhưng vững vàng đứng ở nơi đó, cầm trong tay tàn đao chỉ về Hứa Thiên Kỳ. Trận chiến thứ hai, kết thúc. Sau khi diễn võ trường kiềm chế trầm tĩnh một trận, lại một lần nữa sôi trào. Mọi người thật sự khó có thể tin được, bọn họ rung động bao nhiêu thì càng kích động bấy nhiêu. Thắng. Khương Phàm lại thắng. Khương Phàm lại có thể dựa vào Đại Thừa Thánh Văn, đánh trọng thương Chí Tôn Thánh Văn Hứa Thiên Kỳ. Linh Văn của Khương Phàm rốt cuộc là cái gì vậy? Ta có thể đoán được là Linh Cầm, nhưng không thể có uy thế như vậy được. Móng vuốt của hắn có vấn đề. Một kích đánh vỡ nát tứ chi của Hứa Thiên Kỳ kia, khẳng định có vấn đề lớn. Ta càng hoài nghi huyết mạch của Khương Phàm có vấn đề gì đó. Khương Phàm không chỉ là Đại Thừa Thú Linh Văn, càng có thể là đã sớm đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, nếu không thì không thể nào đánh bại Hứa Thiên Kỳ được. Huyết mạch, khó có thể tin, thật là khó có thể tin được. Cường giả các phương trong xương phòng đều đang đắm chìm trong khiếp sợ, bất kể có phải là hiểu rõ Hứa Thiên Kỳ hay không, bây giờ bọn hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được thực lực của Khương Phàm kinh khủng đến cỡ nào. Ngày thứ ba, trận chiến thứ hai, Khương Phàm thắng. Đại tự tại điện tuyên án cho trận chiến này. Người của Chí Tôn Kim Thành xông lên diễn võ trường, bảo vệ Hứa Thiên Kỳ đang bị trọng thương. Hứa Thiên Kỳ khống chế huyết khí, ngưng tụ tứ chi, đẩy đám người ra,
hắn đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Khương Phàm. Nói cho ta biết, linh văn của ngươi. Chờ ngươi đánh bại ta, ngày đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Khương Phàm đưa tay chỉ về phía xương phòng hỗn độn tử phủ. Cuộc chiến thứ ba, hỗn độn tử phủ, mời. Đều lên đi, thất thần làm gì, lên cho ta. Ngô Khuynh Thành không kiềm chế được, từ cửa sổ xương phòng cao giọng hét lớn với các cường giả võ hầu bảng. Các ngươi là tới khiêu chiến, không phải đến xem chiến. Lúc này mới chỉ là ngày thứ ba mà đã trấn trụ các ngươi rồi sao, các ngươi có mặt ở nơi đó chỉ để ngồi 30 ngày sao? Bọn người Lý Hoàng, Lạc Cuồng Sinh không thèm để ý đến Ngô Khuynh Thành đang gây náo, bọn hắn đã thản nhiên chấp nhận như thế rồi. Đám người có hơn 10 tên càng không nguyện ý lên đài, nhất là sau khi xem xong trận khiêu chiến vừa rồi, bây giờ lên đài sẽ làm trò cười mà thôi. Nếu quả như thật muốn chiến, cũng phải là sau khi có ai đó đánh Khương Phàm trọng thương. Chí Tôn Kim Thành, lại phái người lên đi, không phải các ngươi đều rất nhiều người đến sao? Nếu như các ngươi ép không được Khương Phàm, hắn sẽ trở thành võ hầu. Ngô Khuynh Thành hét lớn với Chí Tôn Kim Thành. Đây nào chỉ là chuyện bất tử thiên bia, càng liên quan đến vận mệnh của nàng. Nếu như Khương Phàm thắng thật, nàng sẽ trở thành chiến nô, còn là vĩnh viễn. Chiến Phật giận dữ quát tháo. Im miệng, hỗn độn tử phủ các ngươi sao không lên? Ngô Kình Thương đâu, đã chết rồi sao? Ngô Khuynh Thành cao ngạo ngẩng đầu. Ngũ ca ta là võ hầu chân chính, há có thể ra tay bây giờ? Các cường giả trên võ hầu bảng cùng nhau nhíu mày. Nữ tử này thật đúng là xem thường người quá đáng, ngũ ca ngươi trở lấy võ hầu, chúng ta đây là những thằng hề sao? Bọn hắn tức giận, Ngô Khuynh Thành càng tức giận, chỉ vào bọn hắn hét lớn. Sự phách lối lúc trước của các ngươi đâu, là ai kêu gào muốn đánh phế Khương Phàm, là ai hô to lấy muốn để Khương Phàm 3 ngày liền lăn xuống lôi đài? Một đám phế vật, thổi ra châu còn vang hơn, mỗi một tên đến khai chiến đều là rác rưởi. Ta xem thường các ngươi. Nếu đổi lại là ta, đã sớm đi ra khỏi diễn võ trường rồi, còn có mặt mũi ngồi ở chỗ đó xem chiến. Phi, phi phi phi. Ngô Khuynh Thành giận dữ mắng mỏ lập tức kích thích vô số ánh mắt tức giận. Nhìn cái gì, muốn đánh ta sao? Đánh Khương Phàm, ngay cả cái mông cũng không ngẩng lên được còn muốn đánh ta, trừng mắt lên làm gì? Bây giờ ai lên đài hung hăng giáo huấn Khương Phàm, xem như bị đánh bay, ta cũng kính hắn là một nam tử. Ngô Khuynh Thành muốn kích thích bọn hắn lên đài, thay nhau khiêu chiến Khương Phàm, nhưng các cường giả võ hầu bảng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng sau một lúc, đều lựa chọn không quan tâm nữa. Cuộc chiến thứ ba, hỗn độn tử phủ, xin chiến. Khương Phàm lên tiếng giống to, chủ động khiêu chiến hỗn độn tử phủ. Nhưng hỗn độn tử phủ đều đã đem toàn bộ hy vọng ép trên người Ngô Kình Thương, cũng không có phái tới bao nhiêu cường giả đặc biệt. Mặc dù bọn hắn rất tức giận. Nhưng không có ai dám lên đài tìm tai vạ. Lấy Khương Phàm cùng ân oán với hỗn độn tử phủ bọn hắn, nếu ai đi lên, không đánh cho tàn phế cũng phải đánh phế. Không phải hỗn độn tử phủ rất mạnh sao, không phải rất nam tử sao, lên đi chứ. Có người khinh thường hừ lạnh, rất nhanh đã khiến cho số đông hưởng ứng, hơn mấy ngàn vạn người cao giọng thúc giục hỗn độn tử phủ lên đài. Bọn hắn liên tiếp kiến thức Lý Hoàng, Thánh Phật, Hứa Thiên Kỳ khiêu chiến. Đối với chiến đấu bình thường đã không có hứng thú nữa. Bây giờ bọn hắn chỉ muốn xem Ngô Kình Thương lên đài, muốn xem chiến đấu cường hãn hơn, điên cuồng hơn. Ngũ ca đâu? Ngô Khuynh Thành hỏi ở hai bên. Tiến hành khổ tu sau cùng trong Lạc Trì trọng địa, hình như đang chuẩn bị đến cấm khu 300 lần. Các tộc nhân tử phủ đều lắc đầu, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện kết cục như vậy, cho nên Ngô Kình Thương đã chuẩn bị mấy ngày cuối cùng mới tới. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ chờ Ngô Kình Thương. Ai dám lên đài, ta sẽ đánh phế. Khương Phàm ngồi xuống trên lôi đài nghỉ ngơi. Ngô Khuynh Thành tức giận quát tháo. Ngươi chờ đấy, chẳng mấy chốc Ngô Kình Thương sẽ tới thu thập ngươi, biến ngươi thành tàn phế, vĩnh viễn không thể nào khôi phục lại được. Khương Phàm thờ, hoàn toàn đắm chìm trong ý thức hải, tìm hiểu vạn thú thiên hoàng quyền. Sau khi dung hợp đại địa thú linh viêm, uy lực vạn thú thiên hoàng quyền đã tăng vọt gấp đôi. Phóng thích càng có hiệu suất. Trải qua mấy trận ác chiến, hai vấn đề này đều phát huy vô cùng tinh tế. Đại địa thú linh viêm cùng vạn thú thiên hoàng quyền xác thực giống lời Đan Hoàng nói, đúng là tuyệt phối, cả hai tương hợp là vì chiến mà sinh. Quyền thứ 11, tê giác bạo kích. Ý thức hải của Khương Phàm nổi lên gợn sóng,
ngưng tụ ra cái bóng của hắn, thử nghiệm diễn dịch quyền pháp mới. Trước đó hắn không thể tưởng tượng nổi để diễn dịch võ pháp, nhưng khi ý thức hải trưởng thành, đại địa thú linh viêm đã mang tới thay đổi hoàn toàn mới, Khương Phàm cảm giác có thể thử một chút. 3 giờ sau đó, một con tê giác thú hung mãnh phóng tới trong ý thức hải, mạnh mẽ đâm tới, tàn bạo cuồng dã, giống như muốn phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Sau đó không lâu, bên cạnh những thú ảnh như hùng sư, bạo viên đã có nhiều thêm một tê giác thú, sinh động như thật, kim quang lóng lánh. Khương Phàm phấn chấn, thật có thể. Sau này tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền, chẳng phải chỉ cần diễn dịch trong đầu thôi sao? Quá tuyệt vời! Vô hồi thánh chủ thật đúng là đã cho hắn một món lễ lớn. Khương Phàm nín thở định thần, tiếp tục đắm chìm trong thế giới ý thức hải, diễn lại quyền thứ 12, giáp quyền. Hắn ở chỗ này nghiên cứu lại nhẹ nhàng vui vẻ, vương quốc hắc ám lại lâm vào oanh động. Trước đó mặc dù đã cử hành qua rất nhiều lần thi đấu khiêu chiến võ hầu, nhưng đều là từ lúc bắt đầu đã không ngừng chém giết, một mực giết tới khi người khiêu chiến sụp đổ, mỗi ngày 10 trận, đều là những trận quyết chiến nóng này. Lần thi đấu khiêu chiến võ hầu này lại vào ngày thứ 3 đã liền đạt đến đỉnh phong, sau đó không còn có người nào lên khiêu chiến. Khương Phàm hình như đang ngủ trên lôi đài. Phách lối, quá phách lối, đây đúng là miệt thị đối với các thiên tài võ hầu bảng. Đám thiên tài võ hầu bảng trên khẳng định rất uất ức, nhưng không có cách cả, đánh không lại mà. Vì sao Chí Tôn Kim Thành không tiếp tục điều nhiều thiên tài, cường giả hơn leo lên võ hầu bảng, khiêu chiến Khương Phàm? Không phải bọn hắn không muốn, mà ngay cả thiếu niên Chí Tôn như Hứa Thiên Kỳ đều suýt chút nữa bị đánh chết, lại còn có thể điều người nào đây? Nếu như điều tới một người lại thua nữa, há không phải càng mất mặt sao? Tên Khương Phàm này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu, vô hồi thánh địa sao lại tìm được thiên tài như thế chứ? Hình như cho đến bây giờ vẫn đều không có người nào rõ ràng linh văn của Khương Phàm là gì. Bây giờ phải xem Ngô Kình Thương, các ngươi cảm thấy, hắn và Khương Phàm ai mạnh hơn? Bầu không khí vương quốc hắc ám đã bắt đầu tăng vọt, ngay cả rất nhiều linh hồn cảnh, thậm chí các lão quái vật thần bí điệu thấp cũng bắt đầu chú ý đến cuộc khiêu chiến này. Nhưng, Ngô Kình Thương vẫn chậm chạp không xuất hiện, tin tức hỗn độn tử phủ truyền đến là, Ngô Kình Thương đang ở cấm khu 300 lần tại Lạc Trùy trọng địa khổ luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, tất cả mọi người đều đang đợi Ngô Kình Thương đến. Nhất là Hứa Thiên Kỳ, Lý Hoàng, Vương Tiêu, Lăng Thất Tung, cùng bọn người Lạc Cuồng Sinh, đều đang chờ đợi Ngô Kình Thương khiêu chiến. Nếu như Ngô Kình Thương thắng, bọn hắn sẽ một lần nữa lên đài, tự mình khiêu chiến. Bởi vì võ pháp của mọi người đều có chỗ khác biệt, không giống nhau, mặc dù bọn hắn thua bởi Khương Phàm, nhưng chưa hẳn có thể thua Ngô Kình Thương. Nhưng nếu như Ngô Kình Thương cũng thua, lần thi đấu khiêu chiến võ hầu này, cũng có thể coi như kết thúc. Ngô Kình Thương còn chưa tới. Hôm nay cách ngày kết thúc thi đấu khiêu chiến võ hầu còn lại 8 ngày. Ngô Kình Thương sẽ không phải là không tới đấy chứ. Ngô Kình Thương không thể nào không đến được, chậm chạp không xuất hiện, chỉ có một khả năng, hắn đang tăng thực lực. Các phương cũng bắt đầu sốt ruột, cũng càng thêm chờ mong. Cùng lúc đó, thời điểm Vương quốc Hắc Ám cao điệu cử hành khiêu chiến thi đấu, chỉ ám lĩnh vực đang bị Ly Hỏa Thánh Địa tấn công mãnh liệt. Hơn 2 tháng bôn ba đi đường vòng, rốt cuộc Ly Hỏa Thánh Địa cũng đã chui vào được Đại Hoang, cũng phát hiện được chí ám lĩnh vực. Chỉ là tình huống nơi này hoàn toàn không giống so với những gì bọn hắn mong muốn. Lúc bọn hắn đang tranh luận có nên từ bỏ tấn công, bọn người Lâm Thiên Lộc tiềm phục tại chỗ tối đột nhiên xuất hiện, dẫn đầu khởi xướng tấn công mạnh với bọn hắn. Ly Hỏa Thánh Địa ngang nhiên nghênh chiến, trong trận hỗn loạn ngắn ngủi này không chỉ có cường giả hai điện bọn hắn, còn có số lượng lớn, bằng hữu, trong đó không thiếu một số cường giả có thanh danh ở bên ngoài. Hỗn chiến đứt quãng kéo dài hơn 10 ngày. Ban ngày, vô hồi thánh địa chủ yếu phòng ngự dây dưa, ban đêm, vô hồi thánh địa điên cuồng phản công. Bởi vì Ly Hỏa Thánh Địa chưa quen thuộc địa hình, không thích ứng được hắc ám, cuối cùng đã thua mà bỏ chạy ra khỏi Đại Hoang. Hơn 3.000 cường giả, thành công chạy trốn không đến 1.000 người. Lâm Thiên Lộc cao giọng ra lệnh. Chớ nóng vội nghỉ ngơi, toàn bộ động thủ chế tạo quan tài cho ta, đem thi thể người Ly Hỏa Thánh Địa sắp xếp gọn, đưa đến giới tuyến La Phù và Hoang Mãng Nguyên, biểu hiện ra với Hoang Mãng Nguyên, biểu hiện ra với Thánh Địa Thiên Hạ cho ta. Tuân lệnh, các đệ tử và trưởng lão vô hồi Thánh Địa nhao nhao chạy vào rừng rậm, chặt cây rừng làm quan tài.
Vẻ mặt của Giang Thành Tử rất nghiêm trọng, hắn đang nhìn qua các cường giả ly hỏa biến mất trong rừng rậm. Bọn hắn sẽ còn lại đến sao? Phương Thành Vân lắc đầu nói. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không, nhưng bọn hắn đã phát hiện ra trí ám lĩnh vực, nếu như lại đến, khẳng định sẽ đổi cách khác. Bạch Nguyệt phân phó đệ tử bên cạnh, nói. Thông bẩm thánh chủ, ly hỏa thánh địa đã rút lui, bọn hắn không thể đi đến trí ám lĩnh vực, cũng không có phát hiện vương quốc hắc ám, nhưng thực lực ly hỏa thánh địa so với chúng ta mong muốn là mạnh hơn. Đám người Đường Thiết Bình cường đại đều hợp tình hợp lý, dù sao ly hỏa thánh địa cũng có đan dược sung túc, còn có thiên tài địa bảo các phương kính hiến, thực lực tăng lên xa so với các thánh địa khác rất dễ dàng, nhưng ly hỏa thánh địa lại còn mời chào đến tám bằng hữu niết bàn cảnh. Lâm Thiên Lộc hừ một tiếng. Chí Tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ đáng chết, rõ ràng chúng ta đã thỉnh cầu bọn hắn đi ra hỗ trợ, vậy mà đến bây giờ vẫn đều thờ ơ. Bọn hắn không sợ bí mật của Vương quốc Hắc Ám bị phát hiện. Giang Thành Tử nói, Vương quốc Hắc Ám còn có cánh cửa hư không cản trở, ly hỏa thánh địa không trực tiếp uy hiếp được nơi đó, bọn hắn sẽ không ra tay. Bất kể nói thế nào, chuyện ít nhất cũng đã qua một thời gian, nhưng sau khi đem thi thể ném tới giới tuyến hai nơi, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng hẳn là sẽ nhận chút áp lực. Lâm Thiên Lộc nói, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, các ngươi đến biên giới tọa trấn, ta và Bạch Nguyệt tiếp tục trấn thủ đại hoang. Giang Thành Tử gật đầu nói, những ngày hỗn chiến này mang đến cho đại hoang đả kích không nhỏ, chúng ta sẽ không mang đi nhiều đệ tử, tất cả đều ở lại giúp các ngươi, hai lão ca chúng ta tự mình đi qua. Phương Thành Vân bỗng nhiên lộ ra nụ cười khổ sở. Nếu không, chúng ta ở lại, hai người các ngươi đến hoang mãng nguyên. Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, con mắt âm trầm hiện lên tia sắt lạnh. Thế nào, người còn sợ ly hỏa thánh địa phản kích? Mấy người bọn hắn giữa tháng là chậm, tuy nhiên cứ tới. Phương Thành Vân cười khổ lắc đầu. Ta không sợ ly hỏa thánh địa phản kích, ta sợ thánh chủ chúng ta sẽ thừa cơ gây hỏa. Ly hỏa thánh địa đánh lén đại hoang, lấy cớ này hoàn toàn đủ để thánh chủ trả thù ly hỏa thánh địa. Nói không chừng sẽ còn náo loạn ra gì đó. Có lý. Lâm Thiên Lộc và Bạch Nguyệt chậm rãi gật đầu, chăm miệng một lời. Chúng ta ở lại, các ngươi đi. Khóe mắt Phương Thành Vân, Giang Thành Tử kéo ra. Khi bọn người Lâm Thiên Lộc quay về Vương quốc Hắc Ám, bầu không khí náo nhiệt kịch liệt để cho bọn hắn đều không hiểu thấu. Khương Phàm khiêu chiến võ hầu bảng, nhanh như vậy đã bắt đầu rồi sao? Ta đều quên mất chuyện này. Bọn hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia vậy mà lên đài thật. Nhưng, sau khi bọn hắn cẩn thận nghe ngóng, lại có được tin tức làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Khương Phàm chiến thắng liên tiếp, chấn nhiếp võ hầu bảng. Thiên tài thần bí Lý Hoàng thảm bại. Chí Tôn Thánh Văn do Chí Tôn Kim Thành điều tới cũng thảm bại. Lẽ ra thi đấu khiêu chiến sẽ tiếp tục 30 ngày, nhưng giờ đã có hơn 20 ngày trống không. Đùa giỡn hay sao? Lâm Thiên Lộc và Bạch Nguyệt đều khó tin nổi, bọn hắn biết Khương Phàm không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể chống đỡ được thi đấu khiêu chiến võ hầu. Còn lại một trận cuối cùng, xem ra chúng ta cần phải đi chứng kiến một chút. Diễn võ trường. Khương Phàm vẫn yên lặng ngồi trên đài diễn võ, nhập định, mặt không biểu tình, nhưng quá trình tu luyện trong ý thức hải đã tiến hành đến khí thế ngất trời. Hơn 20 ngày ngắn ngủi, liên tiếp lĩnh hội 9 loại quyền pháp. Cũng vào hôm nay đã lại thành công tìm hiểu ra quyền pháp thứ 10, hỏa tích quyền. Còn lại mấy ngày, Khương Phàm mở mắt ra, trong diễn võ trường trống rỗng chỉ còn Hàn Ngạo ở nơi đó trông coi. Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh. Còn lại 5 ngày, Ngô Kình Thương cũng sẽ nhanh tới thôi. Hắn kéo dài thời gian càng lâu, khẳng định càng chuẩn bị đầy đủ. Tốt nhất ngươi nên dùng linh chi, rút ngắn lực lượng chênh lệch với Ngô Kình Thương. Những ngày này Hàn Ngạo bồi tiếp Khương Phàm, hắn nhàn rỗi nhàm chán liền lấy linh chi cơ lăng huyên chia cho hắn ra dùng. Chỉ là để chuẩn bị, nhưng hiệu quả kinh người vẫn để hắn phấn chấn không thôi. Trước đó bởi vì Kim Long Sâm đã kích thích lực lượng tăng lên, bây giờ lại tăng vọt lần nữa, vậy mà đã tới gần 200.000 cực cảnh. Còn lại 5 ngày, ta đoán chừng có thể ngày mai hắn sẽ tới. Khương Phàm trần chờ một lát, vẫn lấy linh chi ra ngoài. Trước đó là giữ lại chuẩn bị cho trùng kích bát trọng thiên, nhưng bây giờ chỉ là dùng để tăng lên lực lượng, hình như có chút lãng phí. Hàn Ngạo nhìn ra Khương Phàm đang do dự, nhắc nhở. Lực lượng trước đó của Ngô Kình Thương không cách cơ lăng huyên là bao,
rất có thể bây giờ đã vượt xa 300.000 cực cảnh. Khương Phàm nắm linh chi, nhíu mày nhìn về phía Hàn Ngạo. Ngươi thì sao? Cút, đừng đánh chủ ý đến của ta. Cho ta trước, ta lại thay ngươi xin Cơ Lăng Huyên chút. Ta dùng rồi. Hẹp hòi. Ta thật đã dùng rồi. Khương Phàm lắc đầu, ném linh chi trong tay tới trong miệng. Công hiệu của linh chi quả nhiên bá đạo. Khương Phàm vừa mới vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa liền rõ ràng cảm nhận được năng lượng bành trướng bên trong. Khí tức kim loại kia không chỉ mạnh gân kiện xương, càng có dược hiệu phi phàm. Đồng thời còn khỏe mạnh thể chất, tẩm bổ thân thể. Cửa đá diễn võ trường bị đẩy ra, bọn người Lâm Thiên Lộc còn không có về thánh điện đã lập tức chạy tới nơi này trước tiên. Sư phụ! Hàn Ngạo liền vội vàng đứng lên hành lễ. Bọn hắn đưa ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm ở trên đài. Chuẩn bị thế nào rồi? Hàn Ngạo giải thích nói. Khương Phàm đang luyện hóa dược liệu. Lâm Thiên Lộc khó có thể tin. Hắn thắng chí tôn thánh phẩm. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng xác thực hắn đã làm được. Hàn Ngạo lắc đầu nói, trước đó hắn thật không có lòng tin đối với Khương Phàm, nhưng biểu hiện của Khương Phàm hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bạch Nguyệt hỏi, còn lại mấy ngày? Hàn Ngạo nói, 5 ngày cuối cùng, nếu như có thể kiên trì tới cùng, Khương Phàm chính là võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám. Lâm Thiên Lộc có cảm giác không chân thật. Có nắm chắc không? Hàn Ngạo lắc đầu. Khương Phàm rất mạnh, xác thực rất mạnh, nhưng với thiên phú của Ngô Kình Thương, hẳn là mọi người đã hiểu rõ. Không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng khó xác định được thắng thua. Bạch Nguyệt nói. Khương Phàm biểu hiện cường thế như vậy, hỗn độn tử phủ hẳn là sẽ có càng nhiều chuẩn bị. Chính là lo lắng cái này. À, sao các người lại trở lại? Ly Hỏa Thánh Địa đã trốn, trong thời gian ngắn sẽ không uy hiếp được Đại Hoang. Chuyện kế tiếp, Thánh Chủ sẽ đích thân xử lý. Sư Tôn, trong Thánh Điện chúng ta có chút bảo bối gì hay không? Nếu Khương Phàm đã kiên trì đến lúc này mà lại thua Ngô Kình Thương, quả thật có chút đáng tiếc. Thánh Điện rất nhiều bảo bối, nhưng chưa hẳn thích hợp với Khương Phàm, cũng không thể nào bên trong 5-3 ngày ngắn ngủi để cho Khương Phàm tăng lên trên diện rộng. Loại cấp bậc chiến đấu này, thực lực chiếm một có một phần, kinh nghiệm kỹ xảo cũng chiếm một phần. Thời điểm còn lại 2 ngày cuối cùng, cánh cửa hư không do hỗn độn tử phủ khống chế rốt cuộc cũng rộng mở. Ngô Kình Thương khổ tu trở về giáng lâm đến Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm đâu? Từ sau khi Khương Phàm rời khỏi, Ngô Kình Thương liền đến Lạc Trì trọng địa một lần nữa, không chỉ khổ tu thể chất ở cấm khu 300 lần trọng lực. Còn được tộc trưởng cho phép dùng một gốc bí dược được nuôi dưỡng hơn 5.000 năm trong cấm khu 300 lần trọng lực đó. Nếu như không phải cố gắng khắc chế, thiếu chút nữa một gốc bí dược này đã đưa hắn đến bát trọng thiên. Ngồi ngủ ở trong đại tự tại điện, Ngũ Ca, lần này nhờ vào huynh, nhất định phải giết chết cái tên Khương Phàm phách lối kia, tốt nhất trực tiếp đánh hắn phế. Ngô Khuynh Thành không kịp chờ đợi muốn kéo Ngô Kình Thương đến đại tự tại điện. Hứa Thiên Kỳ và những người khác đâu? Kỳ thật Ngô Kình Thương rất bất ngờ khi Khương Phàm có thể đánh bại Hứa Thiên Kỳ, nhưng đối thủ như vậy mới có ý tứ. Ngô Khuynh Thành hừ cười, nói. Bọn hắn đều đang đợi ngươi khiêu chiến, nghe nói chuẩn bị chờ ngươi thắng, muốn thay nhau khiêu chiến ngươi, đúng là buồn cười. Đem tin tức tràn ra đi, liền nói Ngô Kình Thương ta đã tới, để toàn bộ bọn hắn chứng kiến. Tin tức đã tràn ra đi, đều đang chờ huynh. Khi Ngô Khuynh Thành, Ngô Thiên Đạo và các tộc nhân Ngô gia kiêu ngạo mang theo Ngô Kình Thương đi đến diễn võ trường, đám người nhận được tin tức đều đã đuổi tới. Tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Đại tự tại điện cứ việc cố gắng khống chế nhân số, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả thông qua cách của riêng mình mà đi tới hội trường, để hội trường chỉ có thể dung nạp 5 vạn người, bây giờ lại chật ních hơn 7 vạn người. Trong các sương phòng cũng đều nhét đầy người. Cuối cùng cũng bắt đầu. Ta đã chờ hơn 20 ngày. Trận chiến này, chính là tranh đấu võ hầu. Tranh đấu đỉnh phong, rốt cuộc ai là võ hầu, hôm nay đã có thể định. Ta nghe nói hình như Vô Hồi Thánh Địa đã trở về rồi. Vô Hồi Thánh Địa đang trong sương phòng. Tuyệt chiến quan trọng như vậy, đương nhiên bọn hắn nên trình diện, chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không ai trông coi Khương Phàm, nói không chừng hỗn độn tử phủ có thể sẽ làm ra chuyện gì quá kích. Hơn 7 vạn người chen chúc trên khán đài, không ai có thể ngồi, toàn bộ đều đứng ở nơi đó, còn có người thì được khiêng trên vai.
Bầu không khí trở nên sốt ruột, tiếng người huyên náo. Ngô Kình Thương, tới thật đúng lúc. Khương Phàm mở mắt ra, nhếch miệng lên một đường cong. Đến bây giờ dược hiệu linh chi mới được tính đã được luyện hóa hoàn toàn, liên tục tẩm bổ một ngày một đêm, để thể chất lại lần nữa được tăng cường. Mênh mông lực lượng tại toàn thân phun trào, giờ khắc này, chiến ý trong hắn đã tăng vọt. Ngồi ở chỗ này mệt không, ta sẽ lập tức để cho ngươi xuống dưới nghỉ ngơi. Ngô Kình Thương uy mãnh hùng tráng, bộ ngực nở rộng, thân cao 3m9, khí thế ép người, như có vạn phu bất đương chi dũng. Mái tóc tím dài xóa tung, da thịt màu tím cứng như sắt thép, đường vân màu vàng càng lộ rõ sự tôn quý cùng bất phàm của hắn. Khương Phàm đứng dậy cười nhạt, vẻ mặt cũng nhanh chóng khôi phục lạnh nhạt, khí thế lại cường thịnh. Tới đi, trận chiến cuối cùng. Ha ha, coi như cũng tự mình hiểu đấy, đây đúng là trận chiến cuối cùng của ngươi. Toàn thân Ngô Kình Thương tràn ngập kim mân, như đang thẩm thấu đến trong da thịt, chiến khu cứng cỏi nhìn càng khủng bố hơn. Đại cứu tử, mời. Khương Phàm quát lớn một tiếng, hai tay hai chân hóa thành móng vuốt, hỏa dực mãnh liệt chấn mở, hoa lệ lại cường thịnh, giống như chu tước sinh ra trong lửa, phát ra khí thế kinh người. Đại cứu tử. Đột nhiên xuất hiện một câu để vô số người đang chuẩn bị hô to khai chiến đều sững sờ. Khương Phàm, tên hỗn đản ngươi, đi chết đi. Ngô Khuynh Thành đột nhiên quát lớn, tức giận đến nỗi thân thể mềm mại đều đang run rẩy, răng muốn két vang. Toàn trường thoáng an tĩnh, âm thanh bất chợt sôi trào. Ha ha, không nói thì ta cũng đều quên, nếu Khương Phàm thắng, Ngô Khuynh Thành sẽ phải làm chiến nô. Khương Phàm chỉ sợ không phải muốn chiến nô đơn giản như vậy, ha ha. Khương Phàm muốn nàng, ha ha, rất đàn ông nha. 1m8, 3m5, hình như không quá nhập nha. Người quản nhiều như vậy, cửa phòng vừa đóng, chăn mền che khuất, người ta có cách, ha ha. Đúng vậy, xứng đáng là được, cách chơi còn nhiều nữa đây, ta là nghiệm không tới thôi. Ngô Khuynh Thành chỉ vào toàn trường giận dữ mắng mỏ. Tất cả im miệng cho ta, có tin ta xé sống các ngươi hay không? Đám người thoáng an tĩnh, nhưng vẫn có kẻ không sợ chết kêu gào. Hai người có thể sinh em bé không? Màu da gì, hình thể gì, sẽ được thú linh văn hỗn độn hay không? Ha ha, sinh đi, sinh năm đứa. Ngươi nhìn cái sức lực dã man này, khẳng định Khương Phàm sẽ làm cho ngươi thích nha. Sinh cho hắn 15 đứa. Bầu không khí vừa muốn bình phục lại lần nữa sôi trào. Tử đệ cường tộc trong các xương phòng đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới lại bất chợt xuất hiện nháo kịch như thế. Miệng lưới tên Khương Phàm này vẫn rất hung ác. Khương Phàm còn cùng hỗn độn tử phủ giao dịch chiến nô. Lâm Thiên Lộc đứng trong xương phòng, kinh ngạc giơ lông mày lên. Đâu chỉ giao dịch Ngô Khuynh Thành, còn mang Cơ Lăng Huyên cùng ta ra giao dịch. Hàn Ngạo lắc đầu. Thánh chủ biết không? Biết. Ai? Lâm Thiên Lộc và Bạch Nguyệt cũng không có cách nào, chỉ đành thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Ngô Khuynh Thành tức giận chỉ vào Lôi Tràng. Ngũ ca, giết hắn. Khương Phàm cách bình chướng bảo vệ, chừng nhìn Ngô Khuynh Thành ở bên ngoài. Người tốt nhất nên mong hắn giết chết được ta, nếu không ngươi liền đợi sinh em bé đi. 100 năm sau, Vô Hồi Thánh Địa xuất hiện mấy trăm, mấy ngàn người mang truyền thừa tử phủ. Ngũ ca. Ngô Khuynh Thành phát điên cuồng thét lên. Giết hắn. Các cường giả hỗn độn tử phủ lên tiếng gầm thét. Khương Phàm, ngươi sẽ trở thành chiến nô thảm nhất hỗn độn tử phủ. Ngô Kình Thương nâng hai tay huy động màu tím khí lãng, khí tức lao thẳng khi Khương Phàm. Giờ khắc này, hắn đã nghiêm nghị thần uy, khí thế cuồng bạo. Từ bên trong ra ngoài tràn ngập uy thế làm cho người khách phải hồi hộp. Khương Phàm càng nghiêm túc, lập tức bổ nhào qua Ngô Kình Thương, bốn cái móng vuốt cứng cỏi, phối hợp chiến giáp xung hợp bên trong huyết nhục hải cốt, bộc phát ra uy lực không thể phá vỡ được. Năng lượng lay động trên lôi tràng, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, Khương Phàm và Ngô Kình Thương điên cuồng quyết đấu, như ưng kích trường không, như vượn bạt núi non, như sóng lớn vỗ bờ, như núi non bạo tạc, hai người nhanh chóng cương mãnh. Giết tới cực hạn, khiến cho người người đều rung động. Khương Phàm sử dụng móng vuốt phối hợp với hai cánh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngô Kình Thương quanh năm lịch luyện tại Lạc Trì trọng địa, đều có thể phóng tới tại cấm khu 200 lần trọng lực, ở chỗ này, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Oanh! Ngô Kình Thương đột nhiên bạo tăng lực quyền, vượt qua 300.000 cực cảnh, hung hăng đánh bay Khương Phàm.
khí lãng màu tím cùng thánh viêm màu vàng càng giống như cuồng chiều nổ tung. Bầu không khí tăng vọt, lực chú ý toàn bộ đều ở trên trận chiến. Từng quyền va chạm kịch liệt, mang theo tiếng oanh minh, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được lực lượng kinh khủng của hai người này. Cái này nếu đổi lại là những người khác, một quyền đều có thể bị đánh cho nằm xuống, võ pháp gì, vũ khí gì, ở dưới nắm đấm này đơn giản chính là giấy. Rất nhiều cường giả võ hầu bảng đều bị kích thích đến nhếch miệng hít một hơi, chênh lệch, thật quá chênh lệch. Khương Phàm huy động hỏa dực nhanh chóng bay lên không, thánh viêm cuồn cuộn, mãnh hổ quyền dẫn đầu thành hình, đạp trên liệt diễm, gào thét xông ra. Ngô Kình Thương vung mạnh quyền, cương khí cuồn cuộn, đánh vỡ nát mãnh hổ. Thánh viêm bắn nổ, nhiệt độ nóng bỏng tràn qua toàn thân hắn, không hề để lại chút ảnh hưởng nào. Khương Phàm tiếp tục bay lên không, mười thú quyền liên tiếp thành hình phóng tới Ngô Kình Thương. Ngô Kình Thương bạo tạc cuồng tính, khẩn thiết bạo kích, bắn nổ thanh chiếu oanh động toàn trường. Bầu không khí trở nên nóng hơn, khó có thể tin được mà nhìn một màn cuồng bạo này. Bọn hắn trước đó đều đã chứng kiến qua thú quyền cường đại của Khương Phàm, mà ở trước mặt Ngô Kình Thương này vậy mà lại sụp đổ dưới một quyền. Tốt, tốt, đánh chết hắn, Ngô ca, không nên khách khí, đánh a đi đánh cho đến chết. Ngô Khuynh Thành kích động xông ra khỏi sương phòng, đẩy đám người đang chen chúc ra, vọt cho đến trước lôi đài. Sau khi Khương Phàm kịch liệt thi triển, thánh viêm toàn thân tiếp tục sôi trào, có 10 con mãnh thú khác sôi nổi thành hình, cuồng liệt gầm thét, thú uy chấn rung động lôi tràng. Ngô Kình Thương tận tình múa quyền, đánh nổ cuồng viên thứ 10, tóc hắn bay loạn, chiến ý nhanh nhẹn dũng mãnh, gào thét về phía không trung. Đến đây, luyện ra được nhiều bản sự như vậy rồi à? Ầm ầm, thánh viêm cuồn cuộn giữa trời, 10 con mãnh thú xuất hiện, giống như ma thú từ một không gian khác giết ra, khí thế cuồn cuộn, uy năng ngập trời. Ngô ca, coi chừng, thú quyền có thể ngưng tụ thành một thể. Ngô Khuynh Thành vỗ đài cao, ra sức hô to, nhắc nhở Ngô Kình Thương. Hàn Ngạo đứng ở cửa sổ xương phòng giận dữ mắng mỏ. Tiểu tiện nhân, ngươi sắp phải lập gia đình, đừng có lại giúp nhà mẹ đẻ ngươi. Ngươi chán sống. Ngô Khuynh Thành và các cường giả tử phủ hung tợn trừng mắt qua. Giống. Mãnh thú cuồng dã lao nhanh bên trong thánh viêm, 10 con mãnh thú liên tiếp va chạm dung hợp vào nhau, uy lực và năng lượng tăng vọt gấp bội. Uy lực mỗi con mãnh thú đều vượt qua 10 loại thú quyền, 10 loại thú quyền hoàn toàn mới cường thế dung hợp, cũng vượt xa uy lực thập thú bá thế quyền đòn đầu tiên. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt, rung động lôi đài, Ngô Kình Thương bị đánh bay ra ngoài. Sau khi dung hợp uy lực thú quyền đã vượt qua những gì hắn mong muốn. Toàn trường kinh hô, vậy mà lại bị đánh bay đi. Nhưng, Ngô Kình Thương cũng không hề tổn hao gì, không đợi rơi xuống đất thì toàn thân đã liền sôi trào tử khí, ngưng tụ lại thành hai cánh, trong chốc lát phóng tới không trung, toàn thân lấp lóe kim quang, khí tức mãnh liệt đến dọa người. Thật mạnh, Hứa Thiên Kỳ cũng không thể không thừa nhận, tử phủ truyền thừa xác thực có chỗ hơn người. Nhất là huyết mạch đã đạt tới cấp độ như Ngô Kình Thương đây. Khương Phàm không chịu ra tàn đao, hắn thi triển bá đao thức, kích động huyết khí toàn thân. Thần huyết phát huy, khí thế tăng vọt. Khương Phàm và Ngô Kình Thương va chạm vào nhau, móng vuốt giống như tàn đao, lực quyền bá đạo, tử khí lấp lóe kim quang. Ngô Kình Thương vừa đối mặt liền phát giác được lực quyền của Khương Phàm rất khủng bố, lực lượng kiềm chế trong huyết mạch đều được phóng thích, vượt qua 300.000 cực cảnh. Nhưng, ngay sau đó, Khương Phàm đã đánh ra quyền thứ 2, quyền thứ 3, quyền thứ 4, thậm chí đến quyền thứ 5, quyền thứ 6, lực lượng tiếp tục tăng vọt, cương phong cuồn cuộn, chiến ý như thủy triều. Linh chi không chỉ giúp tăng cường lực lượng, còn giúp gân cốt mạnh hơn, để hắn có thể kéo dài nghiền ép, không ngừng tăng vọt uy lực. Ngô Kình Thương suýt chút nữa đã không thể chịu được, nhưng cuối cùng cũng kích thích cuồng tính, lực lượng lại tiếp tục tăng vọt, điên cuồng bạo kích. Thẳng bước đến 400.000 cực cảnh. Đám người tại diễn võ trường nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, cực kỳ kinh sợ, âm thầm suy đoán mình có thể chống đỡ một kích như thế hay không. Ngay cả bọn người chiến Phật Hứa Như Lai cũng đều âm thầm kinh hồn, chết tiệt, đây là con người sao? Toàn thân Khương Phàm sôi trào huyết khí, làn da đỏ lên, quyền thứ 9 kích thích toàn bộ tiềm lực, phối hợp thần huyết, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Bành! Quyền trảo bạo kích. Khương Phàm và Ngô Kình Thương đều run rẩy, đều bị đánh bay ra ngoài. Hai tay Khương Phàm tạm thời mất đi chi giác,
cánh tay Ngô Kình Thương cũng phồng lên, nhận thương không nhẹ. Nhưng, đại diệu thiên kinh của Khương Phàm đã đạt đến đệ tam trọng, chủ động vận chuyển, nhanh chóng khôi phục mạch máu tổn hại, hòa hoãn thương thế. Ngô Kình Thương dựa vào ưu thế huyết mạch, xử lý sạch sẽ đau đớn. Hai người gào thét, lại lần nữa giết tới cùng một chỗ. Lôi chàng lay động, năng lượng bạo động. Diễn võ trường lâm vào sôi trào, cuồng hô, gầm loạn, mọi người kích động lớn tiếng khen hay, rung động hét lớn, cho dù chỉ là xem, cũng đều nhiệt huyết đến thế. Đi xuống cho ta. Ngô Kình Thương đột nhiên ở trên không phóng thích lên minh mông tử khí, lan tràn trải rộng ra phạm vi cực lớn. Sâu trong tử khí, kim quang xen lẫn tạo thành pháp trận phức tạp. Trong chớp mắt, trọng lực trận vực thành hình, bao phủ chiến trường. Gấp 10 lần, gấp 30 lần, gấp 50 lần, 80 lần, gấp 100 lần. Thánh viêm trên thân Khương Phàm chống cự kịch liệt, nhưng vẫn bị đè ép tiếp tục rơi xuống. Trọng lực trận vực. Ngô Kình Thương có thể phóng thích trọng lực trận vực sao? Đây không phải bí thuật trong tử phủ truyền thừa mà sau khi tiến vào linh hồn cảnh mới có thể thả ra sao? Không, nếu như huyết mạch đủ cường đại, cao giai linh nguyên cảnh cũng có thể thi triển. Nhưng để có thể áp chế Khương Phàm phải cần bao nhiêu lần trọng lực? Thật không có khả năng. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, trong các xương phòng cũng đều vang lên tiếng nghị luận. Mặc dù bọn hắn đều không ở trên lôi đài, không phán đoán ra trọng lực uy lực trận vực, nhưng từ biểu hiện đau đớn của Khương Phàm đến xem, trọng lực trận vực vô cùng có khả năng đã đạt đến gấp 100 lần trở lên. Cái tên Ngô Kình Thương này quả nhiên khủng bố. Khương Phàm không thể không rơi vào trên lôi đài, trọng lực trận vực mãnh liệt nào chỉ là gấp 100 lần, mà là 150 lần, thậm chí càng cao hơn nữa. Trọng lực áp chế đến trình độ này hắn đã được nghiệm qua tại Lạc Trì trọng địa, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hỏng. Sắc mặt Hàn Ngạo đại biến, trọng lực trận vực trình độ này sẽ ngăn chặn võ pháp cực lớn. Khương Phàm không thể nào phóng thích võ pháp, còn đánh thế nào? Ngô Khuynh Thành phấn chấn hô to. Khương Phàm, tiếp nhận 150 lần trọng lực áp chế đi. Ngũ ca, chính là như vậy, hủy diệt hắn. Toàn trường oanh động, người người không hẹn mà cùng nhau hít một ngụm khí lạnh. Hỗn độn tử phủ không hổ là bộ tộc siêu cấp, lực lượng truyền thừa quá kinh khủng. Không đúng, Ngô Kình Thương trung quy vẫn là chỉ linh nguyên cảnh, có thể thi triển trọng lực trận vực kiềm chế mục tiêu đã rất khó, nhưng vượt qua gấp 100 lần, thậm chí đạt tới 150 lần thì tuyệt đối không thể nào, dù là huyết mạch có mạnh hơn. Ánh mắt Hướng Vãn Tình hiện ra ánh sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Kình Thương. Có phải gia hỏa này đã mang theo vũ khí gì hay không? Gần 100 lần và gấp 100 lần, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Gấp 100 lần và gấp 150 lần lại là càng khác nhau. A, à, Hướng Vãn Tình chú ý tới cổ tay Ngô Kình Thương, kim quang nơi đó hình như hừng hực một cách đặc biệt. Kim quang toàn thân hắn chỉ đều là đường vân, nếu không nhìn kỹ thật đúng là chú ý không đến. Ngăn lại không? Có lão nhân ở bên cạnh nói nhỏ. Trước tiên cứ xem tiếp đi. Hướng Vãn Tình chậm rãi lắc đầu, trận chung kết này. Nghiêm ngặt nói đến vận dụng vũ khí bí mật cũng không tính làm trái quy tắc, chỉ cần ngươi có thể thi triển ra, cũng coi như là ngươi có năng lực. Giống. Đột nhiên, sâu trong nồng vụ màu tím cuồn cuộn kịch liệt trên không trung có một tiếng gào thét to rõ vang vọng lôi đài. Trong vô số ánh mắt rung động, một con mãnh thú quái dị từ bên trong trận pháp màu vàng ngưng tụ ra. Đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, vảy rồng, đuôi trâu. Toàn thân rạng rỡ kim quang, tử khí cuồn cuộn. Nó như là thánh thú được triệu hoán ra từ một không gian nào đó, mang theo uy nghiêm, bế nghệ dân chúng, uy áp toàn trường. Kỳ lân! Ta hoa mắt sao? Ngô Kình Thương ngưng tụ ra kỳ lân. Ông trời ơi! Rất nhiều cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua giữa không trung, đây chính là thánh thú trong truyền thuyết. Trận chiến này, kết thúc, ngươi, sẽ không chịu nổi một kích, tên võ hầu. Không phải Ngô Kình Thương ta thì không ai có thể hơn. Hai tay Ngô Kình Thương run rẩy dữ dội, gian nan nắm thú hình kỳ lân trong tay, văn ấn màu vàng toàn thân đều nhận áp lực thật lớn, lúc sáng lúc tối. Kỳ lân dậm chân, từ trên trời giáng xuống. Chỉ một bước đã bạo tạc ra trận pháp màu vàng phức tạp huyền diệu ở phía dưới, lan tràn mấy chục mét. Không gian chấn động, lôi tràng lay động, như có một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, nhận lấy uy thế to lớn.
ngay sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Mỗi một bước đều nở rộ pháp trận, mỗi một bước đều phóng xuất ra kinh người uy thế. Dưới trọng lực 150 lần áp chế, mỗi bước đi của Kỳ Lân lại mang tới cho Khương Phàm áp chế tựa như là hủy diệt. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, từ huyết nhục đến nội tạng đều nhận lấy áp bách khó nói nên lời, giống như là muốn sụp đổ. Bành! Khương Phàm quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao chống đỡ, đầu lại tiếp tục hạ xuống, cho đến đặt ở trên mặt đất. Răng rắc! Thời điểm khi Kỳ Lân rơi xuống bước thứ 10, mặt đất cứng rắn đến mức có thể chịu được uy thế của linh hồn cảnh vậy mà lại trực tiếp sụp ra. Toàn trường kinh hô, khó có thể tin được. Đây là uy thế gì? Chẳng lẽ Khương Phàm sắp xong rồi à? Chỉ kết thúc đơn giản như vậy. Các hộ giả đại tự tại điện xung quanh lôi đài cũng hơi có phản ứng, toàn lực bảo vệ pháp trận. Hứa Thiên Kỳ đưa ánh mắt sáng rực nhìn vào không trung. Đây không phải bí thuật tử phủ truyền thừa, đây là thánh pháp trấn phủ tử phủ, Kỳ Lân chiến bộ. Khương Phàm gặp nguy hiểm rồi. Bọn người Lý Hoàng chấn kinh, nhưng lại sôi trào nhiệt huyết, thật hận không thể tự mình lên đài, cùng Ngô Kình Thương đại chiến một trận. Tốc độ Kỳ Lân bắt đầu gia tăng, pháp trận nở rộ, chiến ý tràn ngập, thánh uy cuồn cuộn không dứt. Cả tòa lôi đài đều đang run lên bần bật, diễn võ trường và đại tự tại điện đều xuất hiện chấn động. Vô số người chấn kinh đến tái nhợt sắc mặt, đây là uy thế đến cỡ nào? Ngô Kình Thương vẫn chỉ là linh nguyên cảnh thất trọng thiên mà đã đạt tới thần uy như vậy, tương lai hắn sẽ kinh khủng đến thế nào? Trách không được trong vương quốc hắc ám lại có người suy đoán, hỗn độn tử phủ ở thế giới bên ngoài trong rất có thể là có thân phận hoàng tộc. Kỳ Lân bổ nhào, lao đến Khương Phàm. Khương Phàm giống như đang bị mấy chục ngọn núi đá nặng nề liên tục tấn công, toàn thân đều nằm nhoài trên mặt sàn. Xương cốt run rẩy, nội tạng phồng lên, đều không kịp thở. Đây là một loại áp lực tàn khốc mênh mông vô tận. Nhận thua, nhanh nhận thua đi, trước mặt Ngô Kình Thương của chúng ta, ngươi chính là không chịu nổi một kích như thế. Khương Phàm, ngươi sẽ thành chiến nô của hỗn độn tử phủ. Ngô Khuynh Thành, đám người tử phủ kích động hô to. Con đường của Khương Phàm chỉ đi đến đây thôi sao? Rất nhiều người chấn kinh, hoảng hốt. Cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khương Phàm đột nhiên phát ra tiếng gào thét khàn giọng, toàn thân sôi trào kim quang, tăng vọt uy thế. Toàn bộ văn ấn chu tước nở rộ lên kim quang bên trong bốn cái móng vuốt, giống như là đang sống lại, dương cánh gáy to trong lòng bàn tay, từng luồng thánh viêm giống như dung nham từ bên trong móng vuốt mãnh liệt lao ra. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, gương mặt dữ tợn, thất khiếu rớm máu, như là đang muốn chống thân thể lên. Vào thời khắc này, Ngô Kình Thương dùng toàn lực nắm tử khí Kỳ Lân trong tay hung hăng đè ép xuống. Bước thứ 30 rơi xuống, thế như thiên kiếp, đạp lên đầu Khương Phàm. Đây không phải là muốn áp chế, đây là muốn hủy diệt. Vào thời khắc sinh tử, tứ chi huyết nhục Khương Phàm bỗng nhiên phồng lên, mênh mông lực lượng lao nhanh ở bên trong, hai cánh phía sau lưng mở rộng gấp hai lần, thánh viêm nhanh chóng tăng vọt bên trong móng vuốt chu tước, vờn quanh ở hai tay hai chân. Hung uy kinh khủng khuấy động 800 mét diễn võ trường, trùng kích bình chướng bảo vệ, nổi lên gợn sóng kịch liệt. Khi tử khí Kỳ Lân sập rơi, trong chốc lát, Khương Phàm bỗng nhiên chống thân thể lên. Chu tước gáy to, sát uy như biển rộng. Một trận bạo tạc kinh khủng chấn động thiên địa, như hai tuyệt thế hung thú gặp nhau đang hủy diệt chiến trường. Lại là con hung cầm kia, rốt cuộc linh văn của hắn là gì? Đám người kêu lên đầy sợ hãi, hung uy quen thuộc. Lệ khí kinh khủng, lần nữa trùng kích đến linh hồn của bọn hắn, xâm nhập hài cốt của bọn hắn. So với trước đó càng mạnh hơn, càng kinh khủng hơn. Rất nhiều người rung động, đau đớn không chịu nổi. Thanh chiều náo nhiệt đều chợt hạ xuống hơn phân nửa. Dưới sự áp chế của trọng lực kinh khủng, dưới sự uy hiếp của cái chết, Chu Tước Bác Thiên thuật kích phát toàn diện uy năng, Khương Phàm mang theo uy thế liệt thiên tê liệt cả bầu trời, xé rách Kỳ Lân. Dự uy lại không hề suy giảm, thánh viêm bạo động sôi trào đầy trời. Như núi lửa hoang cổ phun trào, cuồn cuộn lên trời cao vài trăm mét, va chạm trận pháp màu vàng giữa không trung. Trọng lực trận vực tràn ngập trên lôi đài xuất hiện chấn động mãnh liệt, trọng lực áp chế đã yếu bớt trên phạm vi lớn. Khương Phàm đang điên cuồng bạo tẩu phóng lên tận trời, móng vuốt cứng cỏi dữ dội xoắn nát pháp trận, vọt tới trên mây mù. Toàn trường kinh hô, diễn võ trường oanh động. Bay lên rồi. Khương Phàm có thể đánh nát Kỳ Lân,
làm vỡ nát trọng lực trận vực. Hứa Thiên Kỳ đều lắc lư ánh mắt, Kỳ Lân chiến kỹ bị phá rồi. Đây chính là thánh pháp chuyên chấn tộc của Hỗn Độn Tử Phủ. Thuộc về đỉnh cấp thánh pháp. Đây là Khương Phàm sao? Ánh mắt của Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt và các cường giả Vô Hồi Thánh Địa đều lộ ra kỳ quang, cảm xúc khiếp sợ vượt lên trên cả phấn chấn. Ngươi là ai? Ngươi cũng không phải tử đệ La Phù. Rốt cuộc Ngô Kình Thương cũng biến sắc, đây cũng không phải là võ pháp, càng không phải là uy thế linh văn, đây giống như là lực lượng truyền thừa. Linh văn của hắn là gì? Huyết mạch của hắn là gì? Ta là Khương Phàm, võ hầu vương quốc Hắc Ám. Sau trận chiến này, các ngươi sẽ phải chấp nhận bị ta điều lệnh. Khương Phàm tránh thoát khỏi áp chế của trọng lực, cuồng tính đại tác, móng vuốt kéo về phía Ngô Kình Thương. Đường Vân Chu Tước trong lòng bàn tay lấp lóe cường quang, sát uy tăng vọt, khủng bố tuyệt luân. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải thua ở nơi này. Ngô Kình Thương tăng vọt chiến ý, ngang nhiên bạo kích. Tử khí cuồn cuộn khắp toàn thân, ở xung quanh ngưng tụ lại kỳ lân hoàn toàn mới, lực lượng cánh tay tăng vọt, từng quyền kéo động trời. Cả bầu trời sôi trào. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến rung động. Khương Phàm tiếp tục duy trì độ cao, không cho Ngô Kình Thương cơ hội lại phóng thích trọng lực áp chế. Ngô Kình Thương càng đánh càng cuồng, lực quyền vượt qua 300.000 cực cảnh phá hủy hết thảy mọi võ pháp. Mặc dù lực quyền của Khương Phàm còn thua rất nhiều, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Lăng lệ, móng vuốt mượn nhờ quyền sáo kịch liệt đối kháng, không rơi vào thế hạ phong. Ầm ầm, tứ chi Khương Phàm bị đánh tan, lực lượng cường đại đến từ 300.000 cực cảnh mang đến uy hiếp khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng Khương Phàm vẫn một mực phát huy hai cánh, giống như là hai thanh thiên đao chém về phía yết hầu Ngô Kình Thương. Dù cho Ngô Kình Thương có tử khí hộ thể, nhưng vẫn bị bổ ra hai khe hở, máu tươi phun tung tóe. Giống. Ngô Kình Thương không lùi nửa bước, hắn tức giận vọt mạnh, thế công càng thêm mãnh liệt. Bầu không khí đã trở nên sốt ruột, tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn khung cảnh cháy bỏng này, bọn hắn bỗng nhiên có cảm giác, mặc dù trước đó Khương Phàm đã có thể cường thế một chút, nhưng hẳn là sắp không kiên trì được nữa. Bởi vì mặc dù thể chất Khương Phàm rất cường hãn, nhưng quan trọng nhất vẫn ỷ vào võ pháp, mỗi võ pháp hắn phóng thích lại cần tiêu hao số lượng lớn năng lượng. Ngô Kình Thương thì là thắng ở thể chất siêu phàm, chỉ cần lực lượng không cạn kiệt, hoàn toàn có thể kéo dài phóng thích. Một khi Khương Phàm hao hết linh lực, chính là cơ hội cho chuyển hướng chiến trường. Khương Phàm đã cảm giác được nguy cơ, nhưng Chu Tước Bác Thiên Thuật không nên xuất bây giờ ở cảnh giới hiện tại của hắn, cho nên mỗi một lần thi triển đều sẽ sinh ra tác dụng phụ to lớn đối với thân thể. Liều! Liều! Mắt Khương Phàm lấp lóe tinh mang, Chu Tước Linh Nguyên khuấy động khí hải. Nhấc lên sóng cả vô tận, linh lực tràn ngập kinh mạch toàn thân, kinh mạch nở rộ cường quang, kích thích quấn quanh mạch máu kinh mạch, một sự uy thế cường thịnh được phóng xuất đi ra. Gần như đồng thời, Ngô Kình Thương phát giác được ánh mắt Khương Phàm đã trở nên dị dạng, cũng đồng thời bộc phát cực hạn. Đến đây, Kỳ Lân chiến kỹ, đạp tan vạn pháp. Hư ảnh Kỳ Lân vần quanh toàn thân lập tức trở nên chân thực, tử khí ù ù, trùng điệp, thần uy vô địch. Như muốn dung hợp cùng Ngô Kình Thương thành một thể. Từ trong thân thể Khương Phàm tuôn ra sức mạnh không có tận cùng, liệt diễm sôi trào cuồn cuộn như thủy triều. Lại nổi lên Chu Tước Bác Thiên Thuật. Ầm ầm, va chạm mạnh. Chu Tước, Kỳ Lân gào thét. Không gian giống như một bức tranh chấn động kịch liệt, đều muốn sụp đổ. Khí thế khủng bố quét sạch vài trăm mét, đánh thẳng vào bình chướng bảo vệ lôi đài, để cho bốn vị người chấn thủ nhận phải áp bách cực lớn. Toàn trường liên tục oanh động, đám người kinh hãi không thôi, bọn họ cực lực muốn thấy rõ ràng kết quả. Cùng với bạo tạc mãnh liệt, toàn thân Ngô Kình Thương đều be bét máu thịt, ngửa mặt bay ngược. Chu Tước Bác Thiên Thuật, Đại Thanh Kỳ Lân chiến kỹ. Toàn trường kinh hô, thật không dám tin vào mắt mình. Đám người tử phủ càng là nhíu mày. Khương Phàm bay lên, Đường Vân Chu Tước tiếp tục bộc phát cường quang tại hai chân. Uy thế hủy diệt sôi trào theo sát hắn đánh về phía Ngô Kình Thương. Ngô Kình Thương cực lực kéo căng thân thể, Đường Vân dung nhập huyết nhục hải cốt, ngạnh kháng bên trong cơ thể. Ầm ầm, Ngô Kình Thương lại lần nữa bị đánh bay, máu tươi phun ra, đánh tới bình chướng xa xa. Khương Phàm đau nhức toàn thân, giống như đã bị rút sạch sức lực, suýt chút nữa liền muốn rơi xuống. Nhưng, cơ hội khó được, há có thể thư giãn, hắn không lo được điều dưỡng. Càng không lo được giảm sóc,
20 thú ảnh bên trong ý thức hải toàn bộ phát ra tiếng gào thét cuồng dã, cùng linh văn quán thông, thú uy cuồn cuộn khắp trời. Giống, bao gồm cả 8 con kim lang ở bên trong, 28 con mãnh thú liên tiếp thành hình, gào thét trong thánh viêm. Thú uy khuấy động, uy áp toàn trường. Đầu Khương Phàm đau đến muốn nứt, ý thức hải đều giống như muốn sụp đổ, nhưng hắn vẫn liều mạng dùng hết toàn lực, khống chế mãnh thú, đập tới phía Ngô Kình Thương. Nếu muốn thay đổi cục diện thì phải xoay chuyển triệt để. Ngô Kình Thương vừa mới ổn định, thánh viêm chiếu sáng cả lôi tràng đã đập vào mặt, từng con hung hãn mãnh thú nhanh chóng phóng đại. Ngô Kình Thương hét lớn, tử khí cuồn cuộn, hóa thành vô số trường tiên, giống như lôi điện cuồng vũ lên trời cao, trọng quyền bạo kích, đều là cực hạn 300.000 cực cảnh. Nhưng, thương thế quá nặng, rõ ràng đã tác động đến đòn tấn công của hắn. Thánh viêm cuồn cuộn, mãnh thú cuồng dã đột kích, trong cuồng chiều bạo tạc thảm liệt có cuồng viên, bạo hùng, hỏa tích các loại. 8 con kim viêm mãnh thú liên tiếp đánh vào trên người hắn. Bạo tạc ầm ầm, tăng lên những vết thương trên người hắn vẫn còn chưa khép lại. Huyết nhục phun ra, bị liệt diễm hòa tan. Bạch cốt lộ rõ, vô cùng thê thảm. Toàn trường kinh hô, chiến cuộc sắp phải nghịch chuyển sao. Ngũ ca, chịu đựng. Công tử, chống đỡ đi. Các cường giả hỗn độn tử phủ lo lắng hô to, tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể thua ở thời điểm này. Hơn 7 vạn người tại diễn võ trường toàn bộ đều yên tĩnh, các cường tộc trong xương phòng cũng đều nín thở định thần. À, Ngô Kình Thương gào thét, khí lãng màu tím giống như cuồng phong càng quét trên đại dương mênh mông, nhấc lên sóng to gió lớn, mang theo cương khí vô địch, quét sạch 8 phương. Khí lãng kinh khủng chôn vùi thú triều còn sót lại, chấn vỡ liệt diễm vô tận. Toàn thân Ngô Kình Thương máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi, nhưng không hề có mảy may bối rối, cũng không có chút đình trệ, hắn cố nén đau đớn và suy yếu, hai tay đưa về phía trước nắm lại. Tử khí cuồn cuộn, kim quang trùng kích, tử hồn đao tượng trưng cho lực lượng tử phủ truyền thừa mạnh nhất đã thành hình. Đến đây, Ngô Kình Thương giống như là một mãnh tướng bất bại, trong tay cầm trường đao, hắn hét đầy giận dữ với trời cao. Nhưng, thánh viêm, tử khí cuồn cuộn ở phía trước đã tan hết, lại không có bóng dáng Khương Phàm. Phía trên, Ngô Kình Thương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bởi vì trước đó Khương Phàm đã trải qua việc bị trọng lực áp chế, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở hắn phía dưới, nếu như đánh lén, chỉ có thể là phía trên. Ngũ ca, phía dưới. Ngô Khuynh Thành lại thét lên lần nữa, lo lắng nhắc nhở. Khương Phàm mượn nhờ hỗn loạn, xuất hiện ở phía dưới Ngô Kình Thương, cách hắn 100 mét. Phán đoán tinh chuẩn đương nhiên đều đến từ kinh nghiệm phong phú. Đây cũng là một trong số những thực lực của hắn. Toàn thân hắn khuấy động hắc khí, lúc Ngô Kình Thương cảnh giác nhìn về phía không trung, một khắc này, hắc khí cuồn cuộn đã che mất Ngô Kình Thương. Rầm rầm rầm, 16 cửa nhà lao từ trong bóng tối âm trầm ầm vang mở ra, 16 sợi xiềng xích như thiểm điện đánh về phía Ngô Kình Thương. Đây là võ pháp gì? Toàn trường kinh động, Khương Phàm lại còn có sát chiêu. Ý thức Khương Phàm đã tiếp nhận áp lực tàn khốc, đến mức đều đã ảnh hưởng đến linh hồn, trong ngoài toàn thân đều khó chịu đến không thể nói ra được, nhưng vẫn liều mình xuất toàn lực, khống chế xiềng xích, cuốn lấy Ngô Kình Thương. Ngô Kình Thương gào thét, giống như là cự ma đang nồng dẫy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi xiềng xích quấn quanh. Đây là vũ khí đặc thù. Người bên cạnh Hướng Vãn Tình lập tức nhắc nhở. Hướng Vãn Tình cười khẽ. Không phải lúc bắt đầu Ngô Kình Thương cũng dùng sao? Không phải Lý Hoàng cũng dùng sao? Chúng ta từ trước tới giờ không hạn chế sử dụng vũ khí, chỉ cần có thể dùng là được. Ngô Kình Thương cực lực giãy giụa, từng sợi xiềng xích đều bị cuồng dã đánh bay, nhưng ngay sau đó lại quấn tới, giống như là rắn độc có ý thức, quấn quanh thân thể hắn, xâm nhập linh hồn hắn. Tàn đao, khai thiên thức. Khương Phàm bắt lấy cơ hội ngắn ngủi khó được, ý thức câu thông linh hồn cùng linh văn, nghiền ép tiềm lực sau cùng của thân thể, phát ra một kích chí mạng. Ầm ầm, đao khí cuồn cuộn, thánh viêm ngập trời như chiến thần tuyệt thế thức tỉnh, ngưng tụ ra hư ảnh kinh người, nắm lấy bảo đao đánh một kích lên trời cao. Bắp thịt toàn thân Ngô Kình Thương phồng lên, bộc phát lực lượng kinh khủng, không còn xé rách, mà là mãnh lực, nắm chặt tử hồn đao, điên cuồng nghênh kích. Cái gì cũng không thể kiềm chế hắn. Cái gì cũng không thể. Nhưng, Khương Phàm sắp không kiên trì nổi ý thức đột nhiên buông lỏng, toàn bộ xiềng xích đều tản ra,
hắc khí cửa nhà lao đều tán loạn mãnh liệt. Đột nhiên phóng thích, để Ngô Kình Thương điên cuồng hỗn loạn. Khai thiên đao mang nháy mắt đã tới, cương mãnh bá liệt, uy thế vô biên, giống như là màu sắc ngân hà rực rỡ bổ vào trên thân thể mất khống chế của Ngô Kình Thương. Kịch biến, chính là trong chớp mắt. Máu tươi vẩy ra, thịt xương rách dưới. Ngô Kình Thương kêu thảm bay ngược lên không trung, bên sườn vỡ vụn, nội tạng đều nhận tổn thương. Khương Phàm gào thét vọt lên, đại diệu thiên kinh nhanh chóng vận chuyển trong thân thể, điều động thần uy huyết khí còn sót lại, hội tụ đến móng vuốt bên phải. Đường Vân Chu Tước lại thức tỉnh lần thứ ba, cường quang rạng rỡ, sát uy vô biên. Ngô Kình Thương không cam tâm, hắn bộc phát huyết tính, điên cuồng dã man, nắm chặt tử hồn đao ngang nhiên phách trảm, nhưng bên sườn đã bị trọng thương nên lực lượng bạo phát cuối cùng lại kém một chút. Keng! Khương Phàm mang theo Chu Tước Bác Thiên chi thuật, cuồng dã đánh vỡ nát tử hồn đao, móng vuốt hoành kích, một tay bóp lấy yết hầu Ngô Kình Thương, móng vuốt sắc bén đâm xuyên da thịt, thẳng tới xương cổ. Hoa! Toàn trường kinh hô, gương mặt đều có phản ứng. Khương Phàm đưa móng vuốt sắc bén gắt gao chế trụ xương cổ, kéo lấy đầu Ngô Kình Thương đến trước mặt. Ngươi, thua! Ngô Kình Thương nhìn Khương Phàm hằm hằm. Ngươi chỉ là thắng hiểm. Thắng hiểm cũng là thắng. Võ hầu, là của ta. Khương Phàm bóp lấy cổ Ngô Kình Thương, bỗng nhiên nâng lên không trung. Trận chiến này, kết thúc. Kết thúc. Thật kết thúc. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở định thần, sau đó đồng loạt nhìn về phía đài cao. Tiếng tuyên cáo uy nghiêm lại quen thuộc vang vọng khắp diễn võ trường. Bên thắng, Khương Phàm. Kẻ thua, Ngô Kình Thương. Bầu không khí lại lập tức sôi soi, tất cả mọi người giống như đã lâm vào điên cuồng, thanh triều như núi kêu biển gầm cơ hồ đều khiến cho đại điện rộng rãi cũng phải lắc lư. Thắng. Sau khi Khương Phàm đánh bại Hứa Thiên Kỳ, lại thắng cả Ngô Kình Thương. Chẳng lẽ Khương Phàm thật muốn trở thành võ hầu? Mấy trăm năm, rốt cuộc cũng có người thành công sao? Võ hầu, danh hào hiệu triệu có lực nhất vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm, Khương Phàm. Rất nhiều người không xem trọng Khương Phàm trước đó không tự chủ được mà hò hét. Bọn người Lý Hoàng hết chấn kinh lại hoảng hốt, tên Khương Phàm này đúng là quá cường hãn, không chỉ là thực lực, kinh nghiệm, điên cuồng, mà hắn còn có tiềm lực không thể nào nói lên được. Nếu Ngô Kình Thương bại, Khương Phàm lấy danh võ hầu, thực chí danh quy. Im miệng, tất cả im miệng cho ta. Ngô Khuynh Thành nhảy đến đài diễn võ, cuồng loạn hô to. Đè xuống sự oanh động của mọi người. Kích động cái gì, còn chưa có kết thúc đâu. Thi đấu khiêu chiến võ hầu vẫn còn lại một ngày. Chúng ta chỉ là thua bây giờ, không có nghĩa là cuối cùng vẫn thua. Hàn Ngạo nhíu mày, bám bấy cửa sổ hét lớn. Ngươi không nhìn thấy Ngô Kình Thương đã thua sao? Đây chính là tàn khốc của thi đấu khiêu chiến võ hầu. Ai muốn tiếp quản võ hầu thì phải tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, tiếp nhận bất kỳ lời khiêu chiến nào. Chỉ cần thời gian còn chưa tới, chúng ta vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến. Đại tự tại điện, nói đi. Ngô Khuynh Thành gào thét về phía chỗ cao, nàng tức giận lại sốt ruột. Mấy vạn người đưa mắt nhìn nhau, dựa theo quy củ, đúng là còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Hướng Vãn Tình yểu điệu từ trong sương phòng đi tới, đứng trên đài cao tự mình tuyên cáo. Thi đấu khiêu chiến võ hầu vẫn chưa có kết thúc, bất kỳ người nào đều có thể lên đài khiêu chiến. Đã nghe chưa, tranh tài chưa có kết thúc, chúng ta còn có thể tiếp tục lên đài. Ngô Khuynh Thành nói xong, vừa chờ mong vừa khẩn trương nhìn Ngô Kình Thương trên lôi đài. Ngàn vạn lần phải đồng ý. Nếu không nàng sẽ phải trở thành nô lệ của tên hỗn đản Khương Phàm kia. Ngô Kình Thương mệt mỏi đứng trên lôi đài, giơ tay lên chỉ về phía Khương Phàm. Ngày mai, lại có một trận chiến. Ta tiếp nhận. Khương Phàm đã hiểu rõ mọi thứ về Ngô Kình Thương. Đừng nói một trận, coi như hai trận hắn cũng đều không để ý. Hướng Vãn Tình nói, để đảm bảo công bằng, trận chiến ngày mai, bất kỳ người nào cũng đều không được đeo vũ khí. Ví dụ như, đao và tháp của Khương Phàm, ví dụ như chuỗi dây xích trên tay Ngô Kình Thương đây. Ngô Kình Thương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hướng Vãn Tình. Trên tay hắn xác thực có mang theo dây xích đặc chế, tuy nhiên là khảm nạm đến trong da thịt. So với đường vân màu vàng trên người hắn không khác biệt lắm. Tác dụng chính của bảo bối này là hỗ trợ chế tạo trọng lực trận vực. Lấy lực lượng huyết mạch của hắn, mượn nhờ vòng đeo có thể tạo ra trọng lực 150 lần trở lên, phối hợp với chiến kỹ kỳ lân,
đủ để ngăn chặn bất cứ kẻ nào. Xây xích gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có chú ý tới Ngô Kình Thương đã mang theo vũ khí gì. Khương Phàm có chút ngưng mi, gia hỏa này mang theo vũ khí sao, trách không được lại có thể phóng thích áp lực khủng bố như vậy. Xem ra Hỗn Độn Tử Phủ cũng là không thua nổi. Tuy nhiên không quan trọng, hắn cũng dùng vũ khí, chiến kích, mai rùa của Lý Hoàng cũng là vũ khí. Ta đồng ý, ngày mai không mang bất kỳ vũ khí nào. Ngô Kình Thương đi xuống đài diễn võ, mang theo tộc nhân rời khỏi. Tiểu tử này, làm cho ta quá ngoài ý muốn. Lâm Thiên Lộc chậm rãi lắc đầu, trước đó hắn đã thấy Khương Phàm cùng Hàn Ngạo tỉ thí, đối với thực lực Khương Phàm cũng có xác định cơ bản, đúng là rất mạnh rất ưu tú, nhưng lại không nghĩ có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Một hài tử phát triển dã man đến nỗi có thể so sánh được với thiên tài hoàng tộc dốc sức bồi dưỡng. Bạch Nguyệt cũng rất bất ngờ, đây quả thực là kỳ tích. Nếu như hắn có thể chống đỡ được trận chiến ngày mai, hắn chính là võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám. Hàn Ngạo bỗng nhiên có chút chờ mong Khương Phàm có thể có được thắng lợi. Phần vinh dự này không thuộc loại riêng về Khương Phàm, càng là thuộc về Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm ngồi vào trên lôi đài, lấy ra 3 viên linh nguyên đan còn lại ăn vào, bên trong tất cả đều là dùng linh cầm thất trọng thiên luyện chế thành linh nguyên đan. Đây là vốn liếng sau cùng rồi, hẳn là sẽ có hiệu quả tăng cường nhất định đối với linh văn. Linh văn mạnh một phần, võ pháp sẽ mạnh một phần. Phần thắng sẽ có thể nhiều hơn một phần. Khương Phàm, cần trợ giúp gì không? Lâm Thiên Lộc bọn người đi đến trước lôi đài, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt. Không cần, ta hẳn là có thể ứng phó. Khương Phàm yên lặng luyện hóa linh nguyên đan, tư dưỡng linh văn. Hỗn Độn Tử Phủ không thể nào tùy tiện nhận thua được, bọn hắn hẳn là sẽ cung cấp cho Ngô Kình Thương một loại đan dược nào đó, kích phát tiềm lực của hắn. Người đã đi đến bước này. Cũng đừng có khinh thường nữa, có gì cần, cứ việc nói. Mặc dù Bạch Nguyệt rất bất ngờ với thực lực của Khương Phàm, nhưng kỳ thật không kém Ngô Kình Thương nhiều, hôm nay thắng được có chút hung hiểm. Nếu như Ngô Kình Thương lại có hơi tăng lên, rất có thể sẽ thay đổi chiến cuộc ngày mai. Chỉ cần Ngô Kình Thương không thể thi triển được trọng lực trận vực, ta vẫn có thể kiên trì đến cuối cùng. Khương Phàm đúng là có lòng tin. Mặc dù không thể sử dụng tàn đao, nhưng móng vuốt chu tước cũng có thể thi triển ra bá đao thức, thậm chí là khai thiên thức. Chỉ cần lợi dụng quyền xáo áo giáp biến là có thể. Cho nên có tàn đao hay không, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng lớn. Thanh đồng tiểu tháp càng là để phụ trợ, trước hôm nay kỳ thật còn không có muốn dùng. Cho nên, Ngô Kình Thương không thể dùng trọng lực trận vực, mình lại hơi tăng cường linh văn, hẳn là có phần thắng. Người có lòng tin thì tốt, điều dưỡng cho tốt đi. Chúng ta ở chỗ này trông coi. Lâm Thiên Lộc không cần phải nhiều lời nữa, cứ thế mà ở bên cạnh trông coi, để tránh Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành dở trò quỷ. Khương Phàm đang muốn tiếp tục luyện hóa cửu chuyển linh nguyên đan, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về Bạch Nguyệt Túc Lão. Ngài có bảo bối tăng cường linh hồn hay không? Bất luận là Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, Đao Pháp, hay là Chu Tước Bác Thiên Thuật, đều có yêu cầu tương đối với linh hồn. Hôm nay đánh tới cuối cùng, liên tục phóng thú quyền suýt chút nữa đã chấn thương ý thức hải. Bạch Nguyệt nhìn hắn. Ngươi cần tăng cường linh hồn, không phải linh văn, thể chất. Khương Phàm nói. Ta vừa mới dùng đan dược có thể tăng cường linh văn, nếu như lại tăng cường linh hồn, trận quyết chiến ngày mai hẳn là càng có lòng tin. Ta có viên thuốc, vốn là chuẩn bị cho Tịch Nhan, nếu như ngươi thật cần. Bạch Nguyệt lấy ra một viên đan dược đen kịt từ trong nhẫn không gian. Đây là ma ngọc đan, có thể tăng cường linh hồn, hỗ trợ tạo dựng thức hải. Đối với hồn tu mà nói, quan trọng nhất không chỉ là linh lực hải dương, mà còn có thức hải. Tạo dựng thức hải. Khương Phàm thoáng cảm thấy kinh ngạc, thức hải của ta hình như là tự xuất hiện. Ta cố ý để trước khi Tịch Nhan tiến vào thất trọng thiên, giúp nàng tạo dựng hoàn chỉnh vững vàng thức hải. Tuy nhiên nếu ngươi cần, cho ngươi dùng trước, sau này ta lại làm cho nàng. Bạch Nguyệt từ trước tới giờ không tùy tiện tặng đồ cho người khác, nhưng đây là tình huống đặc biệt nên vẫn giao đan dược cho Khương Phàm. Tạ ơn tiền bối. Khương Phàm nhận lấy, mặc dù là tạo dựng thức hải, nhưng tương tự có thể dùng để tăng cường thức hải. Giờ khắc này, trong thánh điện của Chí Tôn Kim Thành tại Vương quốc Hắc Ám, Ngô Chính Hùng cũng tự mình đưa cho Ngô Kình Thương một viên đan dược quý giá. Kình Thương, đây là Long Cốt Đan.
có thể kích phát lực lượng bộc phát của ngươi, đồng thời kéo dài rất lâu, sau đó còn sẽ không để cho ngươi suy yếu. Ngô Kình Thương cảm giác mình bị coi thường. Ta không cần, hôm nay chỉ là ta chưa hiểu gì về Khương Phàm, chỉ là chủ quan mà thôi. Ngày mai tái chiến, nhất định có thể thắng. Hắn thua, nhưng lại rất oan uổng, hắn rõ ràng có thể phát huy càng tốt hơn nữa. Huống chi, nếu như lực lượng của mình đột nhiên tăng tới quá mạnh, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là hắn đã dùng thuốc, coi như thắng, cũng sẽ để lại danh tiếng xấu. Ngô Chính Hùng nghiêm túc cảnh cáo hắn. Người vẫn nên dùng thì tốt hơn, hỗn độn tử phủ đảm đương không nổi thất bại. Hỗn độn tử phủ cùng Chí Tôn Kim Thành và Vô Hồi Thánh Địa, đồng ý thiết chí võ hầu bảng mục đích chỉ là để cho bọn hắn chọn lựa chiến nô ưu tú, cũng không phải để bọn hắn làm người hầu cho người khác. Hỗn độn tử phủ là hoàng tộc cao ngạo, há có thể để một tên tiểu tử thánh địa thúc đẩy. Ngô Khuynh Thành cũng khuyên bảo. Ngũ ca, hay là huynh cất đi. Nếu như không dùng bây giờ, huynh miễn cưỡng đến trọng lực áp chế gấp trăm lần cũng không sinh ra được ảnh hưởng nghiêm trọng với Khương Phàm. 150 lần có thể áp chế Khương Phàm nghiêm trọng, nhưng gấp trăm lần, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Ngô Chính Hùng nói. Bây giờ không phải là thời điểm khoe khoang. Mà Vô Hồi Thánh Địa nơi đó cũng sẽ cung cấp cho Khương Phàm trợ giúp đặc biệt, để hắn trưởng thành ở một số vấn đề. Nếu như ngươi không trở nên mạnh mẽ, ngày mai chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ được. Ngô Kình Thương do dự mãi, rốt cuộc vẫn cầm lấy Long Cốt Đan. Tin tưởng ta, ngày mai ta nhất định có thể thắng. Ta tin tưởng Ngũ Ca. Ngô Khuynh Thành cổ vũ Ngô Kình Thương. Nàng cũng cảm thấy hôm nay Ngũ Ca bị thua rất oan uổng. Ngũ ca hoàn toàn có thể làm càng tốt hơn. Thời điểm bọn hắn hai bên đang yên lặng tu dưỡng tăng cường, bầu không khí tại Vương quốc Hắc Ám cũng vừa nóng, tất cả mọi người đang thảo luận về trận chiến ngày mai. Mọi người vẫn cứ đánh cược ở Đại Tự Tại Điện, nhưng rất nhiều nơi cũng mở ra trận cá cược của riêng mình, cược xem thắng bại ngày mai. Kịch chiến ngày hôm sau bộc phát đúng hẹn. Diễn võ trường lại cưỡng ép nhét vào 10 vạn người, người người nhốn nháo, chen chúc không chịu nổi. Nhưng cũng không đỡ nổi sự nhiệt tình của đám người. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đã cảm nhận được sự thay đổi của Khương Phàm và Ngô Kình Thương. Võ pháp của Khương Phàm rõ ràng đã tăng cường, lực lượng của Ngô Kình Thương cũng đã tăng lên đến kinh người. Hai người càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, đều sử xuất tất cả vốn liếng, tất cả đều là sát chiêu kinh khủng. Khương Phàm giống như là một mặt trời, vọt tới Ngô Kình Thương, toàn thân hừng hực cường quang. Thánh viêm như muốn chôn vùi cả đất trời này. Ngô Kình Thương chấn kích hai tay, giống như thiên thần đưa tay, tạo nên cỗ kinh khủng cương khí, kim quang tử khí bao quanh, bạo kích Khương Phàm. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt, như núi hồ biển động, oanh động khắp lôi tràng, chấn nhiếp khán đài. Toàn trường nổi lên tiếng reo hò như sóng triều dâng cao. Khương Phàm khoác Thái Dương chiến y, kích thích ra huyết khí toàn thân, tử chiến với Ngô Kình Thương. Nhưng bành! Ngô Kình Thương đã thiêu đốt huyết khí, lực lượng bộc phát lên đến 400.000 cực cảnh, tốc độ càng nhanh như thiểm điện, rắn chắc đánh vào ngực Khương Phàm. Chiến y vỡ vụn, huyết thủy vẩy ra. Thân thể Khương Phàm như muốn nổ tung, hắn kêu thảm bay ra ngoài. Ngô Kình Thương không có một khắc nào đình chỉ, hai cánh tử khí dương lên ngưng tụ lại thành hư ảnh kỳ lân uy nghiêm, đạp tan hư không, trấn áp Khương Phàm. Bước chân tấn mãnh. Trận pháp màu vàng nở rộ dưới chân, uy thế áp bách kinh khủng liên tục tăng vọt, giống như là từng tòa ma sơn va chạm vào nhau. Khương Phàm cưỡng ép ổn định, hai tay phát sáng, xé rách thiên khung, đón lấy uy thế kinh khủng lao thẳng đến Ngô Kình Thương. Ầm ầm, lại là một trận bạo động thảm liệt, đánh thẳng vào bình chướng, cũng kích thích bầu không khí toàn trường. Cục diện này, thế lực hoàn toàn ngang nhau. Mỗi người dựa vào ưu thế của bản thân. Người này cũng không làm gì được người kia. Mọi người nhìn đến dâng cả nhiệt huyết, cũng đều bắt đầu âm thầm chờ mong, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Giết! Ngô Kình Thương rơi xuống lôi đài, cuồng dã cất bước, lôi đài lay động, tử khí cuồn cuộn mãi không dứt. Giết! Khương Phàm gào lên, huyết chiến đến đây, chỉ có liều mạng. Hai người giống như là hai mảnh sao chổi đang đánh tới cùng một chỗ. Trong chớp mắt, Khương Phàm làm ra cử động không thể tưởng tượng nổi, hai cánh thánh viêm khép về, chặn lại được trước mặt, ngạnh kháng với bạo kích 400.000 cực cảnh khủng bố của Ngô Kình Thương. Hỏa vũ thật dày bao trùm lấy hai cánh, cũng ngưng tụ ra ba tầng hỏa tinh. Ầm ầm, trọng quyền vô địch,
dễ như trở bàn tay đánh đổ tầng tầng hỏa tinh, toàn bộ đều nổ tung, hỏa vũ thánh viêm vỡ vụn trong nháy mắt, cánh xương cũng bị đánh gãy. Không có bất kỳ lo lắng gì. Nắm đấm kinh khủng lấy tình thế phá diệt vạn vật, đánh vào trên lồng ngực Khương Phàm. Thái dương chiến y lắc lư kịch liệt, vỡ nát tại chỗ. Nắm đấm dội thẳng xương ngực Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, thân thể chợt muốn vỡ vụn. Không lấy móng vuốt chặn đánh, chỉ dựa vào võ pháp phòng ngự thân thể, đây không khác gì tự mình hại mình. Ngô Kình Thương rất bất ngờ, cũng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm. Vừa rồi, thời điểm nhìn thấy Khương Phàm ngưng tụ hỏa tinh ở bên ngoài hai cánh, hắn suy đoán có thể là Khương Phàm muốn phóng thích, chờ đợi cơ hội tập kích hắn, không nghĩ tới lại là dùng làm tấm thuẫn. Lúc xuyên qua hai cánh Khương Phàm, hắn suy đoán phía sau có thể là móng vuốt cứng rắn của Khương Phàm, kết quả lại không có cái gì, trực tiếp liền đánh tới ngực Khương Phàm. Khác thường đã là có vấn đề. Khẳng định có lừa dối. Khi Ngô Kình Thương giật mình nguy hiểm, trong chốc lát, hai tay Khương Phàm giấu ở phía dưới bỗng nhiên tấn công. Lấy Chu Tước Bác Thiên, một tay bóp lấy hai tay Ngô Kình Thương đang đánh vào lồng ngực mình, dùng thánh viêm thiêu đốt, lực lượng bạo kích, trong chớp mắt đã làm nổ nát vụn cổ tay. Cùng lúc đó, thân thể mượn nhờ lực lượng bạo kích, thuận thế ngửa ra sau, móng vuốt lập tức vung lên, đánh về phía khoang bụng Ngô Kình Thương. Trận va chạm kinh khủng, kịch biến trong chớp mắt, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Bên ngoài ai cũng không thấy rõ ràng là đang có tình huống gì, chỉ cảm thấy thánh viêm bạo động, mặt đất vỡ nát, uy lực và năng lượng so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, Khương Phàm, Ngô Kình Thương đều bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Toàn trường xôn xao, bất ngờ với biến cố. Ngực Khương Phàm rách dưới, máu thịt be bét, cơ hồ có thể nhìn thấy cả trái tim đang nhảy ở bên trong, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Hai tay Ngô Kình Thương lại vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Phần bụng máu thịt be bét, nội tạng vỡ vụn, cũng vô cùng thê thảm. Ngô Khuynh Thành, Liễu Như Yên dùng sức che miệng lại. Bọn người Lý Hoàng, Hứa Thiên Kỳ rung động, không tin nổi. Toàn trường chỉ có người có cảnh giới cao thâm mới rõ ràng bắt được va chạm trong nháy mắt, bọn họ đều chau mày, thầm nghĩ, thật tàn nhẫn. Đây quả thực là liều mạng. Nếu như lúc đó Khương Phàm bắt không được hai tay Ngô Kình Thương, tất nhiên sẽ bị bạo chết tại chỗ. Hai từ này tàn nhẫn với kẻ địch, còn ác hơn đối với mình. Khương Phàm, Ngô Kình Thương vừa ổn định liền hét lớn, ai cũng không hề chú ý tới thương thế, nhìn nhau là tức giận gào thét. Ngô Kình Thương cuồng dã trùng kích, tử khí cuồn cuộn, kỳ lân lại lần nữa thành hình, lần này, hắn không quan tâm đến mạng sống mà thả kim ngân toàn thân ra, quấn quanh hướng về phía tử khí kỳ lân. Giống, kỳ lân càng thêm chân thực, uy thế tràn ngập lôi tràng, chấn nhiếp đám người, toàn thân quấn quanh văn ấn màu vàng từ trên thân Ngô Kình Thương, tựa như là phù chú thần bí, càng có uy thế, càng khủng bố hơn. Một cỗ khí tức tràn ngập muốn đè sập lôi tràng. Kỳ lân thét dài, tiến tới phía Khương Phàm, mỗi một bước rơi xuống đều có sóng xung kích cùng sức mạnh chèn ép kinh khủng đang đánh về phía Khương Phàm, giống như sóng lớn cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Khương Phàm nắm chặt hai tay, ngưng tụ đao khí màu tím mênh mông, kích ra huyết khí toàn thân, đón kỳ lân vọt tới. Đao khí khuấy động xuất hiện giống như du long ra biển, bá khí đầy đồng, trùng kích kỳ lân. Nhưng, kỳ lân không chút huyền niệm nào đạp tan đao khí, tiếp tục đi về phía trước. Nhanh chóng tới gần Khương Phàm. Ngay sau đó, Khương Phàm đánh ra đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Đao khí mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, hòa với kim quang, quấn quanh huyết khí. Cuồng dã phách trảm kỳ lân. Bởi vì linh hồn đã được tăng cường, mỗi đao đều so với trước đó càng có uy thế hơn. Đao thứ tám, đao thứ chín. Khương Phàm hét to, toàn thân phồng lên, sụp ra vết nứt. Giống như một pho tượng đang nhận trọng kích, máu me đầm đìa. Đao thế hoành kích, xé rách trường không. Một đao đạt tới cực hạn mang đến cho toàn thân tác dụng phụ to lớn, nhưng uy lực cũng đã đạt tới trình độ khủng bố. Kỳ lân liên tục bị trùng kích, ngay đao thứ 9 đã bị vô tình xé mở. Tử khí nổ tung, đao khí cuồn cuộn, rung động toàn trường. Giống. Ngô Kình Thương gào lên, hắn đạp tan mặt đá trên lôi đài, đuổi giết Khương Phàm. Mặc dù kỳ lân đã bị hủy, nhưng Khương Phàm cũng đã nghiền ép tiềm lực, bị tổn thương nghiêm trọng, đây chính là thời điểm suy yếu nhất. Một kích chí mạng, ngay lúc này.
Nhưng, đao thứ 10, Khương Phàm mở lớn với đầy máu tươi, số lượng lớn mạch máu toàn thân đã vỡ nát, huyết thủy hòa với linh lực lao nhanh mãnh liệt đổ ra, một con chu tước đẫm máu theo thánh viêm thành hình, đao khí khủng bố bao quanh thuận thế đánh nát kỳ lân, cũng trực tiếp bổ về Ngô Kình Thương ở phía xa xa. Chính như hắn suy nghĩ, một kích chí mạng, ngay lúc này. Xong, trong lòng Ngô Kình Thương hơi hồi hộp một chút, hai tay giao về phía trước, điên cuồng phóng thích tử khí, ngừng tụ lại mênh mông hư ảnh. Giống như là một dãy núi, rừng rậm liên miên vô tận, chập trùng tung hoành, rung động lòng người, bàng bạc mạnh mẽ, vắt ngang trước mặt Ngô Kình Thương và Khương Phàm. Đây là phòng ngự mạnh nhất hắn có thể ngưng tụ ra trong thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng, đao khí vô địch đã chém vỡ nát núi cao, dễ như trở bàn tay, cuốn qua dãy núi. Hư ảnh chu tước vần quanh, sát uy cuồn cuộn, nhào về phía Ngô Kình Thương. Không! Bọn người Ngô Khuynh Thành bỗng nhiên biến sắc, tiếng hét thê lương. Oanh, rầm rầm rầm. Dãy núi tử khí vỡ nát, hóa thành cuồng phong vô tận, quét sạch lôi tràng. Chu tước hoàn quấn quanh đao cương, hai tay Ngô Kình Thương lại nổ tung, lồng ngực cũng vỡ nát, máu đổ đầy trời, đánh hắn bay ra ngoài 300 mét, sau khi hạ xuống đã liên tục nảy ngược, cuối cùng là va chạm vào bình chướng. Diễn võ trường vốn đang sôi trào đã lập tức an tĩnh. Mười vạn người nín thở định thần tiếp cận Ngô Kình Thương. Ngô Kình Thương gục ở chỗ này, toàn thân máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng ô ô quái dị, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng không những hai tay đã vỡ vụn, hài cốt cũng đã nát, thời khắc này hắn vô cùng chật vật và vô lực. Một bên khác, Khương Phàm đã vượt qua cực hạn, thân thể trọng thương khó mà tưởng tượng nổi, không chỉ có mạch máu vỡ vụn, hài cốt linh hồn đều bị hấp thu tiềm lực vô tận. Mượn tình thế phóng tới, chật vật nhào vào trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ lôi đài. Ngô Chính Hùng, Lâm Thiên Lộc bọn người liên tiếp đi ra khỏi xương phòng, đứng ở chỗ cao, nhíu mày chú ý. Diễn võ trường lâm vào an tĩnh và kiềm chế. Thời gian đều như đã đọng lại tại giờ khắc này. Đứng lên, đứng lên. Không biết là ai hô một tiếng, 100.000 người xem đều hô to lên. Đứng lên, đứng lên. Diễn võ trường chỉnh tề vang vọng la lên, đám người nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn hai người nằm nhoài trên lôi đài. Nếu ai có thể đứng lên, người đó chính là người thắng trận cuối cùng, người đó liền có thể có được danh võ hầu, trở thành võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc. Ám! Đứng lên đi! Ngô Khuynh Thành lo lắng vuốt mặt. Hàn Ngạo cũng kéo cuống họng hô to. Khương Phàm, tên chết tiệt nhà ngươi còn sống không, đứng lên cho ta! Trong xương phòng, cường giả các phương trao mày, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai người máu thịt be bét kia. Thực lực và tiềm lực của hai người này kỳ thật không kém nhau bao nhiêu, đánh đến bây giờ, càng quan trọng hơn chính là nghị lực. A, à, Ngô Kình Thương đột nhiên khàn giọng gào thét, thân thể rách dưới dãy giụa, cố gắng dùng hết sức lực toàn thân, trong ánh mắt kinh hô của vô số người, lảo đảo giơ nâng thân thể. Nhưng, không đợi đám người reo hò. Ngô Kình Thương lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi lại ngã xuống, lâm vào hôn mê. Bầu không khí lại an tĩnh lần nữa, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt chuyển hướng tới Khương Phàm ở bên kia. Khương Phàm run rẩy cuộn mình đứng người dậy, hai tay rách dưới cố gắng đè trên mặt đất, nhưng bây giờ hắn không động được. Sau khi thử lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng chỉ có thể dùng đầu chống đỡ mặt đất, gian nan ngồi dậy. Hắn mệt mỏi thở dốc một lát. Rồi lại nâng cái vuốt phía bên phải, run rẩy chống thân thể lên. Không đợi đứng vững, Khương Phàm lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa đã ngã quỵ. Rất nhiều người theo bản năng đều muốn bước theo về phía trước mấy bước. Khương Phàm lắc lư thật lâu, rốt cuộc cũng đã gian nan chống được thân thể dậy, hướng phía đài cao phất tay. Thắng! Hàn Ngạo lắc lư ánh mắt, điên giống như nhảy dựng lên. Thắng, thắng, thắng rồi! Mười vạn người hai mặt nhìn nhau, cũng ở giây tiếp theo đã ầm vang sôi trào. Thắng, võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám, Khương Phàm. Khương Phàm, Khương Phàm, võ hầu, võ hầu. Mười vạn người điên cuồng gào thét, nhiệt tình tăng vọt. Bọn hắn chứng kiến thiếu niên đỉnh phong chiến đấu. Bọn hắn chứng kiến võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám được sinh ra. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ không có nhìn lầm ngươi. Hướng Vãn Tình ngồi trong xương phòng lộ ra nụ cười yêu mị, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ cuốn lấy hàm răng, phong tình vạn trùng.
Nhìn tiềm lực Khương Phàm hiện ra bây giờ đến xem, chỉ sợ ba yêu cầu mình nói là thật đáng giá. Hắn thật đã có thể kiên trì tới cuối cùng. Thực lực của hắn và Ngô Kình Thương tương đương nhau, tuy nhiên Khương Phàm có hơn chính là ngoan khí, liều chết với Ngô Kình Thương. Cái tên võ hầu, thực chí danh quy, tuyên cáo sao? Đám người đại tự tại điện đều lần lượt gật đầu, mặc dù lần thi đấu khiêu chiến võ hầu này chỉ đánh không đến 30 trận, nhưng một trận so với một trận đều vô cùng đặc sắc, nhất là những trận chiến với Lý Hoàng, Hứa Thiên Kỳ, Ngô Kình Thương, có thể gọi là những trận chiến đỉnh phong. Võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám, đã ra đời. Hướng Vãn Tình tự mình đi ra khỏi xương phòng, muốn ở trước mặt mọi người tuyên cáo. Nhưng, còn chưa kết thúc, hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng đây không phải trận chiến cuối cùng. Ngô Khuynh Thành đột nhiên vọt tới trên lôi tràng, chỉ vào Khương Phàm nói. Ngô Khuynh Thành ta, khiêu chiến ngươi. Hỗn độn tử phủ cứ không thua nổi như vậy sao? Không phải hỗn độn tử phủ thua không nổi, mà là Ngô Khuynh Thành thua không nổi. Nàng và Khương Phàm có giao dịch chiến nô, Khương Phàm thắng, nàng liền xong rồi. Ngô Khuynh Thành thua không nổi. Hỗn độn tử phủ cũng thua không nổi, Chí Tôn Kim Thành càng thua không nổi, thi đấu khiêu chiến võ hầu còn chưa kết thúc. Mặc dù Khương Phàm thắng được rất đặc sắc, nhưng bây giờ Ngô Khuynh Thành khiêu chiến cũng không tính là làm trái quy tắc, đây cũng là chỗ tàn khốc của thi đấu khiêu chiến võ hầu. Khán đài lại náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, bọn hắn sợ hãi thán phục Khương Phàm, nhưng họ rốt cuộc vẫn chỉ là người xem, chính là đến xem náo nhiệt. Ưa thích náo nhiệt, càng ưa thích biến cố. Đúng vậy. Còn không có kết thúc. Hai mắt chiến Phật tỏa sáng, đúng vậy, Khương Phàm chỉ là thắng Ngô Kình Thương, nhưng dựa theo quy củ, hôm nay còn 9 trận đấu nữa. Nếu Khương Phàm đều đã bị đánh nửa sống nửa chết, bây giờ ai đăng tràng thì có thể thắng. Sau đó, Hứa Thiên Kỳ lên đài cuối cùng, chính là võ hầu. Đáng chết, tiện nghi cho Chí Tôn Kim Thành rồi. Rất nhiều người của hỗn độn tử phủ khẽ nhíu mày. Ngô Khuynh Thành có thể đánh bại Khương Phàm. Nhưng không thủ được lôi đài, Chí Tôn Kim Thành khẳng định sẽ phái người lên đài khiêu chiến. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Khương Phàm tiếp quản Bất Tử Thiên Bia, nhưng càng không nguyện ý bị Chí Tôn Kim Thành tiếp quản. Bởi vì hỗn độn tử phủ và Chí Tôn Kim Thành cùng thuộc về hoàng tộc, tình huống giữa nhau đều hiểu rất rõ, chờ ngày nào đó bọn họ thật cầm lấy Bất Tử Thiên Bia, bọn hắn không tiện cự tuyệt, cũng không tốt để làm qua loa. Cô muốn khiêu chiến ta? Khi Khương Phàm đang nói chuyện, mệt mỏi đưa vào trong miệng ba viên huyết đan. Đại Diệu Thiên Kinh nhanh chóng luyện hóa, dẫn dắt khí tức sinh mệnh minh mông chữa trị mạch máu rách dưới, tư dưỡng vết thương chồng chất trên da thịt. Ta cũng là người trên võ hầu bảng, ta có tư cách khiêu chiến. Ngô Khuynh Thành phóng thích lên minh mông tử khí, giống như là một con thú đang hung tợn tập trung vào Khương Phàm. Khương Phàm chậm chạp hoạt động hai tay đau đớn. Cảnh giới của ngươi chỉ là ngũ trọng thiên, khẳng định muốn khiêu chiến ta. Ngươi là kẻ sắp chết rồi, nhận lấy cái chết gì? Chờ một chút, chờ cái gì, chờ ngươi khôi phục, coi ta ngốc sao? Đại tự tại điện còn chưa có tuyên cáo bắt đầu đâu. Khương Phàm nhìn Hướng Vãn Tình trên đài cao, hô to. Ta tiếp tục tiếp chiến. Hướng Vãn Tình tự mình tuyên cáo. Trận chiến đầu tiên, Ngô Kình Thương thất bại. Trận chiến thứ hai, Ngô Khuynh Thành xin chiến, bắt đầu. Diễn võ trường lần nữa náo nhiệt. Thật muốn đánh sao? Hôm qua ta ở bên ngoài đánh cược Khương Phàm thắng, ta đã đặt toàn bộ gia tài rồi. Ngươi cược ai cũng vô dụng. Hôm qua tất cả thế lực bên ngoài đều mở đánh cược, đều chỉ có hai lựa chọn là Khương Phàm và Ngô Kình Thương. Ta nhìn cuối cùng đều tiện nghi cho Hứa Thiên Kỳ cả. Sắp bắt đầu rồi, phải xem Khương Phàm có thể dẫy dụa bao lâu. Trong lúc toàn trường đang náo nhiệt tiếng nghị luận, Ngô Khuynh Thành đã phóng tới phía Khương Phàm. Mang theo cuồn cuộn tử khí, nghiêm nghị quát lớn. Khương Phàm, người bị loại, bắt đầu từ hôm nay, người chính là chiến nô của hỗn độn tử phủ. Đừng vội chúc mừng, đánh thắng ta đi rồi lại nói. Thân thể Khương Phàm nhìn rất rách dưới, nhưng trong khí hải vẫn còn sót lại linh lực. Chu tước gáy to, toàn bộ kinh mạch đã được quán thông, mênh mông linh lực chạy thẳng tới Linh Văn. Linh Văn dẫn dắt thánh viêm màu vàng mãnh liệt phóng thích ra. Mặc dù quy mô có hạn, nhưng thu thập một kẻ linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thánh viêm lao nhanh, ngưng tụ thành rưỡi 10 khỏa hỏa tinh lóng lánh kim quang, phóng tới Ngô Khuynh Thành. Ngô Khuynh Thành bay lên, nhanh chóng tránh khỏi.
Nhưng toàn bộ 50 quả hỏa tinh đều được Linh Văn khống chế, liên tiếp bay lên không, nhanh chóng truy kích. Cao ngạo trước đó của ngươi đâu? Uy thế trước đó của ngươi đâu? Ngô Khuynh Thành hét lớn, khống chế hai cánh tử khí bay lượn với tốc độ cao nhất, nhưng để nàng ngoài ý muốn chính là, tốc độ hỏa tinh quá nhanh, rất nhanh đã vào tới xung quanh nàng, sau đó. Ầm ầm dẫn bạo. Ngô Khuynh Thành lập tức ngưng tụ võ pháp bảo vệ, nhưng, nàng đã hoàn toàn đánh giá thấp uy lực hỏa tinh. Trước đó ở dưới lôi đài nhìn người khác chống cự rất đơn giản, nhưng bọn hắn đều là thất trọng thiên, nàng chỉ là ngũ trọng thiên, hoàn toàn là hai vấn đề chênh lệch, nàng căn bản không chịu nổi. Liên tiếp bạo tạc kịch liệt, tử khí toàn thân Ngô Khuynh Thành trở nên hỗn loạn, kêu thảm rơi xuống mặt đất. Khương Phàm lại ngưng tụ lại 30 khỏa thánh viêm hỏa tinh, đánh qua Ngô Khuynh Thành. Còn chưa có kết thúc. Ngô Khuynh Thành cắn răng phóng tới, mạnh mẽ né tránh hỏa tinh. Uy lực thánh viêm xác thực rất mạnh, nhưng chỉ cần nàng có thể tới gần Khương Phàm, chỉ cần một quyền, là có thể đánh bay Khương Phàm ra ngoài. Hỏa tinh truy kích, cực kỳ linh hoạt, phóng lên chặn lại được ở phía trước. Ngô Khuynh Thành lập tức phóng thích tử khí bành trướng lên, ngưng tụ ra hai cánh, phóng lên tận trời, sử dụng hết toàn bộ lực lượng, tránh né hỏa tinh truy kích. Nàng ở phía trên chạy trốn, tinh thần khẩn trương cao độ, trái phải hữu đột, tránh né hỏa tinh, nhưng người bên ngoài lôi đài nhìn không được. Tràng diện này không giống với những gì chúng ta mong muốn. Ngô Khuynh Thành chẳng những không có làm Khương Phàm bị thương được, làm sao lại còn có cảm giác như đang bị Khương Phàm đùa nghịch. Ngô Thiên Đạo đột nhiên hô to. Khuynh Thành, nhanh nhận thua đi. Nhận thua, không thể nào. Ngô Khuynh Thành bị kích thích hỏa khí, nhất định phải hất hỏa tinh ra. Ngô Thiên Đạo vừa vội vừa giận. Ngươi nhanh nhận thua cho ta. Khương Phàm đang đùa ngươi. Chỉ bằng hắn, còn đùa nghịch không được ta. Chết tiệt, ngươi dừng lại. Nhận thua đi. Không thể nào. Đừng chạy, Khương Phàm đều đang khôi phục rất nhanh. Ngô Thiên Đạo tức giận đập bệ đá. Tên hỗn đản kia rõ ràng chính là mượn Ngô Khuynh Thành khiêu chiến kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội tu dưỡng. Cái gì? Ngô Khuynh Thành bỗng nhiên dừng lại, kết quả toàn bộ hỏa tinh ở xung quanh ầm vang dẫn bạo vào nàng. Ngô Khuynh Thành lần nữa kêu thảm rơi xuống. Khương Phàm liên tiếp dùng huyết đan, một viên lại một viên, hắn trêu đùa Ngô Khuynh Thành trong 2 phút đồng hồ ngắn ngủi, thời gian đó tựa như là đã nuốt 10 mấy con mãnh thú. Mênh mông khí tức sinh mệnh sôi trào tại toàn thân, phối hợp với đại diệu thiên kinh, thương thế đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lồng ngực, tứ chi, đều đã khôi phục. Ngô Khuynh Thành chật vật rằng co, sau khi thấy rõ ràng bộ dáng Khương Phàm, gương mặt nàng lập tức có phản ứng. Ngươi làm sao có thể? Khương Phàm cười lạnh. Tốc độ khôi phục của ta không thể kém hơn so với các ngươi bao nhiêu. Ngô Khuynh Thành vội vàng la lên. Ta nhận thua. Hướng Vãn Tình nói. Khuynh Thành cô nương, còn chưa có đánh xong, liền muốn nhận thua. Ta nhận thua, ngươi điếc sao, nhanh tuyên bố. Ngươi xác định. Ta xác định, ta vô cùng xác định. Ngô Khuynh Thành chạy đến bên lôi đài, nói với Ngô Thiên Đạo. Ngươi là thất trọng thiên, đổi ngươi lên. Ngô Thiên Đạo lập tức tiếp nhận lên đài. Ta xin chiến. Ta cũng xin chiến, ta lên. Chiến Phật đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén tiếp cận Khương Phàm trên lôi tràng. Ngươi lên. Ngô Thiên Đạo suy nghĩ, hay là lúc này để Chiến Phật lên đi, lại càng dễ áp chế Khương Phàm. Mà coi như mình lên đài thắng, Chiến Phật vẫn sẽ đăng tràng. Nếu không, ngươi lên. Phần thắng còn lớn hơn chút. Trong xương phòng Chí Tôn Kim Thành, có người nhìn về phía Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ thờ ơ, trước đó đã từng thua, coi như muốn thắng, cũng phải chờ Khương Phàm toàn thắng. Hắn đường đường là Chí Tôn Thánh Văn, khinh thường lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng như thế này. Hướng Vãn Tình nhìn tình huống Khương Phàm một chút. Trận chiến thứ 2, Ngô Khuynh Thành nhận thua, cuộc chiến thứ 3, Chiến Phật đăng tràng. Chiến Phật Hứa Như Lai bước nhanh xông lên đài diễn võ, ngưng tụ lại Phật tượng màu tím, nhìn Khương Phàm. Khương Phàm nhúc nhích hai tay, lần nữa triển khai cốt dực, liệt diễm bao quanh phóng lên tận trời. Khương Phàm, người không sẽ sống để đi khỏi đây đâu. Chiến Phật thôi động Phật tượng, phóng xuất ra mênh mông thủ ấn, đánh về phía không trung. Đánh thắng ta lại nói. Khương Phàm linh hoạt né tránh Phật ấn, nhanh chóng tung bay, nhưng lại không nghênh chiến. Chiến Phật tức giận,
liên tiếp phóng thích Phật ấn, nhưng tốc độ Khương Phàm quá nhanh, hai cánh tiếp tục giữ vững tại độ cao 200 mét. Chiến Phật, người đánh đi chứ. Ngô Khuynh Thành ở phía dưới nóng nảy liên tục gọi. Chiến Phật không phải là đối thủ. Rất nhiều cường giả âm thầm lắc đầu, rõ ràng Khương Phàm lại đang mượn trợ Chiến Phật để kéo dài thời gian, tranh thủ cho mình cơ hội khôi phục. Một khi Khương Phàm khôi phục, Chiến Phật thất bại. Chiến Phật cũng biết mục đích của Khương Phàm, cho nên hắn đã cùng Thánh Phật xung hợp, mượn nhờ lực lượng điên cuồng tấn công mạnh, nhưng tốc độ Khương Phàm khôi phục càng lúc càng nhanh, mấy đòn tấn công mãnh liệt đều bị hắn chống đỡ được. Sau 5 phút, Khương Phàm một chưởng đánh vỡ nát Chiến Phật thế công, từ trên trời giáng xuống, mặt ngoài da thịt đã không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì, khí thế cường thịnh, ánh mắt sắc bén. Nhận thua đi. Giọng Thánh Phật vang lên trong đầu Chiến Phật. Không thể nào. Chiến Phật khóa chặt Khương Phàm, chiến ý dâng cao. Hắn đã khôi phục. Hắn còn không có, chỉ là khôi phục bên ngoài mà thôi, thương thế bên trong còn rất nghiêm trọng. Chỉ cần hắn khôi phục hơn phân nửa đã có thể đánh bại ngươi. Đừng chấp nhất, không có cơ hội. Thánh Phật thở dài lắc đầu, an ủi Chiến Phật. Tiếp tục. Khương Phàm đưa tay, chỉ Chiến Phật Hứa Như Lai ở phía xa. Chiến Phật Hứa Như Lai sau một phen giãy giụa đã quay đầu nhìn phía xương phòng của Chí Tôn Kim Thành, chờ đợi Hứa Thiên Kỳ ra mặt tiếp nhận. Nhưng, Chí Tôn Kim Thành nơi đó rất an tĩnh. Tất cả mọi người trong xương phòng đang nhìn Hứa Thiên Kỳ, chờ đợi quyết định của hắn. Hứa Thiên Kỳ chậm rãi lắc đầu, thể hiện cự tuyệt. Hắn xác thực muốn thắng Khương Phàm, nhưng không phải bây giờ, mà là muốn chờ ngày hắn trở nên càng mạnh ấy, vào cái ngày hắn chân chính siêu việt hơn Khương Phàm đó. Hay hoặc là trong trường hợp khác, đường đường chính chính đánh bại Khương Phàm. Nếu ngươi là không lên, chúng ta sẽ phải giao Bất Tử Thiên Bia ra. Có vị trưởng giả nhắc nhở Hứa Thiên Kỳ, cũng không dám nói quá nghiêm khắc, dù sao Chí Tôn Thánh Văn của Hứa Thiên Kỳ đã chú định địa vị phi phàm trong tương lai, ai cũng không dám gây. Coi như hắn đạt được Bất Tử Thiên Bia, có thể chân chính hiệu lệnh Chí Tôn Kim Thành sao? Ngây thơ, nhận thua đi, Hứa Thiên Kỳ ta thua được. Hứa Thiên Kỳ thản nhiên khẽ nói. Đám người thể hiện khó xử, lại biết không có người nào mới có thể ép buộc Hứa Thiên Kỳ lên đài. Trên lôi đài, Hứa Như Lai đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không hề được xương phòng đáp lại, mà Khương Phàm vẫn còn đang kéo dài khôi phục, khí thế càng ngày càng mạnh, ánh mắt càng ngày càng sáng, tùy thời đều muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhận thua đi. Thánh Phật nhắc nhở lần nữa. Chiến Phật không cam lòng lại tức giận. Nhưng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ khiêu chiến. Ta nhận thua. Hướng Vãn Tình tự mình tuyên cáo kết quả. Cuộc chiến thứ ba, Chiến Phật Hứa Như Lai, thất bại. Tiếp theo, ai lên? Khương Phàm khiêu chiến toàn trường, chiến ý tăng vọt, ánh mắt sắc bén. Lên đi, nhanh lên đi, Khương Phàm còn chưa có khôi phục, hắn là đang hư trương thanh thế. Bọn ngu xuẩn các ngươi, hắn sắp trở thành võ hầu rồi. Nhanh đi, đều nhanh đi. Ngô Khuynh Thành lo lắng gào thét, chỉ là đầu bọn người Lý Hoàng đều rất thờ ơ, Chí Tôn Kim Thành cũng không có đáp lại. Hỗn độn tử phủ càng phái không ra cường giả thất trọng thiên có thể chống lên tràng diện, mà giờ phút này lại điều người từ bên ngoài cũng không kịp. 100.000 đôi mắt tình người này, lại nhìn người kia, biểu tình đều lộ ra quái dị. Mong đợi biến cố cứ như vậy mà kết thúc. Cái này không phải biến cố, đây đơn giản chính là trò cười. Nhưng bọn hắn cũng không khỏi không rung động, Khương Phàm đúng là cường hãn, không chỉ có thực lực kinh người, tốc độ khôi phục lại còn có thể vượt qua tử phủ truyền thừa. Chờ một lát nữa, nói không chừng liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Ai còn có thể đánh nữa đây? Hướng Vãn Tình đứng tại đài cao, tự mình tuyên cáo. Nếu như không có người nào lại lên đài khiêu chiến, lần thi đấu khiêu chiến võ hầu này sẽ kết thúc. Các cường giả võ hầu bảng vẫn trầm mặc. Xương phòng của Chí Tôn Kim Thành, hỗn độn tử phủ, cũng không có đáp lại. Kết thúc. Ngô Khuynh Thành ngồi liệt ở nơi đó, ánh mắt hoảng hốt, khó có thể tin. Kết thúc. Hàn Ngạo, Lý Dần, cùng bọn người Liễu Như Yên cũng đều có chút cảm giác hoảng hốt không cách nào nói rõ. Võ hầu đời đầu tiên, cứ như vậy ra đời. Lại là Khương Phàm. Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt đều trao đổi ánh mắt. Võ hầu đời đầu tiên tại Vương quốc Hắc Ám. Thuộc về Khương Phàm, thuộc về Vô Hồi Thánh Địa. Chẳng phải là mang ý nghĩa, Vô Hồi Thánh Địa có được quyền lợi tùy tiện chi phối hỗn độn tử phủ, Chí Tôn Kim Thành, thậm chí Đại Tự Tại Điện hay sao?
đây là nằm mơ sao? Nếu như thánh chủ biết tin tức này, Hướng Vãn Tình đã đợi lại đợi, sau khi liên tục xác nhận, lộ ra nụ cười sáng rỡ. Lần thi đấu khiêu chiến võ hầu này chính thức kết thúc, người thắng trận cuối cùng, Khương Phàm. Đài cao oanh minh, lan tràn ra tầng tầng cầu thang, từ chỗ cao một mực ngả vào diễn võ trường. Hướng Vãn Tình dẫm lên thềm đá, dáng dấp yểu điệu đi đến diễn võ trường, dáng người thướt tha, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, để mấy vạn nam tử toàn trường tim đập thình thịch, cũng làm cho vô số nữ tử ảm đạm phai mờ. Phần vận vị này, loại khí chất này, cái phong tình này, cho dù là thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân tịnh lệ cũng đều có mấy phần hâm mộ. Thi đấu khiêu chiến võ hầu, người thắng trận cuối cùng, Khương Phàm. Võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám, Khương Phàm. Hướng Vãn Tình đi đến lôi đài, tay ngọc thon thon nắm chặt cổ tay Khương Phàm, giơ lên cao cao, biểu hiện ra với toàn trường. Bầu không khí lại lập tức sôi trào trong nháy mắt, mặc dù vừa mới náo ra chút trò cười, nhưng cuối cùng Khương Phàm vẫn đứng vững, thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Võ hầu, võ hầu, võ hầu, Khương Phàm. Toàn trường reo hò, bầu không khí tăng vọt. Rốt cuộc Vương quốc Hắc Ám cũng sinh ra võ hầu đời đầu tiên. Đây cũng không phải là hư danh, đây mới thực sự là biểu tượng của thực lực, càng mang ý nghĩa quyền lợi. Hướng Vãn Tình tiếp tục tuyên bố trong bầu không khí cao vút này. Dựa theo quy củ thi đấu khiêu chiến võ hầu, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, Vô Hồi Thánh Địa, còn có Đại Tự Tại Điện, sẽ đưa cho Khương Phàm một khối bất tử thiên bia. Từ hôm nay trở đi, cho đến chết, Khương Phàm có thể vào bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ tình huống gì, bằng vào bất cứ một khối bất tử thiên bia nào. Hiệu lệnh chủ nhân đối ứng. Chủ nhân nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận bất tử thiên bia hiệu lệnh, cũng không tiếc bất cứ giá nào phối hợp bất kỳ yêu cầu gì của Khương Phàm. Nhưng, giới hạn chỉ một lần. Việc này, do Đại Tự Tại Điện chứng kiến, cũng nhắc nhở chấp hành. Vì để ngăn ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Đại Tự Tại Điện sẽ tặng cho Khương Phàm một kiện hồn khí đặc biệt, có thể bảo hộ linh hồn Khương Phàm, cũng có thể ghi chép lại thời điểm Khương Phàm gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà chết. Sẽ ghi lại hết thảy sự kiện phát sinh xung quanh hắn. Nếu như hồn khí ghi chép có liên quan với Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, thậm chí Vô Hồi Thánh Địa, Đại Tự Tại Điện sẽ tự mình chấp hành trừng trị. Hứa Vãn Tình vừa nói, đôi mắt sáng tỏ lại cường điệu nhìn về phía Hỗn Độn Tử Phủ, Đại Tự Tại Điện. Nói bóng gió, không cần mưu toan xử tử Khương Phàm đến giải trừ hạn chế của bất tử thiên bia. Bầu không khí thoáng trở nên quái dị. Mặc dù nghe rất phấn chấn lòng người, nhưng tế phẩm đó, rõ ràng Đại Tự Tại Điện đã mang theo vài phần cảnh cáo thậm chí uy hiếp. Đại Tự Tại Điện giám sát như thế nào, nếu như nhắc nhở, thì trừng trị như thế nào? Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành ở thế giới bên ngoài rất có thể đạt tới vấn đề hoàng tộc, đồng thời phân thuộc ở địa vực hoàn toàn khác, càng có được lực ảnh hưởng không thể lường được. Chẳng lẽ Đại Tự Tại Điện ở bên ngoài thế giới còn có thân phận càng đặc biệt hơn? Hướng Vãn Tình tiếp tục tuyên bố. Dựa theo giao dịch giữa Khương Phàm và Hỗn Độn Tử Phủ, từ hôm nay trở đi Ngu Khuynh Thành chính thức trở thành chiến nô của Khương Phàm, vĩnh viễn không được thay đổi. Để cam đoan hiệp nghị chủ nô tiếp tục hữu hiệu, Khương Phàm và Ngu Khuynh Thành sẽ ký kết linh hồn huyết khế tại Đại Tự Tại Điện. Sau này, chỉ cần một cái ý nghĩ của Khương Phàm, linh hồn Ngu Khuynh Thành liền sẽ nhận khống chế tương ứng, ví dụ như tra tấn, tước đoạt, thậm chí là biến mất. Sắc mặt Ngu Khuynh Thành đã trắng bệt, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía xương phòng Hỗn Độn Tử Phủ. Nhưng hai cường giả mặc huyết bào đã chạy tới trước mặt nàng, không đợi Hỗn Độn Tử Phủ làm ra phản ứng gì, đã cuốn nàng đi, biến mất không còn bóng dáng. Đáng chết! Ngu Thiên Đạo tức giận, nhưng không có xúc động. Căn cứ điều tra của bọn hắn, lúc trước Đại Tự Tại Điện đã bí mật điều tới rất nhiều cường giả, không tiếc mọi thứ duy trì trật tự thi đấu khiêu chiến võ hầu. Thời điểm này gây sự sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ chúng ta phải nhịn như thế? Trong xương phòng Hỗn Độn Tử Phủ, tất cả tộc nhân đều dùng sức nắm chặt nắm đấm. Bọn họ cũng đều biết Đại Tự Tại Điện không đơn giản, ở bên ngoài có lực ảnh hưởng kinh người, nhưng bọn hắn thực sự không cam tâm cứ bị khống chế như vậy. Dù là chỉ là cơ hội điều động một lần. Bọn hắn chính là hoàng tộc cao cao tại thượng, há có thể bị người khác sai xử. Lại còn là một tên tiểu tử thánh địa. Nhịn, Ngu Chính Hùng trầm giọng quát tháo. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, sau đó lại nghĩ biện pháp khác ứng phó. Hướng Vãn Tình nắm lấy Khương Phàm tay, cười nhẹ nhàng hỏi.
bây giờ đến phiên võ hầu chúng ta, có gì muốn nói hay không? Đại tự tại điện xác định có thể giám sát bọn hắn. Đương nhiên có thể. Nếu ta là bị bọn hắn giết chết thật, các ngươi xử lý như thế nào? Khương Phàm không chút khách khí mà hỏi một câu, để vô số người âm thầm nhếch miệng, ngươi thật là dám nói. Nghiêm trị. Làm sao nghiêm trị? Cái này chúng ta sẽ cùng các phương thương lượng, tóm lại là bọn hắn không chịu đựng nổi cái giá phải trả, ngươi cứ việc yên tâm. Sau khi ta có được tư cách võ hầu, có phải còn có tư cách tùy ý ra vào bí cảnh ba bên hay không? Đương nhiên. Vậy ta hôm nào đến Lạc Trì trọng địa ở vài ngày, nhìn xem có thể sống sót mà đi ra ngoài hay không? Khương Phàm nửa đùa nửa thật liếc nhìn xương phòng hỗn độn tử phủ. Ngươi cứ việc đi, ngươi là võ hầu đời đầu tiên, nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đấu khiêu chiến võ hầu sẽ liền không có chút ý nghĩa nào, đại tự tại điện chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn sự việc này xuất hiện. Hướng Vãn Tình cũng nhìn về xương phòng nơi xa. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra tia cảnh cáo. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Còn có cái gì muốn nói hay không? Không có, lúc trước ta cược chính ta thắng, nên đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo lĩnh khen thưởng. Khương Phàm phất phất tay với Hàn Ngạo. Đi, cùng đi. Đừng có gấp, ngươi còn phải cùng Ngô Khuynh Thành ký kết linh hồn huyết khế nữa. Hướng Vãn Tình mang theo Khương Phàm rời khỏi diễn võ trường chen chúc náo nhiệt, đi đến gian phòng xa hoa trên tầng cao nhất. Ngô Khuynh Thành nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, chỗ cổ tay bị đâm ra một lỗ lớn, máu chảy màu tím. Một vị lão ẩu tóc trắng xóa nhưng bộ dáng đẹp đẽ đang dẫn dắt máu tươi khắc họa ra khế ước đồ trận phức tạp. Sau khi vẽ xong, từ trong thân thể Ngô Khuynh Thành dẫn xuất ra một sợi hồn, dung nhập huyết khế, sau đó tiếp tục dẫn máu vẽ, sau khi hoàn thành lại lần nữa đưa hồn tia vào. Lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy, một lần lại một lần. Ta cần làm cái gì? Khương Phàm không có bất kỳ gì thương tiếc đối với Ngô Khuynh Thành, nữ tử này không chỉ ngang ngược càn rỡ, tâm trả thù còn rất nặng, nếu như không thể trực tiếp xử tử, cưỡng ép khống chế là lựa chọn tốt nhất. Nói không chừng còn có thể moi ra bí mật truyền thừa cùng tình huống cặn kẽ của hỗn độn tử phủ. Chờ sau khi huyết khế hoàn thành, người trực tiếp tiếp nhận là được. Hướng Vãn Tình ngồi trên giường êm, dáng người xinh đẹp mềm mại giống như không xương nghiêng người dựa vào đấy. Đôi mắt sáng như nước, quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mặt, không, bây giờ nên tính là thưởng thức. Không phụ kỳ vọng, hắn đã lấy được danh võ hầu. Toàn bộ hành trình biểu hiện đều vượt xa tưởng tượng, bất luận là tư thái, hay là thực lực, đều hài lòng đến cực điểm. Xem ra mình đến Vương quốc Hắc Ám là lựa chọn chính xác. Ta mặc kệ cô nhìn thấy cái gì từ trên người ta, còn xin giữ bí mật. Khương Phàm nghiêng mặt đánh giá nàng một chút. Dáng người linh lung chập trùng, độ cong nóng bỏng khiến cho huyết mạch người khác phải căng phồng. Muốn nhìn thì phải quang minh chính đại mà nhìn. Hướng Vãn Tình đưa chiếc lưỡi thơm tho cuốn qua môi đỏ, nụ cười đáng yêu chọc người. Khương Phàm tranh thủ thời gian lắc đầu, quay người đưa lưng về phía Hướng Vãn Tình. Nữ tử này thật sự là quá mê người, không thể nhìn nhiều được. Hướng Vãn Tình khanh khách cười khẽ. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ba điều kiện, ta có thể giữ bí mật. Tuy nhiên, ngược lại là ngươi nên lo lắng Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Vì sao? Thế cục Vương quốc Hắc Ám so với những gì ngươi thấy đều phức tạp hơn nhiều, ngư lòng hỗn tạp, giả dối quỷ quyệt. Nhìn thì thấy mạnh, chưa hẳn mạnh thật, nhìn như điệu thấp, chưa hẳn thật vô hại. Nguyệt Hoa Thiên Bảo có thể ở Vương quốc Hắc Ám này hoàn toàn không cho ba bên chủ nhân mặt mũi, giữ vững quy củ giao dịch của mình, ngươi cảm giác là bọn hắn thái độ cường ngạnh, hay là có thực lực chấn được. Bọn hắn không đơn giản, nhưng có liên can gì với ta? Bởi vì bọn hắn muốn tiếp cận ngươi. M. Minh Mộc. Nếu như chỉ là bởi vì M. Minh Mộc, bọn hắn không cần thiết mời thánh thú trấn giáo đến nơi này. Thánh thú gì? Khương Phàm quay đầu nhìn về phía Hướng Vãn Tình. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, bị bọn hắn tiếp cận không phải là chuyện tốt gì. Hướng Vãn Tình nháy mắt với Khương Phàm, một nụ cười ở giữa sự xinh đẹp kia. Để Khương Phàm suýt chút nữa luân hãm. Khương Phàm liền vội vàng lắc đầu. Ta còn nhỏ, cô đừng như vậy với ta. Sao? Hướng Vãn Tình khẽ giật mình, hé miệng yêu kiều cười. Không nhỏ, đều rất nảy nở. Còn kém xa lắm. Khanh khách. Hướng Vãn Tình bỗng nhiên đứng dậy, dáng dấp yểu điệu đi tới gần Khương Phàm. Có muốn,
thử một chút hay không? Toàn thân Khương Phàm suýt chút nữa đã bị tóm lại, quay đầu chạy ra bên ngoài. Ta chờ một lúc nữa lại đến. Được rồi. Lão ẩu bên giường đã hoàn thành bố trí, dẫn dắt huyết khế đi tới Khương Phàm. 99 tầng huyết khế, một khi ký kết, đến chết mới thôi. Từ nay về sau, linh hồn Ngô Khuynh Thành hoàn toàn thuộc về ngươi. Còn có thể khống chế tới trình độ nào, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Huyết khế màu tím trôi nổi trên bầu trời, huyết khí bừng bừng, hồn khí quanh quẩn, bất luận là tạo hình hay là trạng thái, đều vô cùng quỷ dị. Tựa như là lít nha lít nhít xiềng xích màu máu, giam cầm một linh hồn đang giãy giụa. Nhắm mắt lại, lặng lặng cảm nhận. Lão nhân dẫn dắt huyết khế, đặt tại ngực Khương Phàm. Huyết khế cuồn cuộn, bao quanh cái bóng mờ kia, va vào thân thể Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, máu tươi trong chốc lát mất khống chế, khó chịu không nói ra được, từng tia hồn quấn về linh hồn Khương Phàm, rất mỏng manh, lại quấn vô cùng chặt chẽ. À! Ngô Khuynh Thành đột nhiên đau đớn thét lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Khương Phàm nhắm mắt lại, nhếch miệng lên một đường cong. Hồn tia cuốn lấy linh hồn của hắn. Bên trong ý thức hải vậy mà lại xuất hiện hồn ảnh của Ngô Khuynh Thành, bị xiềng xích màu máu giam cầm, quỳ ở nơi đó. Lão nhân giới thiệu nói, ý thức của người khống chế có thể quyết định cảm nhận của nàng, thậm chí có thể khống chế một ít tư tưởng, hành động của nàng. Nếu như người bị hãm hại mà chết, nàng cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Khương Phàm mở mắt ra, nhìn về phía Ngô Khuynh Thành trên giường, trong ý thức hải, hồn ảnh kia tựa như là ý thức của Ngô Khuynh Thành. Hắn có thể thông qua nó rõ ràng cảm nhận được tư tưởng, cảm xúc của Ngô Khuynh Thành. Cảm giác này, thật kỳ diệu. Ngô Khuynh Thành hoảng sợ nhìn về hướng Khương Phàm. Khương Phàm cười. Khuynh Thành cô nương, hy vọng chúng ta có thể chung đụng vui sướng. Các ngươi đã làm gì ta? Ngô Khuynh Thành run rẩy, có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của mình, thật giống như linh hồn, ý thức, thậm chí thân thể mình, đều mở ra trước Khương Phàm. Sợ hãi, tuyệt vọng, giá lạnh. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng cười với Ngô Khuynh Thành. Từ nay về sau, ngươi là người Khương Phàm, tất cả. Đều là. Các ngươi chết không yên lành. Ánh mắt Ngô Khuynh Thành lắc lư, tuyệt vọng rung động mà nói. Hỗn độn tử phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Khương Phàm rời khỏi không bao lâu, Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt cũng đi đến tầng cao nhất, tìm được Hướng Vãn Tình. Hướng Điện Chủ. Người hình như cảm thấy rất hứng thú đối với Khương Phàm của chúng ta. Sau khi Lâm Thiên Lộc ngồi xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn đến khi Vãn Tình, không lọt vào khí chất yêu hồn mị thần mê người kia. Lâm Túc Lão, ta không nên cảm thấy hứng thú đối với Khương Phàm sao? Hay là ngươi không biết vì sao ta cảm thấy hứng thú với Khương Phàm? Hướng Vãn Tình mềm mại cười yếu ớt, trong ngực nằm sấp một tiểu hồ ly như bạch ngọc thuần mỹ. Tiểu hồ ly thoải mái nằm đấy. Chỉ là đôi mắt ngẫu nhiên nhấc lên kia lại hiện ra huyết quang lạnh lẽo, quét về phía Bạch Nguyệt khô gầy như quỷ. Tâm tư Hướng Vãn Tình ngươi, lão phu đoán không ra. Lâm Thiên Lộc ngữ khí âm trầm. Ngươi không phải đoán không ra, các ngươi là căn bản không rõ ràng Vô Hồi Thánh Địa đã nuôi được một người thế nào. Mặc kệ Vô Hồi Thánh Địa nuôi cái gì, đều là chuyện của chính chúng ta, không có liên quan gì với Đại Tự Tại Điện. Vô Hồi Thánh Địa, Hỗn Độn Tử Phủ. Chí Tôn Kim Thành, cùng Đại Tự Tại Điện trước đó đã từng có ước định. Các ngươi không thể nhúng tay vào việc chúng ta khống chế đối với Vương quốc Hắc Ám, chúng ta sẽ không quản vận doanh các ngươi. Nhưng lần này thi đấu khiêu chiến võ hầu, người cường thế như thế, tựa hồ có chút trái với ước định. Ta không có trái với ước định, đều là nghiêm ngặt dựa theo hiệp nghị võ hầu mà thi hành. Những năm gần đây, Đại Tự Tại Điện trước sau giúp ba bên các ngươi khống chế 13 vị siêu cấp chiến nô. Cũng giúp các ngươi dọn dẹp các loại phiền phức sau đó. Chúng ta có nói cái gì sao? Không có chứ. Lần này võ hầu dựa theo quy củ sinh ra, các ngươi đương nhiên cũng hẳn là nên phối hợp với chúng ta. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng, một cái nhăn mày, một nụ cười phong tình vạn trùng, không sợ Lâm Thiên Lộc cường thế chút nào. Con ngươi của Bạch Nguyệt âm trầm giá lạnh. Ngươi vận doanh võ hầu của ngươi, nhưng đừng lại tiếp xúc với Khương Phàm. Hướng Vãn Tình nhìn hai vị, bỗng nhiên đứng dậy. Ta rất hiếu kỳ, nếu các ngươi không hiểu rõ gì với Khương Phàm, vì sao lại có thể cho phép hắn tham gia thi đấu khiêu chiến võ hầu? Các ngươi không sợ hắn thật trở thành chiến nô?
ta không nhìn lầm, đại hoang phần thiên ấn, đã bị hắn dung hợp. Hướng Vãn Tình, Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt bỗng nhiên quát lên. Rốt cuộc ngươi vẫn nhìn trộm trên giường của Vô Hồi Thánh Địa X. Đừng kích động, ta không có hứng thú gì đối với đại hoang ấn của các ngươi, ta cảm thấy hứng thú chính là Khương Phàm. Trả lời ta, các ngươi bỏ mặc Khương Phàm tiếp nhận võ hầu khiêu chiến, liền không sợ làm mất hắn sao? Vô Hồi Thánh Địa làm việc, không cần phải giải thích với ngươi. Hôm nay tới đây là muốn cảnh cáo ngươi, không được đụng tới Khương Phàm. Nếu không thánh chủ sẽ đích thân tới Vương quốc Hắc Ám, gặp lại Hướng Vãn Tình ngươi. Nàng rất coi trọng Khương Phàm, là bởi vì đại hoang phần thiên ấn, hay là bởi vì thân phận khác của hắn? Thân phận khác gì? Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt đang muốn đứng dậy rời khỏi, cũng đều đứng vững. Ta đoán các ngươi cũng không biết, lão nữ tử thánh địa các ngươi kia, hẳn là cũng không biết. Hướng Vãn Tình lộ ra nụ cười yêu mị, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bạch ngọc hồ ly trong ngực, nhu hòa thì thầm. Khương Phàm, ta và muội muội chắc chắn phải có được. Nguyệt Hoa Thiên bảo, Nghị công tử, chúc mừng, thiếu niên chí tôn, thực chí danh quy, ta là Đông Hoàng Thánh Kiệt, tổng phụ trách của Nguyệt Hoa Thiên bảo. Đông Hoàng Thánh Kiệt tự mình chạy đến tiếp đãi Khương Phàm và Hàn Ngạo. Nay bên trong Thiên Nguyệt Hoa Thiên bảo rất quạnh quẽ, đa số mọi người vẫn còn ở Đại Tự Tại Điện náo nhiệt. Nghị công tử, tự giới thiệu mình một chút, Đông Hoàng Như Yên. Liễu Như Yên tinh tế mảnh mai, khiến người ta nhìn thấy mà yêu. Con mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào, lại cho người ta tinh thần phấn chấn như thanh xuân tươi mát. Chúng ta là để lĩnh thưởng, thuận tiện, hỏi về tài liệu luyện chế 20 bộ tam phẩm tử lân dược ta muốn, đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Ngạo đi theo phía sau Khương Phàm, còn có cả Ngô Khuynh Thành cao hơn 3 mét mang theo vẻ mặt hốt hoảng. Đông Hoàng Thánh Kiệt xưa nay nghiêm túc lại lạnh lùng, hôm nay lại lộ ra nụ cười khó có được. Đều đã thay ngươi luyện chế thành tử lân dực, ngươi yên tâm, đều là tam phẩm đẳng cấp. Ngài quá khách khí. Khương Phàm cười, đây cũng là bớt đi phiền phức. Đông Hoàng Thánh Kiệt ra hiệu bọn thị vệ đem 20 cái hộp gỗ đẹp đẽ tới, nhìn tận mắt Khương Phàm thu bọn nó vào thanh đồng tiểu tháp. Đông Hoàng Như Yên chú ý đến thanh đồng tiểu tháp của Khương Phàm. Đây chính là Thái Cổ Thông Thiên Tháp trong truyền thuyết. Gia hỏa này hẳn còn chưa biết bí mật của nó, nếu không thì không thể nào tùy tiện dùng để chở đồ. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi mà. Bọn hắn đau khổ tìm kiếm trong thời gian vô tận như thế cũng đều không tìm tới. Vậy mà gia hỏa này không hiểu gì lại liền nhặt được. Thanh đồng tiểu tháp trên cổ ngươi thật có ý tứ, bán không? Đông Hoàng Như Yên không để ý Đông Hoàng Thánh Kiệt nhắc nhở trước đó. Nhịn không được mà hỏi một câu. Khương Phàm nhét thanh đồng tiểu tháp vào trong cổ áo. Ta đây có cái bệnh, đồ đến tay chỉ đưa không bán. Đưa ta thôi, ta cũng đưa ngươi lại bảo bối. Ta chỉ đưa cho bằng hữu. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Được rồi, hay là xem ta tìm phần thưởng trước. Đông Hoàng Như Yên hờn dỗi. Ngươi đây là có thái độ gì, linh văn cùng địa vị của bản cô nương còn chưa đủ làm bằng hữu với ngươi. Đông Hoàng Thánh Kiệt đưa tay mời. Thích gì cứ lấy, điều kiện giao dịch do Đại Tự Tại Điện phụ trách hoàn thành. Có hay không đồ loại hình thánh hỏa? So với một ít vũ khí pháp bảo, Khương Phàm vẫn càng tin tưởng thân thể mình hơn, đây là thứ mà không có ai đoạt đi được. Mà muốn tiếp tục tăng cường thực lực, biện pháp tốt nhất chính là thăng hoa linh văn, mau sớm tăng lên tới chí tôn thánh văn. Hình như không có người nào giao dịch qua thánh viêm tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Tương tự thì sao? Tương tự, để ta ngẫm lại. Đông Hoàng Thánh Kiệt cười thầm trong lòng, hắn đang đau đầu làm sao dựa theo Hoàng Kim Dương yêu cầu đề cử hỏa vũ cho Khương Phàm, vậy mà Khương Phàm lại chủ động hỏi tới. Nếu như không có coi như xong, ta đi xem cái khác. Thật là có một thứ tương tự. Cái gì? Ước chừng vào 10 năm trước, cụ thể thì quên rồi. Có người từng ở chỗ này để lại một cây hỏa vũ thần kỳ. Còn treo ra điều kiện giao dịch rất đặc biệt. Chỉ là từ sau đó, người kia vẫn không có xuất hiện qua, hỏa vũ vẫn một mực ở lại Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Đông Hoàng Thánh Kiệt xảo diệu che giấu. Hỏa vũ? Trùng hợp như vậy sao? Khương Phàm chấn động trong lòng, lại tranh thủ thời gian ổn định cảm xúc, bình tĩnh lại sau đó tự nhiên hỏi. Hỏa vũ có cái gì đặc biệt sao? Thật vất vả mới có thể để cho Đại Tự Tại Điện thay ta giao dịch một lần. Ta cũng không muốn tùy tiện làm dùng đồ không ra gì.
hỏa vũ xác thực rất đặc biệt. Nó tựa như là một con mãnh cầm còn sống, vô cùng nóng nảy, liệt diễm mạnh mẽ, chúng ta không thể không dùng tầng 3 phong ấn chấn áp lại. Cho tới bây giờ, sợi hỏa vũ táo bạo cùng liệt diễm kia đều chưa từng đình chỉ qua. Nếu như ngươi muốn thánh viêm, nó hẳn là có thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Đông Hoàng Thánh Kiệt cẩn thận khống chế lý do thoái thác, để tránh cho Khương Phàm hoài nghi. Hỏa vũ có điều kiện giao dịch gì? Để Nguyệt Hoa Thiên Bảo chứng kiến dung hợp. Nếu như có thể dung hợp, hỏa vũ trực tiếp về người đó, nếu như không thể nào dung hợp. Thế nào? Chết! Các ngươi còn nhớ rõ là ai để lại không? Khương Phàm rất vui mừng có thể ở chỗ này gặp được hỏa vũ, nhưng hỏa vũ xuất hiện, mang ý nghĩa chủ nhân đã chết. Ai lại sẽ mang theo hỏa vũ đến nơi đây giao dịch, mục đích giao dịch thật sự lại là gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt lắc đầu nói. Nguyệt Hoa Thiên Bảo từ trước tới giờ không công khai thân phận người giao dịch, đây là quy củ. Có thể mang cho ta nhìn không? Ngươi khẳng định muốn cái này. Ta muốn nhìn thấy. Đi theo ta. Đông Hoàng Thánh Kiệt biểu hiện rất bình thường, không có để cho Khương Phàm hoài nghi. Đông Hoàng Như Yên lại cẩn thận quan sát đến biểu hiện của Khương Phàm, lưu ý xem có vấn đề gì không. Bọn hắn đi đến bảo điện tầng thứ 6. Rộng rãi trong đại điện, gian hàng lẻ tẻ trưng bày hơn 20 chỗ giao dịch. Nơi này đều là giao dịch cao cấp, mỗi gian hàng đều bố trí cấm chế, cũng có cường giả tự mình trấn thủ. Đông Hoàng Thánh Kiệt phất tay ra hiệu. Đều lui ra đi. Những người trấn thủ trước các gian hàng đều rời khỏi, ngay cả thị vệ sau lưng Đông Hoàng Thánh Kiệt cũng đều lui ra, chỉ để lại Đông Hoàng Như Yên bồi tiếp. Hàn Ngạo kỳ quái nhìn Đông Hoàng Như Yên. Vì sao ngươi cứ luôn nhìn chằm chằm Khương Phàm? Đông Hoàng Như Yên cười khẽ. Ta thích nam tử anh Tuấn. Hắn anh Tuấn, hắn là nam tử, hắn nhiều lắm là một nam hài. Trong lòng ta, hắn chính là nam tử, so với người cao lớn hơn, so với người uy vũ hơn, không phục sao. Ngươi làm võ hầu đi, ta cũng sẽ nhìn ngươi như vậy. Hoa Si, Hàn Ngạo im lặng lắc đầu. Chính là nơi này. Đông Hoàng Thánh Kiệt mang theo Khương Phàm đi đến gian hàng trong góc. Gian hàng bị bố trí tầng 3 cấm chế, ngăn cách liệt diễm táo bạo cuồn cuộn bên trong. Liệt diễm hiện ra màu xanh thẳm, hung mãnh cuồn cuộn, giống như là cuồng phong dâng trào dưới sóng biển. Cây hỏa vũ bên trong kia giống như có linh hồn hỏa điểu, gần như đang điên cuồng đụng chạm, muốn từ bên trong lao ra. Khương Phàm nhìn ánh sáng màu xanh lam vần quanh quang vũ màu vàng, có thể xác định chính là chủng loại hắn muốn kia. Kỳ lạ là hắn lại không cảm giác được bất kỳ liên hệ nào, chẳng lẽ là do cấm chế. Nhưng, nghi vấn lại đang nổi lên trong đầu. Ai sẽ đem hỏa vũ giao cho nơi này? Là chủ nhân sát hại hỏa vũ, hay là bằng hữu của hỏa vũ? Giao cho nơi này là đang chờ đợi người nào, hay là có mục đích khác? Khương Phàm chợt nhớ tới Hướng Vãn Tình đã từng cảnh cáo, cẩn thận Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía Đông Hoàng Thánh Kiệt ở bên cạnh. Đông Hoàng Thánh Kiệt đang cẩn thận quan sát vẻ mặt Khương Phàm, lúc đụng vào ánh mắt của hắn theo bản năng có chút trốn tránh, vội vàng hỏi. Liệt diễm 10 năm bất diệt không giảm, có phải rất thần kỳ hay không? Nghị công tử muốn thử xem không? Nếu ta dung hợp không được, chẳng phải là phải chết rồi. Khương Phàm rất muốn dung hợp hỏa vũ tìm kiếm đến tột cùng, nhưng luôn cảm thấy có gì đó rất cổ quái. Nghị công tử không cần lo lắng, lúc trước người giao dịch chỉ sợ gặp phải ngoài ý muốn. Dựa theo quy củ Nguyệt Hoa Thiên Bảo, bất kỳ vật phẩm gì giao dịch vượt qua 3 năm sẽ không có giao dịch nữa. Liền sẽ cân nhắc triệt hạ, trừ phi chủ nhân lại xuất hiện kéo lên giao dịch, nếu không thì cần tự mình mang đi. Nếu như chủ nhân sau khi giao dịch lại bỏ 3 năm còn chưa tới nhận, vậy sẽ được coi là bảo vật riêng của Nguyệt Hoa Thiên. Cây hỏa vũ đã ở chỗ này chừng 10 năm, đã thuộc về Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Nếu như Nghị công tử thật có hứng thú, bây giờ liền có thể thử một chút, được hay không được, cũng không tính là khen thưởng ngươi nhận lấy. Khương Phàm lắc đầu. Thôi được rồi. Để ta xem cái khác đi. Đông Hoàng Thánh Kiệt và Đông Hoàng Như Yên trao đổi ánh mắt, lặng lẽ ra hiệu. Đông Hoàng Như Yên nói. Đừng thấy nó táo bạo, kỳ thật năng lượng cũng đã tiêu hao đi ít nhiều rồi, ngươi liền thử một chút đi, nếu quả như thật có thể dung hợp, nói không chừng có thể mang đến cơ duyên gì đó. Vẫn là thôi đi, ta xem những thứ khác một chút. Khương Phàm quay người đi ra, chuyển tới gian hàng giao dịch khác. Đông Hoàng Như Yên còn muốn nói điều gì,
lại bị Đông Hoàng Thánh Kiệt ngăn lại. Sinh tử ngâm. Khương Phàm đi đến gian hàng bên cạnh. Lưu ly bên trong bình chướng lẳng lặng nằm một linh đang điêu khắc tạo hình. Linh đang chợt nhìn rất bình thường, nhưng cẩn thận quan sát lại cảm giác không phải đơn giản như vậy. Do ở bên trong, kéo dài xoay quanh, bên trong giống như là lỗ đen, không có điểm cuối cùng. Đông Hoàng Thánh Kiệt đi tới. Đó là đồ bảo mệnh, gặp được thời điểm nguy hiểm, chỉ cần thức tỉnh linh đang liền có thể di chuyển ngươi trong nháy mắt. Di chuyển bao xa? Khương Phàm nhìn linh đang, càng xem càng cảm thấy thứ này rất quỷ dị. Nếu quả thật muốn nói khoảng cách, vậy thì thật là xa vô hạn. Bởi vì đó là khoảng cách sinh cùng tử, là khoảng cách chân thật với thế giới và địa ngục u minh. Có ý gì? Linh đang có thể trong nháy mắt kéo ngươi vào vùng đất cửu u giá lạnh, nhưng có thể trở về hay không, phải xem vận khí. Nếu như vận khí tốt, linh đang có thể ném ngươi trở về. Về phần ném tới nơi nào, trong lúc này lại có bao nhiêu chênh lệch thời gian, cũng phải nhìn vận khí. Linh đang này cụ thể là ai chế tạo thì cũng không có ai biết, nhưng chủ nhân có được nó 10 người thì có 8 người vĩnh viễn không về được. Hai người trở về cái kia, một là sau mấy tháng xuất hiện ở vài trăm dặm, một là sau mười mấy năm, xuất hiện tại chỗ ban đầu. Kế tiếp, Hàn Ngạo quay người liền muốn rời khỏi, Khương Phàm vẫn đứng ở tại chỗ. Ngươi muốn cái này. Hàn Ngạo nhíu mày nhìn Khương Phàm, cái thứ này là vật bảo mệnh. Cái này là thứ gây mất mạng thì đúng hơn. Lúc người khác buộc ngươi đến tuyệt cảnh, ngươi giày vò hai lần nói không chừng còn có hy vọng. Cái thứ này dùng một lát, trực tiếp xuống địa ngục. Người đây cũng là bớt đi kẻ địch phiền phức. Nếu như Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ muốn giết chết ta, khẳng định sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, sẽ không để lại cho ta một tia cơ hội nào. Thật đến lúc đó, bất kỳ đồ bảo mệnh gì cũng đều vô dụng, nhưng một ít thứ cực mệnh cổ quái cực đoan, nói không chừng còn có thể tranh thủ được cơ hội. Khương Phàm càng xem càng cảm thấy linh đang cổ quái, nhưng cũng càng nghĩ càng thấy lấy linh đang khá hữu dụng. Thứ này có thể không cần, nhưng không thể không có, nói không chừng lúc nào đó liền gặp. Đông Hoàng Như Yên cười nói. Không nên nghĩ Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành tà ác như vậy, cũng đừng nghĩ Đại Tự Tại Điện đơn giản như vậy. Ngươi là võ hầu đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám, các phương đều sẽ dựng nên lên điển hình, nhất là Đại Tự Tại Điện, sẽ không tiếc mọi thứ bảo vệ ngươi. Bởi vì bảo vệ ngươi, chính là bảo vệ võ hầu bảng, bảo vệ mặt mũi Đại Tự Tại Điện. Ta không tin người khác, ta chỉ tin tưởng mình ta. Sinh tử ngâm, ta muốn nó. Khương Phàm đã chọn được bảo bối cho mình. Đông Hoàng Thánh Kiệt lắc đầu, rất không hy vọng Khương Phàm dùng thứ này. Chẳng may thật bị kéo đến địa ngục thật, nói không chừng cũng không về được. Bọn hắn còn có rất nhiều bí mật muốn điều tra Khương Phàm. Nhưng Khương Phàm rất kiên trì, hắn chỉ có thể mở cấm chế lên, giao linh đang cho Khương Phàm. Chỉ cần ngậm nó trong miệng. Nó sẽ tự dung nhập vào trái tim của ngươi. Lúc bình thường, ngươi không cảm giác được nó đang tồn tại, cũng không gọi tỉnh nó được. Chỉ có lúc khi ngươi ở vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, huyết dịch toàn thân sẽ tăng tốc di chuyển, tần số trái tim nhảy lên cao, linh đang mới có thể thức tỉnh. Nếu như ngươi cự tuyệt, nó sẽ tiếp tục yên lặng. Nếu như ngươi muốn bắt đầu dùng, nó sẽ mang ngươi rời khỏi. Khương Phàm ném linh đang vào trong miệng, chần chờ nuốt xuống. Linh đang rất lạnh, không phải loại lạnh buốt kia, mà là lạnh âm hàn. Khương Phàm ngăn không được mà dùng mình một cái, cứ như vậy, trong nháy mắt, linh đang đã xuất hiện ở trong trái tim. Thật giống như là hoàn toàn không tồn tại, không cẩn thận cảm nhận, cái gì đều không phát hiện được, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến máu chảy trong tim. Có bệnh thật. Hàn Ngạo lắc đầu, tiếp tục lựa chọn bảo bối cho mình. Tiền bối, ngài hiểu rõ về linh đang này không? Khương Phàm bồi tiếp Hàn Ngạo chọn lựa, cũng hỏi Đan Hoàng. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Đây không phải thứ ở thời đại chúng ta, nhưng thứ này xác thực rất tà tính, có thể không cần thì tận lực không cần. Lo trước khỏi họa, càng là cực đoan càng là đồ cổ quái, tại thời điểm đặc biệt càng là có thể bảo mệnh. Khương Phàm chưa từng coi võ hầu là vinh quang thật sự, loại xưng hào này nhìn thì rất uy phong, nhưng cũng chạm tới tôn nghiêm của hai đại hoàng tộc. Làm không tốt liền sẽ bí mật xử tử hắn. Hàn Ngạo đi lòng vòng, thật đúng là đã tìm tới bảo bối hắn ngưỡng mộ trong lòng. Một viên linh châu kỳ diệu, sẽ chìm vào trong khí hải, hấp thu linh lực, sau đó dự trữ lại, thời điểm cần có thể tùy thời điều động, tràn đầy khí hải. Nói ngắn gọn,
đây là khí hải nhân tạo. Sở dĩ đặc biệt là bởi vì Linh Châu có thể chứa đựng linh lực vô cùng bành trướng, bên trong thậm chí còn có 3 tầng không gian. Nói cách khác, theo cảnh giới trưởng thành, Linh Châu có 3 lần dự trữ tăng cơ hội trên diện rộng. Hàn Ngạo có được Linh Châu, chẳng khác nào có được nhiều thêm khí hải, như thế này hắn có thể tùy tiện múa võ pháp, thậm chí nghiên cứu một ít võ pháp có nhu cầu vô cùng hà khắc đối với linh lực. Cái này thích hợp ngươi. Đông Hoàng Thánh Kiệt gật đầu. Viên này Linh Châu đã từng bị rất nhiều người ngấp nghé, ngay cả Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ cũng đều từng ra mặt yêu cầu, nhưng điều kiện giao dịch quá hà khắc, một mực không có người hoàn thành. Chuyện giao dịch giao cho Đại Tự Tại Điện đi, ta cũng không khách khí. Hàn Ngạo hài lòng cất kỹ Linh Châu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nghị công tử, còn cần cái gì không? Đông Hoàng Thánh Kiệt mặt mỉm cười mà hỏi. Chúng ta không, nhưng ta lúc ấy ta giúp rất nhiều bằng hữu đặt cược. Ha ha, không sao không sao, chỉ cần Tự Tại Điện đồng ý, bọn hắn đều có thể đến giao dịch. Khi bọn hắn rời khỏi Nguyệt Hoa Thiên Bảo, Ngô Thiên Đạo đã mang theo hơn 30 tộc nhân tử phủ khí thế hung hăng ngăn chặn bọn hắn lại. Một đám gia hỏa cao 3-4 mét giống như là bức tường cao nằm ngang ở phía trước, mắt đầy hung quang đang chừng nhìn Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi không nên quá phận, cho ngươi một cơ hội, lập tức đưa Ngô Khuynh Thành về Hỗn Độn tử phủ. Thân phận chiến nô có thể giữ lại, nhưng ngươi không thể nào mang theo. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức. Hỗn đản này vậy mà lại dám mang theo Ngô Khuynh Thành đi dạo khắp nơi ở bên ngoài, quả thực là đang đánh vào mặt Hỗn Độn tử phủ bọn hắn. Ngô Khuynh Thành nhìn thấy các tộc nhân quen thuộc, nước mắt liền rơi xuống. Thiên đạo ca, cứu ta. Khuynh Thành yên tâm, chúng ta tới chính là muốn mang ngươi đi. Khương Phàm, nghe rõ ràng không, lập tức thả người. Ngô Thiên Đạo chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ, thân thể hơn 3 thước tản ra uy thế bức người. Đều là đang dọa người giống như man thú. Khương Phàm cười nhạt nói. Nếu là ta thua, các ngươi sẽ đưa ta về Vô Hồi Thánh Địa. Ngô Thiên Đạo hừ một tiếng. Đương nhiên sẽ không. Khương Phàm cười lắc đầu. Ta dám cam đoan, nếu các ngươi thắng ta, hận không thể lấy dây xích, buộc ta đi khắp phương quốc hắc ám 10 ngày 10 đêm. Ngươi coi như cũng tự mình hiểu đấy. Vậy các ngươi dựa vào cái gì tới yêu cầu ta giao người? Bởi vì chúng ta là Hỗn Độn tử phủ, ngươi là Vô Hồi Thánh Địa. Hai chỗ này có cái gì không giống nhau? Ngươi là Thánh Địa, chúng ta là Hoàng Tộc, đây chính là chênh lệch. Thật đáng tiếc, nơi này là Vương Quốc Hắc Ám, ở chỗ này Vô Hồi Thánh Địa và Hỗn Độn tử phủ không có chênh lệch. Chớ tự lấn khinh người, chênh lệch vĩnh viễn tồn tại, mặc kệ là bên ngoài hay là bên trong. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, hôm nay ngươi nhất định phải giao Ngô Khuynh Thành ra. Ngô Thiên Đạo đi đến trước mặt Khương Phàm, ở trên cao nhìn xuống. Nơi này không phải diễn võ trường, không có một đối một, người nghĩ rõ ràng mà trả lời. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu ta không giao thì sao? Ngô Thiên Đạo nhe răng cười. Từ hôm nay trở đi, Khương Phàm ngươi sẽ trở thành kẻ địch của Hỗn Độn tử phủ. Chúng ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng sẽ dùng hết các thủ đoạn để ngươi gặp phiền phức. Để cho ngươi tại Vương quốc Hắc Ám này mỗi một bước đi đều chật vật. Khương Phàm quay đầu nhìn Hàn Ngạo. Ngươi cảm thấy đây là cái gì? Phách lối, ngu xuẩn. Hàn Ngạo đối xử lạnh nhạt với đám người tử phủ, cương khí màu đen phun trào như muốn ngưng tụ thành hình dáng rực long Hắc Ám. Trước đó ngươi không có gì khác biệt với bọn hắn lắm. Cút. Khương Phàm nhìn đám người tử phủ khí thế hung hăng, cười ha hả nói. Các ngươi cảm thấy... Tìm ta gây phiền phức là ta mất mặt. Hay là Hỗn Độn tử phủ các ngươi? Mọi người sẽ ta cảm thấy Khương Phàm quá yếu, hay là cảm giác Hỗn Độn tử phủ không thua nổi? Các ngươi thật giống như đã quên ta và Ngô Khuynh Thành đã ký kết huyết khế. Ta không chút khách khí nói với các ngươi một câu, các ngươi tìm ta gây phiền phức một lần, ta tra tấn cô ta 10 ngày 10 đêm. Các ngươi để cho ta khó xử một lần, ta tạo hài tử cho Hỗn Độn tử phủ các ngươi. Nhìn xem ai gánh vác được ai. Ngươi, sắc mặt đám người Ngô Thiên Đạo hơi trầm xuống. Biến đi. Khương Phàm đẩy Ngô Thiên Đạo ra, lực lượng mạnh mẽ đẩy đến Ngô Thiên Đạo phải lảo đảo lui lại 3 bước. Đều cút đi, nếu thật đánh nhau, dù các ngươi lại đến thêm 30 người nữa cũng không phải là đối thủ. Hàn Ngạo khuấy động long uy, chấn nhiếp tộc nhân tử phủ. Khuynh Thành, cùng chúng ta trở về.
Toàn bộ bọn người Ngô Thiên Đạo vây Ngô Khuynh Thành lại, muốn mạnh mẽ mang đi. Khương Phàm ở phía trước quát lên. Đi đi, về nhà tạo hài tử. Sắc mặt Ngô Khuynh Thành trắng bệt, tuyệt vọng thân thể đều đang run rẩy. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi. Ngô Thiên Đạo giữ chặt Ngô Khuynh Thành liền muốn rời khỏi, Ngô Khuynh Thành đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, ôm đầu co quắp trên mặt đất, đau đớn run rẩy. Khương Phàm đứng ở đằng xa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, xiềng xích bên trong ý thức hải giống như là roi da đang điên cuồng quật lấy thân ảnh màu tím kia. Đau, a, à, không cần. Ngô Khuynh Thành cảm giác linh hồn mình đang gặp roi hình tàn khốc, mỗi một roi đều khiến cho nàng run rẩy, khổ không thể tả. Ngô Thiên Đạo bực tức nói. Khương Phàm, dừng tay cho ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tạo ra con người. Ngươi, phụ mẫu nó, ngươi nói thêm câu nữa, ta giết chết ngươi. Tạo hai. Ngươi. Tạo ba. Hỗn đản. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không nhìn thấy ta được nữa, ta sẽ phải về Vô Hồi Thánh Địa, mang theo Ngô Khuynh Thành đóng cửa tạo ra con người, tạo 18 đứa vậy. Tin tưởng ta, ta trẻ tuổi nóng tính, hỏa lực vượng, sẽ chỉ tạo càng nhiều, sẽ không ít. Khương Phàm. Đám người tử phủ giận dữ hét lên, thanh chấn hư không, xiềng xích dưới chân cũng hơi lắc lư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quá xấu xa rồi. Đông Hoàng Như Yên đứng ở trước cửa điện nhìn mà lắc đầu, người biết cái gì gọi là tạo hài tử sao, lại còn muốn tạo 18 đứa. Ngô Khuynh Thành rốt cuộc cũng ngừng kêu thảm lại, cố giãy giụa đứng lên, một bên chạy tới Khương Phàm, một bên cầu khẩn đám người Ngô Thiên Đạo. Ta không muốn cùng đi hắn, ta muốn về nhà, ta muốn về tử phủ. Cứu ta, các ngươi nhanh cứu ta. Khương Phàm, ngươi sẽ gặp trời phạt. Ngô Thiên Đạo chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Nếu ta rơi xuống trên tay các ngươi, hẳn là đã bị nhục nhã. Ta giày vò Ngô Khuynh Thành hai lần, liền phải bị trời phạt rồi. Ha ha, ông trời cũng không có thanh nhàn như vậy, không quản được chút chuyện ấy đâu. Mấy ca về nhà mà chờ xem, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ được làm cậu. Khương Phàm đi tới chỗ Ngô Khuynh Thành, còn cố ý nắm lấy tay của nàng, kéo đi lên phía trước. Khương Phàm, có thể nói chuyện với ngươi không? Xiềng xích lay động, khí tức hùng hồn tràn ngập hư không. Ngô Chính Hùng cưỡi uy nghiêm hùng sư, mang theo số lượng lớn thị vệ tử phủ từ phía trước đi tới. Rất nhiều người dừng lại ở trên xiềng xích phía xa xa, tràn đầy phấn khởi nhìn qua nơi này. Ngô Chính Hùng,